Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 3. Vương Đại Sư, là tên nhóc này, không chỉ lừa gạt kẻ tiện nhân kia nói có thể chữa bệnh, còn mở miệng chửi bới người khác, nói ông là Đại Sư vô dụng, ngoại trừ giả thần giả quỷ ra thì không làm được gì, chỉ cần một ngón út của nó là thu phục được ông, những lời này đều là tên nhóc này nói. Bà béo hung hãn chỉ Mạc Phàm nói, không ngừng thêm mắm thêm muối. Chỉ có một mình bà ta thì chắc chắn không dám tới, nhưng có Vương Đại Sư ở phía sau, tất cả xóm cho ai dám làm bừa. Vương Đại Sư là ai, có thể thông quỷ thần, chú ngũ hành, biết được thiên ý, nhắm mắt hiểu lòng người, niết phù sinh hỏa. Không ai từng thấy chuyện này, nhưng lan truyền vô cùng kỳ diệu trong xóm trọ, tất cả xã hội đen trong xóm trọ đều kính như thần linh, càng không nói đến người bình thường trong xóm trọ nghèo. Vương Đại Sư tới rồi. Tên nhóc này còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thì có lỗi với thịt béo trên người bà ta. Bà béo nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười thầm nói. Bà béo lại nhảy xong, trong giữa đám người có một người tiến về phía trước một bước. Người này khoảng gần 60 tuổi, gầy khô, mặc trên người trang phục màu vàng, tuy tóc đã hoa râm, nhưng hai mắt lóe lên ánh sáng, cho dù là người trẻ tuổi cũng không sáng như vậy, sáng đến mức làm đáy lòng người ta phát lạnh. Là cậu nói có thể chữa trị được bệnh cho Bạch Thị sao? Vương Đại Sư nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đánh giá Vương Đại Sư, trong mắt hiện lên chút khác thường. Người hắn gặp lúc trước, chỉ giống như A Hào và Lưu Tam học qua chút võ, hoặc chịu huấn luyện đặc biệt, đâu biết vận dụng lực lượng như thế nào, một người chỉ có thể đánh mười mấy người. Người này thì khác, trên người không chỉ có âm khí dày đặc, còn có chút linh lực thuộc tính âm dao động. Tu đạo giả sao? Cảnh giới cụ thể là gì, hắn còn chưa nhìn ra được. Một ngày chỉ có thể dùng thần giám một lần, nếu không liếc mắt một cái là có thể biết tu vi của đối phương. Nhưng cao cũng không cao đến đâu. Mới trọng sinh vài ngày liền gặp được tu đạo giả, hắn không có chút kinh hoàng nào, trái lại trong lòng vui vẻ, đúng lúc hắn cần suy nghĩ hệ thống tu luyện và cấp bậc ở địa cầu. Vậy thì sao chứ? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Mắt Vương Đại Sư nhíu lại. Vẫn không nóng không lạnh như trước, giống hệt điệu bộ của đại sư. Là cậu đánh Vương Phi Yến sao? Vương Phi Yến là ai tôi không biết, Triệu Phi Yến thì tôi còn biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mày cái tên tiểu hổ lốn này. Bà béo trừng mắt, lại gào với Mạc Phàm. Vương Đại Sư ông thấy rồi đấy, tên nhóc này quá kiêu ngạo, ông tốt bụng bảo vệ hai mẹ con kia, tên nhóc này lại không tôn kính ông như vậy, nếu là tôi sẽ không nói lời vô nghĩa với cậu ta. Trực tiếp phế cậu ta rồi. Nếu lần này có thể mượn tay Vương Đại Sư phế tiểu hổ lốn này, bên xóm trọ nghèo này còn ai dám bất kính với bà ta nữa chứ? Vẻ mặt Vương Đại Sư vẫn không đổi, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhóc con, cậu quá ngông cuồng rồi, cậu biết đây là nơi nào không? Ngông cuồng sao? Mạc Phàm cười, hắn đã rất khiêm tốn rồi đó. Kiếp trước hắn làm y tiên bất tử, tuy tu vi chỉ có kim đan. Nhưng y thuật đứng đầu tu chân giới làm không ít người tôn kính hắn như thần, cho dù là cao thủ đại thừa cũng vô cùng khách sáo với hắn. Nếu đây gọi là ngông cuồng, vậy trước đây hắn là vô pháp vô thiên. Mạc Phàm cảm thấy như vậy, nhưng những người khác lại không cho là vậy. Tên nhóc này bị bệnh à, không biết sự lợi hại của Vương Đại Sư sao? Tôi thấy cậu ta muốn tự tìm chết rồi, lát nữa cậu ta sẽ đẹp mặt thôi. Người trong xóm trọ nghèo không ai không biết. Nơi này có thế lực xã hội đen tên là Hắc Long Hội, bây giờ xã hội đen này đã không còn lão đại, đang rơi vào trạng thái rắn mất đầu, nguyên nhân là vì Vương Đại Sư. Lão đại lúc trước của Hắc Long tên là Bảo Ca, một tình nhân của anh ta bị Vương Đại Sư nhìn trúng, không biết Vương Đại Sư dùng pháp thuật gì với nhân tình của anh ta, vậy mà làm nhân tình của anh ta say mê đến thần hồn điên đảo, tự mình bò lên giường của Vương Đại Sư. Sau khi Bảo Ca biết liền mang người tới đạo quán của ông ta. Kết quả một đi không trở lại. Thuộc hạ của Bảo Ca đi tìm Vương Đại Sư tính sổ, đi một người biến mất một người. Sau khi biến mất liên tiếp 18 người, tất cả xóm nghèo đều không dám bất kính với Vương Đại Sư. Người phụ nữ mà Vương Đại Sư nhìn chúng, cũng không ai dám động vào. Ngay cả người phụ nữ của Bảo Ca hơn trăm thuộc hạ cũng bị đoạt, bọn họ là cái thá gì. Cho nên mẹ Tiểu Ngọc bị Vương Đại Sư nhìn chúng. Cho dù người nơi này có tà tâm cũng không có tặc đảm. Mạc Phàm dám nói chuyện với Vương Đại Sư như vậy, nói không chừng hôm nay có cơ hội nhìn thấy pháp thuật chân chính của Vương Đại Sư. Dầm.
cửa phòng phía sau Mạc Phàm mở ra. Tiểu Ngọc vốn đang lau mồ hôi cho mẹ, nghe thấy bên ngoài có người nói Vương đại sư, mặt tái mét chạy ra. Tiểu ca ca, anh nhanh đi đi, đừng đến xóm nghèo nữa. Tiểu Ngọc kéo Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vì chữa bệnh cho mẹ cô mới đến đây, cũng vì không quen nhìn bà béo hung hãn ương ngạnh mới đánh bà béo, cô không muốn Mạc Phàm vì bọn họ mà bị Vương đại sư làm biến mất. Tiểu ca ca lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương đại sư. Nhóc con, lần này biết tôi là ai chưa? Vương đại sư vung tay lên, lộ ra vẻ tự đắc, bộ dạng cao cao tại thượng. Ngay cả tiểu nha đầu Tiểu Ngọc này cũng sợ ông ta, tên nhóc này lại hung hãn trước mặt ông ta, không phải ngu ngốc thì là gì? Vậy sao? Mạc Phàm vẫn không thay đổi sắc mặt. Tiểu Ngọc thấy không kéo được Mạc Phàm, vội vàng cầu xin. Vương đại sư, tiểu ca ca là người tốt, cầu xin ông bỏ qua cho anh ấy. Vương đại sư liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc một cái, trong mắt hiện lên chút hung ác nham hiểm, cười âm hiểm nói. Không phải là không thể được, tôi thấy khung xương mẹ con cô rất được, là người thích hợp tu đạo, chỉ cần cô và mẹ cô theo tôi lên núi học đạo, tôi sẽ không so đo với cậu ta, thế nào? Có thể tu đạo gì chứ, cô nàng này và mẹ cô không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, còn là cực âm chi thể, trong cơ thể tích lũy lượng âm khí rất lớn. Nhất là mẹ cô, cực âm chi thể 36 năm, có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ dàng gì. Nếu mang lên núi làm đỉnh lô, lập tức có thể đột phá đến cảnh giới trúc cơ, trở thành tu đạo giả chân chính, ông ta còn cần trốn ở xóm nghèo rách nát này sao? Sở dĩ lúc trước không đưa hai mẹ con này lên núi là vì ông ta đang trong thời khắc quan trọng luyện chế một pháp khí. Mới luyện chế thành công, liền nghe Vương Phi Yến bà chủ cho thuê nhà nói có người muốn chữa bệnh cho mẹ Tiểu Ngọc, lúc này mới nhanh chóng xuống núi. Đỉnh lô tốt như vậy, được người ta chữa khỏi ông ta đi đâu tìm người thứ hai, thấy đối phương là tên nhóc 16, 17 tuổi, lúc này ông ta mới yên tâm. Nhân cơ hội này mang hai mẹ con lên trên núi, tránh để đêm dài lắm mộng. Chuyện này, Tiểu Ngọc lộ ra vẻ khó xử. Cô không muốn liên lụy đến Mạc Phàm. Nhưng cô và mẹ cũng không muốn lên núi với Vương đại sư. Trước đây tình nhân của Bạo ca được Vương đại sư mang lên núi, khi xuống núi chỉ còn xương bọc ra, không khác gì quỷ, không lâu sau liền chết rồi. Vương đại sư làm gì trên người cô ta thì không ai biết, dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ sợ thu đồ đệ là giả. Tiểu nha đầu, đại sư muốn thu các người làm đồ đệ, là phúc lớn của hai mẹ con cô, cũng không phải thu các người làm tình nhân. Đừng áp đặt ý nghĩ xấu xa của các người lên người đại sư, nếu bà đây có căn cốt như các người, cho dù bà đây quỳ xuống cũng muốn lên núi, đừng có mà không biết điều, còn không mau đồng ý với đại sư, cô có muốn cứu tiểu hổ lốn này hay không? Bà béo không kiên nhẫn chen miệng nói. Tiểu Ngọc nén lệ, nhìn Mạc Phàm, lại nhìn mẹ ngủ say trong phòng, trên mặt đều là không muốn. Vương đại sư tức giận nói, vẫn duy trì hình tượng đại sư của ông ta như trước. Nha đầu kia mới 12 tuổi, âm khí trong cơ thể vẫn còn quá yếu, không giống mẹ cô là cực âm chi thể 36 năm, không cần bồi dưỡng có thể lấy ra làm đỉnh lô. Nếu mẹ cô lên núi với ông ta còn suy xét đến chuyện thả Mạc Phàm, Tiểu Ngọc thì ông ta chuẩn bị nuôi vài năm lại dùng. Tất nhiên bà béo không biết tâm tủa Vương đại sư, nhưng thấy Vương đại sư mất hứng, khuôn mặt heo cũng âm u. Tôi nói này nha đầu ngốc kia, Vương đại sư thành tâm thành ý như vậy. Vậy mà cô còn có kè mặc cả, cô không nhìn xem cô là ai, có tư cách gì có kè mặc cả với Vương đại sư, muốn cứu tạp chủng này cũng có thể, cô và mẹ cô đều phải lên núi với Vương đại sư. Chuyện này, Tiểu Ngọc đỏ mắt nắm chặt góc áo, bất lực không biết nên làm gì cho phải. Bệnh của mẹ cô mới chuyển biến tốt hơn, ai biết lại gặp phải Vương đại sư. Nếu bọn họ không đi với ông thì sao? Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Ngọc, kéo Tiểu Ngọc ra phía sau, lạnh nhạt hỏi. Tiểu hổ lớn, mạng nhỏ của mày cũng đang không bảo vệ được, còn đi quản hai người họ, xem ra lúc bà đây rời đi, kẻ tiện nhân kia hạ không ít công phu lên người mày, làm mày vui vẻ không biết mình là ai rồi. Bà béo hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt lóe lên ác độc, nói với Vương đại sư. Vương đại sư, tên nhóc này căn bản không coi ông ra gì, tôi thấy ông đừng nhiều lời với nó nữa, cắt chân nó xuống trước, xem nó mạnh miệng hay là xương cốt rắn hơn. Vương đại sư lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm một cái, nhíu mày. Nhóc con, tôi vốn thấy cậu trẻ người non dạ, không muốn chấp nhặt với cậu làm gì,
ai biết cậu lại không biết tốt xấu như vậy, nếu vậy thì đừng trách tôi. Vương đại sư liếc mắt ra hiệu, sáu thuộc hạ phía sau bao vây Mạc Phàm lại. Bà béo thấy Vương đại sư tức giận, trên khuôn mặt đầy thịt béo tràn ngập vui vẻ. Tiểu hổ lớn, dám đá bà đây, cho mày biết lợi hại của bà đây. Tên nhóc này không cứu được rồi. Người xung quanh xem náo nhiệt nói. Sáu thuộc hạ của Vương đại sư thì có bốn người là thuộc hạ của Bảo ca, không chỉ tâm ngoan thủ lạt, ít nhiều gì cũng biết chút công phu, đừng nói là thân thể nhỏ bé của Mạc Phàm, ngay cả những người thường xuyên làm công việc thể lực như bọn họ cũng bị đánh. Cho dù Vương đại sư không ra tay, tên nhóc này cũng xong đời rồi. Ông chắc chắn muốn ra tay sao? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, bình tĩnh hỏi. Hửm. Vương đại sư nhướng mày lên, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên chút lạnh lẽo. Ở trong mắt ông ta Mạc Phàm là một con cá không biết sống chết, ngay từ đầu ông ta đã không để ở trong lòng, con cá vặt vãnh như vậy ông ta thấy nhiều rồi, A Bạo của Hắc Long hội là một người. Vì một người phụ nữ mà dám đối nghịch với bản đại sư, luôn mồm nói thành quỷ cũng không bỏ qua cho ông ta, kết quả thì sao chứ, bị ông ta luyện thành lệ quỷ, cho dù chết cũng bị ông ta sử dụng. Sau khi ông ta dùng người phụ nữ của A Bạo xong, cũng vứt bỏ. Đều nói có báo ứng. Ông ta làm chuyện xấu nhiều như vậy đều không bị sao, nếu như hấp thu được cực âm chi khí trên người mẹ Tiểu Ngọc, ông ta có thể đạt đến cảnh giới trúc cơ, đến lúc đó ai có thể làm gì được ông ta. Lúc này dùng thực lực nói chuyện, không phải dùng tâm huyết nói chuyện, căn bản không có nhân quả và công bằng. Nhóc con, mày muốn chết à? Vương đại sư lạnh lùng nói, giọng nói như cửu u quỷ hồn. Ha ha! Khóe miệng Mạc Phàm cong lên. Cuối cùng cũng không nhịn được lộ ra bản tính, thấy ông tu hành không dễ dàng, tôi cho ông hai lựa chọn, tự phế tu vi rồi lập tức cút đi, bằng không tôi phế giúp ông. Vương đại sư ngây người, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất ngờ. Tên nhóc này là ai, vậy mà biết tán công? Nếu không phải là người của đạo môn, thì là người có quan hệ hiểu biết về đạo môn. Nghĩ vậy, tàn khốc trong mắt Vương đại sư càng nồng đậm hơn, cho dù là loại nào cũng không thể để người sống rời đi. Không muốn chết lập tức cút ngay, để tôi nhìn thấy nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giọng nói của Vương đại sư không to, giọng nói lạnh lẽo như kỳ tích truyền vào tai mỗi người xung quanh. Sắc mặt người xem náo nhiệt thay đổi, không chút do dự quay về nhà, nhanh chóng rời đi không dám ở lại. Vương đại sư tức giận sẽ vô cùng khiếp sợ. 18 thuộc hạ của Hắc Long hội, bao gồm cả Bạo ca. Tuy nói là biến mất, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ. Ở xóm nghèo, biến mất có nghĩa là tử vong, bọn họ không muốn chỉ xem náo nhiệt mà biến mất. Tên nhóc này chết chắc rồi, cảnh sát đến đây cũng không cứu được cậu ta. Còn lắm miệng làm gì, không đi định chôn cùng tên nhóc này sao? Một câu của Vương đại sư, chỉ qua một chén trà nhỏ, gần đó chỉ còn lại Mạc Phàm, Tiểu Ngọc, Vương đại sư, bà béo và mấy tên thuộc hạ. Vương đại sư càng tức giận, bà béo càng cao hứng. Nhóc con, đây đều là mày tự tìm. Sắc mặt Tiểu Ngọc xanh mét, trốn sau lưng Mạc Phàm không ngừng run run, nước mắt không nhịn được rơi xuống, không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này. Đều là cô không tốt, mang đến phiền phức lớn cho Mạc Phàm như vậy. Vài người này Mạc Phàm còn có thể đối phó, nhưng nghe nói Vương đại sư biết yêu pháp, chắc chắn Tiểu ca ca không phải là đối thủ của ông ta. Mạc Phàm nhìn Vương đại sư, hắn cười, xoay người lau nước mắt cho Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc, chơi một trò chơi nhé. Trò chơi gì ạ? Tiểu Ngọc khóc nói. Chơi trò chơi có thể đuổi Vương đại sư đi sao? Mèo trốn tìm, em trốn trước khi anh chưa tìm được em không cho phép ra ngoài. Nhưng mà... Tiểu Ngọc lo lắng nói. Yên tâm đi, một lão yêu quái có thể là đối thủ của anh được sao? Mạc Phàm cười tự tin nói. A, Tiểu Ngọc bị Mạc Phàm nửa đẩy nửa dỗ vào phòng. Tiểu Ngọc vào nhà, lúc này Mạc Phàm mới đứng dậy, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, liếc sáu người xung quanh, lắc đầu. Vài người này không được, quá tệ, ông nên tự mình đến đây đi, để tôi mở mang kiến thức thực lực của tu đạo giả. Nhóc con, mày đây là tìm. Một thuộc hạ của Vương đại sư nói. Còn chưa nói xong, Mạc Phàm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm lấy đại hán này. Như múa nhanh chóng múa trên không trung, ném về phía mấy người còn lại. A a a! Không đợi năm người kia phản ứng kịp,
mấy tiếng kêu đau đớn vang lên, tất cả đám người còn lại ngã xuống đất, hôn mê. Dầm. Mạc Phàm ném người trong tay xuống, phủi phủi tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Đại Sư. Đến lượt ông rồi. Một loạt động tác này, sáu thuộc hạ đều rất cao lớn, còn chưa đến 10 giây. Cũng may Vương Đại Sư đã đuổi người, nói cách khác, những người vừa xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh này sẽ có biểu cảm gì. Nhưng biểu cảm của bà béo cũng đủ đặc sắc. Mồm há to như bồn máu, nhưng không phát ra âm thanh. Đôi mắt tam giác mở to, tràn đầy vẻ khó mà tin. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán xuống, mỗi giọt mồ hôi đều mang theo một tầng phấn lót dày. Chuyện này, làm sao có thể? Ngay cả Vương Đại Sư cũng không tin được, tên nhóc này nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng sao lực lượng cường đại như vậy, người bình thường tuyệt đối không có lực lớn đến thế. Chẳng lẽ là đệ tử của võ đạo thế gia ra ngoài rèn luyện? Trên người Mạc Phàm không có Phật môn chi khí ông ta ghét nhất, người của đạo môn không có thân thể cường đại như vậy, chỉ có khả năng là võ đạo thế gia. Nếu là đệ tử của võ đạo thế gia, vậy thì phiền phức rồi, vừa rồi bị nhiều người thấy như vậy, nếu giết Mạc Phàm, rất có khả năng sẽ bị thế gia đuổi giết. Nhóc con, mày là người của Đường gia hay Tần gia? Tôi chỉ là một học sinh trung học. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hửm. Vương Đại Sư nhíu mày, gương mặt già nua như bị tát một cái. Với độ tuổi của tên nhóc này quả thật là học sinh trung học, nhưng học sinh trung học bình thường có thể có lực lượng cường đại như vậy sao? Dù là đệ tử của võ đạo thế gia, tất nhiên cũng phải có thiên phú vô cùng xuất sắc, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng đối phó với sáu thuộc hạ của ông ta như vậy, chắc chắn tên nhóc này đang đùa giỡn ông ta. Nhóc con, báo tên sư môn. Nếu không đừng trách bản đại sư thủ hạ vô tình. Tên nhóc này thật sự là học sinh trung học, đúng lúc ông ta thiếu một người khí huyết cường đại để tế pháp khí của ông ta. Nếu là võ đạo thế gia, tuổi Mạc Phàm còn nhỏ, chắc chắn tâm trí còn chưa thành thục, hù dọa một phen kết thúc chuyện này là được, lần sau sẽ nghĩ biện pháp mang hai mẹ con này đi. Sư môn sao? Mạc Phàm cười lắc đầu. Sư môn của tôi, một tiểu yêu đạo như ông không xứng biết. Dù thần nông tông chỉ là một trong 9 đại tiên tông ở tu chân giới, đệ tử đâu chỉ có ngàn vạn, há có thể để một tiểu yêu đạo ở địa cầu muốn biết là có thể biết. Vương đại sư này mặt ngoài nhìn có phong phạm của đại sư, thực ra là đang cố gắng áp chế quỷ khí âm u trong cơ thể, tránh để người ta phát hiện ra manh mối. Gạt được người khác, lại không lừa được hắn. Cho dù không cần thần giám, hắn cũng biết tu vi của Vương đại sư này, không khác hắn lắm. Chắc là vào thời khắc quan trọng trùng kích trúc cơ, hoặc mạnh hơn hắn một chút, nhưng còn chưa đến trúc cơ. Vương đại sư này nói muốn nhận Tiểu Ngọc và mẹ cô làm đồ đệ, mục đích chính là cực âm chi khí trong cơ thể bọn họ để trùng kích đến trúc cơ, nhất là mẹ Tiểu Ngọc. Nhưng vận khí của Vương đại sư này không tốt, chậm một bước, vì hắn đến trước rồi. Mày! Mắt Vương đại sư mở to, tàn nhẫn lóe lên, dứt khoát nói. Vậy đừng trách tay tao vô tình. Giết Mạc Phàm, mang hai mẹ con kia đi trùng kích trúc cơ, cho dù võ đạo thế gia tìm tới cửa có năng lực làm gì ông ta. Vừa dứt lời, Vương đại sư liền mở túi đen tuyền ra, quỷ khí âm u chui từ trong ra, xung quanh trở nên tối sầm lại, gió lạnh tự nhiên nổi lên. Lúc này đang là mùa hè, cho dù ngồi yên cũng chảy mồ hôi, vậy mà có cơn gió lạnh, làm người ta phát run. Không chỉ có vậy, hình như trong gió còn có gì đó. Không ngừng phát ra tiếng quỷ khóc sói gào, làm người ta sởn gai ốc. Cảnh này không dọa được Mạc Phàm, lại làm bà béo sợ gần chết. Hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, không ngừng bò ra ngoài, thịt béo trên người không ngừng rung rung. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, một chút sát ý xuất hiện. Nếu hắn không có đoán sai, trong gió lạnh này có ít nhất 10 sinh hồn không phải đạt được trên người người chết, mà lấy lúc người sống. Rút liên tiếp trên người người kia, lấy máu ký nuôi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa không phải giết một người có thể đạt được, lấy sinh hồn không khác gì luyện đan, xác suất thành công thấp, giết 10 người mới được một sinh hồn. Bởi vì lấy sinh hồn quá tàn nhẫn, làm trái với trời, loại pháp thuật này được liệt vào cấm thuật, một khi phát hiện được tà tu này sẽ bị vạn tiên liên hợp đuổi giết. Hắn cũng từng tự tay giết chết tà tu như vậy, chỉ là không ngờ có thể gặp tà tu ở địa cầu. Giết nhiều người như vậy, nói giống như ông có tỉnh lắm ấy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nhóc con, mày biết quá nhiều, đi chết đi.
Vương đại sư hừ lạnh một tiếng, cắn ngón giữa, miệng niệm thần chú, giơ ngón tay ra, thầm quát một tiếng. Khởi. Sinh hồn trong gió lạnh cảm nhận được huyết khí, lại gào thét điên cuồng hơn, vật lộn một phen, theo ý của Vương đại sư, nhào về phía Mạc Phàm. Tiểu ca ca, cẩn thận. Sau lưng Mạc Phàm, Tiểu Ngọc kêu to qua cửa sổ. Cô nói với Mạc Phàm sẽ không đi ra, nhưng không nói gì đến chuyện không thể nhìn lén, nhìn thấy gió lạnh nhào về phía Mạc Phàm, trái tim Tiểu Ngọc vọt lên trên cổ họng. Tà pháp này khiến người ta sợ hãi, làm sao Mạc Phàm có thể đối phó được? Yên tâm, không có việc gì. Mạc Phàm quay đầu cười với Tiểu Ngọc, gió lạnh đã đến trước mặt hắn. Trong gió, một cái đầu quỷ miệng to như bồn máu không chút do dự cắn về phía Mạc Phàm. Nhóc con, mày chết chắc rồi. Trong đám thuộc hạ bị Mạc Phàm đánh ngã, một tên tỉnh lại ôm ngực cười âm hiểm nói. Từ khi Vương đại sư luyện thành âm quỷ trận, cho đến bây giờ chưa từng bị thua. Không nói đến 18 người của Hắc Long hội biến mất, từng có sư phụ của võ quán Thiên Điên Phong tìm Vương sư phụ gây phiền phức, cuối cùng bị những sinh hồn này ăn đến chết, không có biện pháp nào. Khóe miệng Mạc Phàm cong lên độ cong lạnh lùng, tiên là tiên, há có thể để phàm nhân đoán được. Vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, trong chớp mắt xung quanh hắn lập tức giống như một hắc động, kéo quỷ khí âm trầm vào trong cơ thể hắn. Cửu chuyển hỗn nguyên công ngoại trừ linh khí cửu chuyển ra, đó là bao gồm lấy mọi thứ. Mặc kệ là linh khí, quỷ khí, ma khí, Phật khí, yêu khí, chỉ cần vận chuyển đều có thể luyện hóa thành linh khí tinh khiết. Vận chuyển công pháp, quỷ khí xung quanh sinh hồn lập tức tụ vào trong cơ thể hắn, chỉ trong chớp mắt, quỷ khí đã bị hấp thu không còn. Sinh hồn mất đi quỷ khí vây quanh, giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, khói đen tỏa ra, quỷ kêu vài tiếng, hơn 10 sinh hồn chật vật bay trở về bên cạnh Vương đại sư. Sắc mặt Vương đại sư trắng xanh, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Sao có thể như vậy được, sao mày có thể hấp thu được quỷ khí? Vì sao tôi lại không thể? Mạc Phàm không đáp hỏi lại. Vương đại sư này còn chưa đến cảnh giới trúc cơ, căn bản không thể sử dụng pháp thuật. Có thể xua sinh hồn chủ yếu là dựa vào dưỡng quỷ, thêm chút tinh huyết, pháp chú, tinh thần lực. Nói đơn giản những quỷ khí trên sinh hồn là ký nuôi vật vô chủ trong dưỡng quỷ, hắn tu luyện công pháp của tu chân giới, bị hắn hấp thu quá bình thường. Mày dám làm tổn hại pháp bảo của tao, tao phải giết mày, đi chết đi. Trong lòng Vương đại sư biết đã gặp phải tấm sắt, sát khí trong mắt dày hơn. Do dự một lát, ông ta oán hận trong lòng. Lấy một cái pháp bàn ở bên hông ra, cắn đầu lưỡi, phun máu lên bên trên, khuôn mặt lại trắng xanh vài phần, nhưng sau khi ông ta niệm thần chú, bỗng nhiên pháp bàn phát ra hào quang, ông ta đang muốn ném pháp bàn về phía Mạc Phàm. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ông cũng thử quả đấm của tôi xem. Nói xong chân Mạc Phàm khẽ di chuyển, trong chớp mắt đã đến trước người Vương đại sư. Vương đại sư là pháp sư tu luyện tà pháp. Tốc độ đâu bằng Mạc Phàm, còn chưa phản ứng kịp, quả đấm của Mạc Phàm đã đánh vào ngực ông ta. Rầm. Thân thể gầy yếu của Vương đại sư bay ra ngoài, ngã xuống nơi cách đó 5 thước, tay ông ta buông lỏng ra. Pháp bàn rơi xuống đất, mấy bóng người mơ hồ bay từng người một ra khỏi pháp bàn, phát ra tiếng gào thét khàn khàn, quỷ khí lại tràn ra. Bóng người không nhiều như lúc nãy, chỉ có 4, quỷ khí nồng đậm hơn lúc nãy không chỉ gấp một lần. Nhưng 4 quỷ ảnh này chỉ ở xung quanh pháp bàn, không có tấn công Mạc Phàm. Vương đại sư bị đánh bại sao? Sắc mặt bà béo trắng bệch. Ngay cả Vương đại sư cũng không phải là đối thủ của tên nhóc này sao? Mấy thuộc hạ của Vương đại sư lần lượt tỉnh lại cũng sửng sốt, từ khi bọn họ theo Vương đại sư đến nay, Vương đại sư chưa bao giờ gặp phải đối thủ, vậy mà bại bởi một học sinh trung học. Bất luận là bà béo hay thuộc hạ của Vương đại sư đều lui ra ngoài trốn. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm còn sợ hãi hơn nhìn thấy quỷ. Lệ quỷ sao? Mạc Phàm nhíu mày đi tới chỗ lệ quỷ trong pháp bàn liếc mắt một cái, ý lạnh trong mắt càng sâu hơn. Lệ quỷ còn khủng bố hơn sinh hồn vừa rồi, cũng tàn nhẫn hơn, may mà vừa rồi hắn ngăn cản Vương đại sư thi pháp, nếu không hắn chỉ có thể mang theo Tiểu Ngọc và mẹ cô rời đi. Hắn liếc mắt nhìn lệ quỷ một cái, đi đến bên cạnh Vương đại sư nằm rên rỉ trên đất, dùng chân dẫm mạnh lên ngực Vương đại sư. Hỏi ông ta. Tên, môn phái. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ dẫm một chân, nhưng Vương đại sư cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người,
chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, tảng đá này có thể đè bẹp ông ta, cái chết uy hiếp, Vương Đại Sư chỉ do dự một lát là khuất phục. Tiểu nhân tên là Vương Trường Sinh, âm quỷ môn. Tu Vi. Mạc Phàm hỏi. Ngộ đạo đỉnh phong, thiếu chút nữa lên đến trúc cơ. Vương Đại Sư không cam lòng nói. Nếu ông ta hấp thu được cực âm chi khí trên người mẹ Tiểu Ngọc, chắc chắn có thể đến trúc cơ, đến lúc đó người này chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Đáng tiếc là không có nếu, gặp được Mạc Phàm gốc giả cứng rắn này, không thành thật một chút có khả năng không còn mạng sống. Ngộ đạo, trúc cơ sao? Ông có biết bên này có bao nhiêu người có tu vi tương tự ông, hoặc cao hơn ông không? Mạc Phàm hỏi. Pháp sư bên này trái lại không có mạnh hơn tôi, gia chủ Đường gia ở Đông Hải hẳn là nội kình trung kỳ, lão Tam Tần gia hẳn là nội kình trung kỳ, còn có Long sư phụ của võ quán Đông Hải là nội kình sơ kỳ, những người này đều cao hơn tôi một cấp bậc lớn, võ sư tương đương với tôi. Vương Trường Sinh lại nói tên ra, Mạc Phàm ghi nhớ từng cái tên, từ miệng Vương Trường Sinh, hắn tiến thêm một bước hiểu biết về hệ thống tu luyện trên địa cầu. Pháp sư ngộ đạo và võ sư hậu thiên cùng cấp bậc tôi thể, trúc cơ, nội kình là cấp bậc trúc cơ, nhập pháp, tiên thiên lại cùng cấp bậc với tiên thiên tu chân. Còn nhập pháp và sau tiên thiên, âm quỷ môn chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện, cho nên cũng không biết là cấp bậc gì. Âm quỷ môn của các ông đã có cao thủ gì? Mạc Phàm hỏi. Đại sư huynh của tôi là trúc cơ trung kỳ, còn có hai vị sư huynh là trúc cơ sơ kỳ, mấy sư đệ khác thì không khác tôi mấy. Nửa bước nữa là đến cảnh giới trúc cơ. Vương Trường Sinh nói chi tiết. Một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ sơ kỳ sao? Nói cách khác một người đạt cảnh giới trúc cơ trung kỳ, một người đạt cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Linh khí ở địa cầu cằn cỗi, vậy mà còn có người cấp bậc này. Vương Trường Sinh thấy Mạc Phàm lộ ra vẻ trầm ngâm, vội vàng bổ sung thêm. Đại sư, nhất thời tiểu nhân mất trí nên mới đắc tội cậu. Nể mặt mũi sư môn của tôi, mong cậu tha cho tôi một mạng. Phóng tầm mắt nhìn tất cả Hoa Hạ cũng không đến 500 người đạt trúc cơ trung kỳ, phải biết rằng Tần gia và Đường gia to lớn như vậy cũng chỉ có một người là nội kình trung kỳ, thực lực như vậy không tính là đứng đầu ở Hoa Hạ, nhưng cũng coi là có thực lực, đặt ở đâu đều có lực uy hiếp nhất định. Dù sao một khi đến trúc cơ, hô phong hoán vũ, chiêu thần xua quỷ, được người ta tôn sùng như thần linh. Ông ta chưa đến trúc cơ nhưng nhờ pháp khí cũng lừa dối được rất nhiều người. Nhưng ở trong mắt Mạc Phàm, những thứ này đều không đáng nhắc tới, thực lực này ở tu chân giới cũng giống như gia đình phàm nhân một nhà bốn miệng, thậm chí còn không bằng. Cho nên muốn đè ép hắn còn kém xa. Thành thật trả lời, tôi có thể không giết ông. Mạc Phàm nói. Dạ dạ dạ. Vương Trường Sinh giống như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu. Vì sao lại đến xóm trọ nghèo? Vương Đại Sư vốn định giấu giếm, nhưng nhìn thấy tinh quang trong mắt Mạc Phàm, lập tức chột dạ, cúi đầu nói. Tiểu nhân là vì đỉnh lô và sinh hồn mới tới đây. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, đúng là biết chọn nơi. Nếu là khu náo nhiệt, nhiều camera nhìn chằm chằm như vậy, bắt đi một người rất nhanh sẽ bị cảnh sát để mắt. Ở xóm nghèo này, người biến mất như ăn cơm vậy, có rất ít người quản. Quả thật là nơi để lấy sinh hồn, tế luyện quỷ hồn, tìm kiếm đỉnh lô tốt. Tiểu Ngọc và mẹ cô ấy đều là đỉnh lô tốt ông coi trọng. Đúng vậy. Vương Trường Sinh gật đầu, việc này đã lừa gạt được những người khác, nhưng không lừa được Mạc Phàm. Giết bao nhiêu người rồi? Chuyện này. Vương Trường Sinh do dự. 50. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày lại, hàn quang lóe ra. Với mười mấy sinh hồn kia không chỉ lấy 50 người, thực sự cảm thấy hắn dễ gạt như vậy sao? Tiểu nhân sai rồi, bao gồm đỉnh lô tổng cộng có 198 người, nhưng những người này đều là người nghèo ham lợi nhỏ. Vương Trường Sinh vội vàng giải thích. Ông ta ít khi ép người về đạo quan ẩn cư, chủ yếu là thông qua lợi dụng lừa gạt đến đạo quan, lại nghĩ biện pháp thu thập. Trừ phi gặp được đỉnh lô thích hợp, lúc này mới cường thủ hào đoạt. À, ý của ông là, người nghèo ham lợi nhỏ đều đáng chết sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Không phải, đại sư, tôi không có ý này, không phải. Không để Vương Trường Sinh giải thích, Mạc Phàm giơ tay đánh mạnh về phía đầu Vương Trường Sinh. Vẻ mặt Vương Trường Sinh sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng khiếp sợ. Đại sư, không phải cậu nói trả lời thành thật sẽ không giết tôi à,
những câu tôi nói đều là thật cả. Tay Mạc Phàm giơ lên giữa không trung thì dừng lại. Tôi không giết ông, nhưng ông vì tu vi của mình mà giết nhiều người vô tội như vậy, giữ lại tu vi của ông, cho ông tiếp tục hại người sao? Giữ lại người như vậy không chỉ là uy hiếp với hắn, cũng là tai họa cực lớn với những người khác. Không, một trưởng của Mạc Phàm không lưu tình chút nào, đánh vào đỉnh đầu Vương Trường Sinh. Hào quang trong mắt Vương Trường Sinh tắt đi, biến mất hoàn toàn, trong chớp mắt cả người như già thêm 20 tuổi, hai mắt không còn ánh sáng như trước. Mày, hại tao. Vương Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn chưa hiểu ý của Vương Trường Sinh, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên bốn lệ quỷ trong pháp bàn hung dữ hơn, răng nanh dài nhỏ, móng tay xanh đen, khoảng chừng hơn một thước, bay tới. Mạc Phàm vội vàng lùi lại mấy bước, bốn lệ quỷ nhào vào người Vương Trường Sinh cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Vương Trường Sinh truyền ra. Phản phệ sao? Mạc Phàm nhíu mày, nhanh chóng thoải mái hơn. Quỷ tu lấy phương pháp vô cùng tàn nhẫn luyện người thành sinh hồn, trên người quỷ vật còn giữ lại oán khí khi còn sống. Bình thường e ngại pháp lực của quỷ tu kìm hãm không dám lỗ mãng, một khi pháp lực của quỷ tu không đủ kìm hãm quỷ vật, sẽ làm quỷ vật trả thù tàn nhẫn. Hắn phế pháp lực của Vương Trường Sinh, chẳng khác nào cho quỷ vật cơ hội báo thù. Không chỉ lệ quỷ trong pháp bàn, sinh hồn trong dưỡng quỷ cũng phá túi mà ra, chẳng quan tâm ánh sáng có thể làm bọn họ biến mất, điên cuồng gặm cắn Vương Trường Sinh. A, mày hãy đợi đấy, giết tao, âm quỷ môn chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày. Vương Trường Sinh kêu thảm nói. Khóe miệng Mạc Phàm hơi cong lên, không để ý chút nào. Sẽ không bỏ qua cho hắn sao? Hắn sắp đến trúc cơ, hắn không đi tìm âm quỷ môn gây phiền phức đã là âm đức của tổ sư âm quỷ môn che chở rồi. Loại tà tu như vậy, hắn gặp một người chém một người, gặp một môn chém một môn. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống. 10 phút sau, một người còn sống sờ sờ như Vương Trường Sinh, tự cho là không có báo ứng, bị gặm chỉ còn lại khung xương máu đầm đìa. Mấy tên thuộc hạ của Vương Trường Sinh trợn mắt há miệng thất thần tại chỗ, trái lại bọn họ từng thấy âm quỷ cắn nuốt những người khác, Vương Trường Sinh bị âm quỷ cắn nuốt thì là lần đầu, một đám người không ngừng nuốt nước miếng. Đây là thật sao? Rõ ràng đây là lần đầu tiên bà béo gặp phải chuyện khủng bố như vậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, còn không ngừng nôn khan. Các người còn thất thần làm gì, không nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đi. Mạc Phàm chỉ vào thuộc hạ của Vương Trường Sinh nói. Có vết xe đổ là Vương Trường Sinh, bọn họ đâu dám không nghe theo, vội vàng tìm đồ xung quanh thu dọn nơi này, không còn khí thế hung hãn ương ngạnh như vừa đến. Chuyện ngày hôm nay, các người biết nói sao rồi chứ? Không phải Vương Trường Sinh bị giết, nhưng nguyên nhân ông ta chết, nếu để cảnh sát điều tra cũng là một chuyện phiền phức, hắn không sợ chỉ là không muốn đang trong thời khắc quan trọng lên trúc cơ bị cảnh sát quấn lấy. Dạ, Vương Đại Sư biến mất. Chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Một người trong đó vội vàng nói, sợ chậm trễ sẽ bị Mạc Phàm đánh một chưởng chết tươi. Tốt nhất là như vậy. Mạc Phàm liếc mắt nhìn qua đám người, đi đến trước mặt bà béo. Bà còn chuẩn bị để đôi mẹ con chuyển đi không? Bà béo ói liên tục, đầu óc vốn hơi choáng váng, nhìn thấy Mạc Phàm liền trở nên tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, vội xin tha. Đại sư tha mạng, không chuyển. Bọn họ muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, tôi sẽ không thu một đồng tiền nào. Vương Đại Sư là do bà ta mang đến, kết quả không chém đứt chân Mạc Phàm được, trái lại Vương Đại Sư bị âm quỷ cắn nuốt mà chết, bà ta cũng không muốn có kết cục như Vương Đại Sư. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Bà nói không chuyển thì không chuyển à, cho dù trả tiền tôi cũng không muốn ở đây. Vậy tôi trả tiền, để mẹ con bọn họ ở trong khách sạn mấy sao, ăn cơm, đến trường. Chữa bệnh, tôi đều cung cấp đủ. Bà béo vội vàng bỏ tiền mình ra. Bình thường giao tiền thuê nhà, thiếu một xu điện phí, bà ta có thể lải nhải cả nửa con đường. Lần này chỉ chốc lát đã móc ra hơn 2.000 tệ, còn có mấy tấm thẻ. Trong tấm thẻ này có 1 vạn, mật mã là 147.025, tuyệt đối không lừa cậu, nếu tôi dám lừa cậu, sẽ làm tôi chết không có chỗ chôn, tấm thẻ này. Tư thế cúi đầu cầu xin tha thứ. Trái ngược hoàn toàn với bà béo hoành hành ngang ngược lúc trước. Mạc Phàm cười mỉa, không chút khách sáo cầm lấy tấm thẻ và tiền. Những số tiền này, bà sẽ không thu trên người các hộ khác đó chứ?
Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, tất cả hộ gia đình đều được ở nhà tôi miễn phí 3 tháng. Bà béo lắc đầu như trống lắc, thề son sắt nói. Nhớ làm theo lời bà nói. Mạc Phàm cười nói, xoay người rời đi. Trên người Vương Trường Sinh có 2 món pháp khí, dưỡng quỷ bị sinh hồn xuyên rách, đã không sử dụng được, hắn bảo người ta thiêu đốt nó. Oán khí của lệ quỷ bên trong pháp bàn đã được hóa giải, lại bị ánh mặt trời chiếu vào, đã hóa thành cho bụi, chỉ còn lại nguyên liệu trăm năm bằng sắt tạo ra pháp bàn hiếm có, tất nhiên không thể bỏ qua. Đợi hắn đến trúc cơ, khắc trận pháp ở phía trên, đó sẽ là một pháp khí. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm dùng tiền của bà béo, sắp xếp cho Tiểu Ngọc và mẹ cô ở trong tiểu khu yên tĩnh ở nội thành, mỗi ngày đều chữa bệnh cho mẹ Tiểu Ngọc. Có cực âm chi khí, trong 8 ngày, 720 huyệt trong cơ thể hắn hoàn toàn đả thông, cách trúc cơ chỉ còn một bước. Một khi đến trúc cơ, không chỉ có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước, có thể thực hiện càng nhiều kế hoạch hơn. Hắn chưa đột phá đến trúc cơ, một cuộc điện thoại đã ngắt tiết tấu của hắn, cuộc điện thoại này là chị họ Lý Thi Vũ gọi tới, Mạc Phàm không do dự nghe máy. Tiểu Phàm, gần đây em bận chuyện gì thế, chị tìm em vài lần nhưng đều không gặp được em. Lý Thi Vũ đến chỗ Mạc Phàm ở vài lần, vậy mà đều vồ hụt, toàn đến những lúc Mạc Phàm không ở nhà. Luyện công ạ. Mạc Phàm duỗi thắt lưng, giải thích. Luyện thần công, Quỳ Hoa Bảo Điển hay là Tịch Tà Kiếm Phổ Thế? Lý Thi Vũ trêu đùa. Chị họ, em là em họ chị đó, Mạc gia còn trông cậy vào em nối dõi tông đường, chị bảo em luyện công pháp như vậy, chị công đạo sao với cậu mợ chị đây? Ở trước mặt chị họ, hắn biến thành bộ dạng khác, không còn là y tiên bất tử y thuật đứng đầu tu chân giới. Em còn biết nối dõi tông đường à, sao không thấy em hẹn gặp Phỉ Phỉ? Lý Thi Vũ bất mãn nói. Từ sau bữa tiệc đó, Lưu Phỉ Phỉ luôn hỏi cô chuyện của Mạc Phàm, đây tuyệt đối là chuyện hiếm có. Với hiểu biết của cô về Lưu Phỉ Phỉ, chắc chắn là Lưu Phỉ Phỉ có ý với Mạc Phàm. Người ta là hoa hậu giảng đường của Trung học Đông Hải, người theo sau cô ấy xếp thành một hàng dài, đứa em họ này của cô thì hay rồi, vậy mà chơi trò thanh cao, từ sau tiệc rượu liền không để ý đến người ta. Chuyện này, đừng nói với chị rằng em luyện công nên quên mất. Vậy em có quên ngày mai khai giảng hay không? Khai giảng sao? Mạc Phàm nhìn lịch trên bàn, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Hắn trọng sinh ở bệnh viện hôm 20 tháng 8, thấm thoát đã 11 ngày trôi qua, hôm nay đã là 31 tháng 8, mùng 1 tháng 9 là bắt đầu khai giảng. Kiếp trước, vì xấu mặt ở tiệc rượu của chị họ, tin tức này lan truyền trong ngày khai giảng, ngày đầu tiên đến trường đã bị người bên ngoài trong lớp nhạo báng ngoại trừ bàn tử. Lúc ấy Tống Uyển Nhi còn ra mặt che chở hắn, sau đó hắn mới biết được tin tức này là do Tống Uyển Nhi truyền ra ngoài. Một đời này, không còn chuyện cười, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong mắt Mạc Phàm đều là chờ mong. Em thật sự quên chuyện này rồi. Mạc Phàm thành thật nói. Lý Thi Vũ hết chỗ nói. Bây giờ em ở đâu, có rảnh không? Chị họ có chuyện gì sao? Mạc Phàm hỏi. Tới nhà chị ăn cơm tối đi. Cha chị muốn gặp em. Lý Thi Vũ nói. Mạc Phàm nhíu mày, ấn tượng của hắn với cha Lý Thi Vũ không thể nói là xấu cũng chưa đến mức tốt. Có một chuyện làm hắn ấn tượng sâu nhất, trong nhà hắn bị người ta ép trả nợ, cha bị ép bất đắc dĩ phải tìm Dượng vay tiền, Dượng sảng khoái đồng ý, bảo cha đến lấy tiền. Nhưng khi cha mang quà đến nhà chị họ, Dượng lại nói tiền bạc ở ngân hàng, tạm thời không lấy được. Cha thất vọng về nhà. Còn bị chủ nợ nhục nhã một trận. Sau đó chị họ nói với hắn, cũng không phải tiền ở ngân hàng, mà mẹ kế của chị họ sợ cha không trả nổi, khuyên Dượng đừng cho nhà hắn vay tiền. Mọi người đều có chỗ khó của mình, chuyện này hắn không trách Dượng. Nhưng kiếp trước Dượng vì có thể thăng quan, giao chị họ cho Trương Siêu, làm chị họ đau khổ cả đời, chuyện này làm hắn không có nhiều hảo cảm với Dượng lắm. Bây giờ chị họ đã mở miệng nói chia tay với Trương Siêu. Nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Hắn lấy tấm thẻ đen trong túi ra, nghĩ một lát. Dạ, nửa tiếng sau em đến. Nhanh đến đây đi, chị làm đồ ăn ngon cho em. Lý Thi Vũ cười nói. Nửa tiếng sau, Mạc Phàm đã đến nơi, nhà của chị họ ở khu đại viện trong thành phố. Nhà cửa xây 90 năm, bên ngoài nhìn có vẻ cũ nát, nhưng bên trong sửa chữa vô cùng tinh xảo. Treo đèn thủy tinh xa hoa.
sofa và ghế da nhập khẩu, thiết bị hiện đại tự động hóa, cùng với bích họa nổi tiếng ở trong phòng, tổ hợp vô cùng tự nhiên. Nếu không phải đã tới, hắn còn tưởng rằng đi vào khu nhà Tây Âu, tinh mỹ làm người ta nhìn thế nào cũng không đủ, không phải là thiết sư cao cấp chắc chắn không thiết kế ra được kiệt tác như vậy. Mạc Phàm vào cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang tưới hoa. Người đàn ông này là Lý Thường Thanh Dượng của Mạc Phàm, bây giờ còn là phó cục trưởng của Cục Xây dựng thành phố Đông Hải. Dượng, Mạc Phàm gọi. Cho dù hắn không có hảo cảm với Lý Thường Thanh, nhưng dù gì ông ta cũng là cha của chị họ, là ông xã của cô hắn khi cô còn sống. Tiểu Phàm đến rồi à, ngồi đi. Lý Thường Thanh hơi gật đầu, tiếp tục việc tưới hoa của ông ta, biểu cảm rất lạnh nhạt. Mạc Phàm gật đầu, mới bỏ quà mua xuống. Một thiếu phụ trung niên diễm lệ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc váy xanh biếc, lắc lắc vòng eo động lòng người đi ra. Rõ ràng người phụ nữ này đã hơn 30, nhưng cách ăn mặc lại giống như cô gái 18 tuổi, nhất cử nhất động đều mang theo mị hoặc. Mỹ thiếu phụ nhìn qua Mạc Phàm mua, biểu cảm trên mặt vô cùng bất ngờ. Ôi, Tiểu Phàm còn mua quà tới à? Giọng điệu nói chuyện, giống như cho đến nay Mạc Phàm chưa từng mua quà đến đây vậy. Nếu cha hắn còn buôn bán không bị phá sản, Mỹ thiếu phụ này tuyệt đối sẽ không dám nói vậy, đã sớm chào đón tiếp đãi rồi. Nhưng xưa đâu bằng nay, cảnh còn người mất. Người phụ nữ này không phải cô của hắn, sau khi cô hắn qua đời, Dượng hắn cưới vợ mới, tên là Ngô Hân, làm quản lý bán nhà ở một công ty bất động sản lớn. Có thể làm đến vị trí này không phải do năng lực của bà ta mạnh, mà vì chức vị của Dượng hắn. Mạc Phàm nhíu mày nhẹ nhàng lên tiếng. Nhanh ngồi đi, ngàn vạn lần đừng khách sáo, tới đây rồi thì cứ coi như là nhà mình vậy. Ngô Hân giả mù sa mưa nói. Đi thẳng đến ghế sofa bên cạnh, dựa vào Lý Thường Thanh lười biếng nửa nằm trên ghế sofa, lộ ra đôi chân tuyết trắng dưới váy. Lúc này chị họ mặc tạp dề nghe thấy âm thanh, cầm muôi xào chạy từ phòng bếp ra, bất mãn nói. Tên nhóc xấu xa, cuối cùng cũng xuất hiện, muốn uống gì không, nước trái cây hay là cốc? Lúc này Mạc Phàm mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nước trái đây đi. Chị họ cười đùa nói vậy, lập tức làm Ngô Hân bất mãn. Thì Vũ, sao lại nói chuyện với Tiểu Phàm như vậy, có thể thục nữ một chút được không, đến lúc gả cho Trương Siêu không sợ bị người ta nói gì à? Lý Thi Vũ làm như không nghe thấy, lấy một ly nước ép hoa quả trong tủ lạnh cho Mạc Phàm. Em uống trước đi, còn hai món nữa là có thể ăn cơm rồi. Nói xong chị họ vội vàng chạy vào bếp bận việc, không có nói tiếp. Đứa nhỏ này, thật là, tai bị điếc sao? Ngô Hân lại nhảy nói. Mạc Phàm uống nước trái cây, trong mắt hiện lên chút khác thường, lập tức khôi phục bình thường. Lý Thường Thanh để bình nước sang một bên, lúc này mới quay đầu lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Gần đây trong nhà thế nào? Không tệ, chuyển nhà nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Mạc Phàm đáp. Vậy là được rồi, lúc cháu tới, cha cháu nói với Dượng chăm sóc cháu thật tốt, nếu ở trong thành phố có khó khăn gì thì nói với Dượng. Chuyện này còn cần anh nói à? Tiểu Phàm không nói với anh thì nói với ai, cậu ấy chỉ có mình anh là thân thích ở thành phố Đông Hải mà thôi. Tiểu Phàm, tuy Dượng cháu nói như vậy, nhưng cô thân là cô nên nhắc nhở cháu một câu, cháu không thể gây chuyện linh tinh ở thành phố, cho dù Dượng cháu là cục trưởng, cũng không thể lấy thúng úp voi, nơi này có rất nhiều người không phải chúng ta có thể chọc được, hiểu không? Ngô Hân xen miệng vào. Cháu sẽ không gây phiền phức cho hai người. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Vậy là được rồi. Ngô Hân cười hài lòng. Cục trưởng đang nhậm chức sắp bị điều đi, ông xã bà ta đang cạnh tranh vị trí cục trưởng, không thể để người ngoài dính vào, chậm trễ cơ hội thăng chức. Lần này bỏ qua, không biết lần sau là ngày tháng năm nào. Lý Thường Thanh lộ ra một chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm, rõ ràng là ông ta ngầm đồng ý. Tiểu Phàm, cháu học thế nào? Lý Thường Thanh hỏi. Xếp ở vị trí 300 ở trong huyện. Mạc Phàm nói. Trước kia hắn hơi nghịch ngợm, không nghiêm túc học tập. Lý Thường Thanh nhíu mày, có chút bất mãn. Dưới Đông Hải có 18 huyện, có hơn 10 trường trung học, vị trí của Mạc Phàm ở trong huyện như vậy, tính tổng lại phải xếp vị trí 6.000 ở thành phố. Nói một cách đơn giản chính là trình dạy ở các huyện khác nhau, Mạc Phàm xếp thứ 300 ở trong huyện, đến huyện khác có khả năng là 400.
Hàng năm các trường số 1 và số 2 chỉ tuyển hơn 2.000 người ở thành phố Đông Hải, với thành tích này, trường số 2 thì không được. Trái lại số 3 thì còn có hy vọng, nhưng số 3 một học kỳ phải hơn 1 vạn, tuyệt đối không phải số tiền nhà Mạc Phàm có thể trả nổi. Nếu học loại trường này thà học kỹ thuật còn hơn. Ông ta vốn cho rằng thành tích của Mạc Phàm tốt một chút, ít nhất có thể thi vào trường loại 2, cũng không làm. Ông ta thất vọng vì ra mặt cho Mạc Phàm vào học trường trung học tốt nhất Đông Hải. Lý Thường Thanh ngoài miệng không nói, nhưng Ngô Hân lại bắt lấy trọng điểm này. Ai nha, Tiểu Phàm, cháu học tệ thật đó, cô còn tưởng cháu xếp thứ 300 ở thành phố Đông Hải cơ, thi vũ nhà chúng ta xếp trước vị trí 30 ở thành phố Đông Hải đó, thi vào trường đứng đầu không thành vấn đề, cháu cần phải cố gắng. Nếu như ngay cả khoa chính quy cháu cũng không thi đậu, người mất mặt không phải là cháu, là dượng cháu đó, hiểu không? Ngô Hân lại nhảy của trách, như súng máy vậy. Mãi đến khi Lý Thường Thanh mở miệng, lúc này Ngô Hân mới câm miệng, Lý Thường Thanh nói tiếp. Cha cháu cho cháu đi học cũng là vì muốn cháu có tiền đồ, sau này có thể giúp nhà mình một chút, cháu phải lấy bài vở và bài tập làm chủ, đừng chỉ biết chơi, trong nhà có thể giúp cháu nhất thời, lại không thể giúp cháu một đời, tương lai có thể thành công hay không đều dựa vào chính cháu, bây giờ còn một năm nữa. Học tập vẫn không muộn. Giọng điệu dịu hơn Ngô Hân không ít, nhưng vẫn nồng đậm thất vọng. Mạc Phàm không để ý đến sắc mặt hai người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Cháu sẽ học tập thật tốt. Một đời này quay về, hắn cũng không để học tập ở trong lòng. Hắn đường đường là y tiên bất tử, sắp đến trúc cơ rồi. Đừng nói dựa vào y thuật của hắn để ghi danh vào khoa y học, cho dù là đại học đứng đầu quốc tế. Học qua loa cũng có thể lấy được trạng nguyên. Biết là được. Lý Thường Thanh gật đầu. Lại nói chuyện vài câu đơn giản với Mạc Phàm, hiểu một chút tình huống của Mạc Phàm, lúc này mày không ngừng nhăn lại, cuối cùng càng thất vọng đứng dậy. Ăn cơm đi. Đừng nói Mạc Phàm so với Trương Siêu, cho dù là một trong số những thiếu niên anh Tuấn theo đuổi thi vũ cũng kém không biết bao nhiêu lần. Có một thân thích như vậy, sau này chỉ có phiền phức. Bàn ăn ở bên cạnh, đồ ăn đã bưng lên, Lý Thi Vũ mới ngồi xuống, đang gắp rau cho Mạc Phàm, Ngô Hân không nhịn được mở miệng nói. Thi Vũ, dì nghe nói cháu với Trương Siêu ầm ĩ mâu thuẫn. Mạc Phàm ăn cơm chị họ tự mình làm, đang cảm nhận lại hương vị năm đó. Trọn vẹn hơn 500 năm, vẫn quen thuộc như vậy. Nhưng một câu của Ngô Hân, hương vị bữa cơm này thay đổi rất nhiều, hắn biết bữa cơm này không đơn giản như vậy. Lông mày Lý Thi Vũ nhíu lại, tươi cười trên mặt biến mất, để đũa xuống, bình tĩnh nói. Cháu và anh ta chia tay rồi. Chia tay sao? Tin tức này lập tức làm Ngô Hân sù lông. Bốp một tiếng, đũa đập mạnh vào bàn. Bà ta chỉ nghe tin tức từ chỗ mẹ Trương Siêu, nói hai người cãi nhau, hình như nguyên nhân cụ thể liên quan đến Mạc Phàm, chỉ là không ngờ chuyện nghiêm trọng đến vậy. Thi Vũ, có phải cháu uống nhầm thuốc rồi không? Hai đứa rất thích hợp. Trương Siêu mua một món đồ 1.500 vạn mà mắt không chấp lấy một cái. Người đàn ông như vậy, cháu đi đâu tìm được, vậy mà chia tay với Trương Siêu. Mắt Mạc Phàm phát lạnh, chiếc đũa cầm trong tay kêu cọt kẹt, lại không nói gì. Đủ rồi, lớn như vậy rồi có biết nói chuyện không? Lý Thường Thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải là con gái anh, em còn chẳng muốn nói gì. Ngô Hân hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Lý Thường Thanh nhíu mày, không để ý đến Ngô Hân, lạnh giọng hỏi. Vì sao lại chia tay? Vẻ mặt nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên nộ khí. Lý Thi Vũ chia tay với Trương Siêu, cũng có ý nghĩa ông ta và Trương Thiên Cha của Trương Siêu không có mối quan hệ thân thiết, rất không có lợi với cạnh tranh của ông ta. Lý Thi Vũ nói chuyện tối đó với Trương Siêu ở bên ngoài khách sạn, nói đại khái cho Lý Thường Thanh nghe, không nói ra chuyện đường long cho 50 vạn. Nếu để bọn họ biết chuyện đường long, chắc chắn cha cô và Ngô Hân sẽ càng ghét Mạc Phàm hơn. Cũng vì Trương Siêu uống rượu say, nói vài câu linh tinh cháu đã chia tay với cậu ấy, cháu bảo vệ Tiểu Phàm như vậy, là đàn ông đều ghen cả, huống chi còn là đứa bé, nhanh làm lành với Trương Siêu đi. Ngô Hân nghiêm mặt nói, muốn làm lành gì đi mà làm lành, cháu sẽ không làm lành với anh ta. Lý Thi Vũ dỗi nói, qua, gì nói cháu nhà đầu này. Có phải cháu muốn bị đánh hay không, cha cháu không nỡ đánh cháu, không có nghĩa là gì không nỡ, nói cho cháu biết, nếu gì là cháu, chắc chắn sẽ ôm đùi Trương Siêu không rời,
cháu nghĩ rằng người như Trương Siêu đầy đường à, có thể làm bạn gái cậu ta là phúc khí tu luyện 8 đời của cháu đó, còn không biết quý trọng. Ngô Hân lạnh lùng nói. Nhà Trương Siêu là ai? Người ta là trùm bất động sản vài tỷ, cả thành phố Đông Hải không có mấy kẻ có tiền như vậy. Trương Siêu là con trai một của Trương Thiên, sau này tài sản của Trương gia đều thuộc về Trương Siêu hết. Nếu Lý Thi Vũ có thể gả cho Trương Siêu, chuyện này đại biểu một nửa vài tỷ là của cô. Bây giờ còn là vài tỷ, quốc gia đang chuẩn bị làm nông thôn mới và nông thôn vây quanh thành phố, đúng là lúc bất động sản hưng thịnh nhất, nói không chừng vài tỷ sang năm sẽ gấp đôi, càng không cần nói sau này. Cơ hội tốt như vậy không nắm lấy, không phải kẻ ngốc thì là gì. Dù sao cháu sẽ không làm lành với anh ta. Lý Thi Vũ cắn răng nói, hai mắt đỏ bừng, kìm nén nước mắt không rơi xuống. Lý Thường Thanh thở dài, không có trách mắng Ngô Hân, cũng không khuyên giải an ủi Lý Thi Vũ, chỉ để đũa xuống, không nói gì. Ngô Hân thấy biểu cảm này của Lý Thường Thanh, mắt xếch khẽ di chuyển, nhìn Mạc Phàm. Tiểu Phàm, chuyện này vì cháu mà ra. Cháu không thể làm chậm trễ hạnh phúc của chị họ được, cháu đi nói xin lỗi với Trương Siêu đi, để bọn chúng làm lành với nhau. Tôi xin lỗi Trương Siêu sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, cho rằng mình nghe lầm rồi. Không sai, tuy cô là mẹ kế của Thi Vũ, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Thi Vũ, cháu cũng không muốn sau này con bé gả cho một người bình thường, ở trong phòng nhỏ qua ngày, cả đời không hạnh phúc đúng không? Ngô Hân giả mù sa mưa nói. Nói xong nước mắt như sắp rơi xuống. Đương nhiên không hy vọng. Mạc Phàm nói, nhưng không nói hết. Chính vì không muốn chị họ không hạnh phúc, hắn mới không thể để chị họ ở bên Trương Siêu. Vậy cháu nghe cô nói, đi xin lỗi Trương Siêu đi, nói xin lỗi với Trương Siêu không mất mặt, người ta là thiếu gia giàu có ở thành phố Đông Hải, nếu cháu bám vào cậu ta, chắc chắn sau này sẽ có lợi với cháu, không có hại đâu. Ngô Hân vừa dụ dỗ vừa ép buộc. Không đợi Mạc Phàm trả lời, Lý Thi Vũ đứng dậy. Nếu Tiểu Phàm xin lỗi Trương Siêu, cháu sẽ không về nhà này nữa. Lý Thi Vũ nói xong, cơm cũng không ăn, xoay người quay về phòng. Rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc. Mạc Phàm vốn không sai, người sai là Trương Siêu, để Mạc Phàm xin lỗi Trương Siêu, cho dù Mạc Phàm đồng ý, cô làm chị họ cũng sẽ không đồng ý. Từ đầu đến cuối. Lý Thường Thanh đều thở ơ, không nói một câu. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt phát lạnh. Nhà đầu kia, xem con gái ngoan của anh đó. Ngô Hân liếc mắt nhìn phòng Lý Thi Vũ, tiếp tục nói với Mạc Phàm. Thế nào, Tiểu Phàm? Mạc Phàm để bát đũa xuống, lấy tấm thẻ đen trong ngực ra, để lên trên bàn. Bảo tôi xin lỗi Trương Siêu, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây. Cháu nói cái gì, chị họ cháu luẩn quẩn trong lòng. Cháu cũng luẩn quẩn trong lòng, không phải chỉ nói xin lỗi thôi sao, khó như vậy à, mấy đứa không đi chẳng lẽ để cô đi. Ngô Hân lạnh lùng nói. Bà có đi hay không đó là chuyện của bà, không liên quan gì đến tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cháu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngô Hân tức giận đến mức nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một Lý Thi Vũ nói chuyện như vậy với bà ta, ngay cả Mạc Phàm một tên hai lúa cũng dám cãi lại. Lão hổ không phát huy coi bà đây là mèo bệnh à. Mạc Phàm không để ý đến Ngô Hân, rời mắt nhìn Lý Thường Thanh. Dượng, cháu không biết Dượng muốn cái gì, tấm thẻ này đều có thể giúp Dượng được như nguyện, nếu Dượng đồng ý cho chị họ cháu tự do, tấm thẻ này sẽ là của Dượng. Mạc Phàm để tấm thẻ đen trước mặt Lý Thường Thanh. Dượng chỉ muốn thăng quan mới giao chị họ cho Trương Siêu, có tấm thẻ này là đủ rồi. Ngô Hân nhìn lướt qua tấm thẻ đen, khinh thường nói. Một tấm thẻ rách nát mà thôi, còn làm Dượng cháu được như ý nguyện, cháu cho rằng viết chữ Tần, tấm thẻ này là thẻ của Tần gia à. Lý Thường Thanh vốn vô cùng thất vọng về Mạc Phàm, lại thấy Mạc Phàm đắc tội Trương Siêu, càng hối hận vì đã đưa Mạc Phàm từ trong thị trấn tới. Nhưng nhìn thấy tấm thẻ này, hai mắt lập tức trợn ngược, trong mắt đều là khó mà tin được, rất lâu sau mới phản ứng kịp. Cháu lấy tấm thẻ của Tần gia ở đâu ra vậy? Lẽ ra với chức vị hiện giờ của ông ta, còn chưa có cơ hội nhìn thấy tấm thẻ này. Dù sao ông cụ Tần là tướng quân khai quốc năm đó, không phải là người phó cục trưởng ông có thể gặp. Nhưng một lần vô tình, ông nhìn thấy phó thị trưởng chụp ảnh với tấm thẻ này, giống hệt tấm thẻ của Mạc Phàm không khác một chút nào. Thẻ của Tần gia sao? Ngô Hân nghe Lý Thường Thanh hỏi vậy,
mắt chớp chớp, ngây người. Anh nói tấm thẻ này là thẻ của Tần gia sao? Vừa rồi bà ta còn chào phúng Mạc Phàm lấy tấm thẻ giả của Tần gia, ai biết đây là thẻ của Tần gia thật. Nếu thật sự là thẻ của Tần gia, đừng nói là cục trưởng, lại trèo lên cao nữa cũng không phải không có khả năng. Lý Thường Thanh gật đầu, sắc mặt càng lúc càng âm u, giống như giông bão trên bầu trời sắp tới. Tiểu Phàm, cháu thành thật khai báo, cháu lấy tấm thẻ này ở đâu ra? Thẻ của Tần gia là đại biểu cho gia chủ của Tần gia, đến nay mới chỉ có hai tấm thẻ, một tấm thẻ nằm trong tay ông cụ Tần, tấm thẻ còn lại nằm trong tay Tần chính. Thân phận hai người này tôn quý, ngay cả ông ta đều không có cơ hội tiếp xúc, sao Mạc Phàm có thể gặp hai vị này, thậm chí còn lấy được tấm thẻ cao quý? Không phải cháu trộm tấm thẻ này đấy chứ? Ngô Hân liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khinh bỉ nói. Đứa bé mới từ nông thôn đến thành phố lớn, rất dễ xảy ra chuyện như vậy. Quá nhiều đồ chơi mới nhìn hoa cả mắt, nhưng không chiếm được, chỉ có thể dùng những thủ đoạn vô cùng bẩn thỉu. Trộm, là như vậy sao? Lý Thường Thanh vốn đã lạnh nhạt với Mạc Phàm, lúc này sắc mặt càng thêm lãnh khốc. Nếu thật sự là Mạc Phàm lấy trộm, chuyện đó ầm ĩ lớn rồi. Đắc tội Trương Siêu, với quan hệ giữa ông ta và Trương gia, ông ta đều có thể hòa giải từ trong. Trộm thẻ quý của Tần gia, nếu chuyện này bị Tần gia phát hiện, đừng nói ông ta chen miệng vào không lọt, ngay cả thị trưởng cũng không có đường sống. Dù sao tác dụng của tấm thẻ này quá lớn, đi ngang ở thành phố Đông Hải cũng không có vấn đề gì, cho dù mang đến thủ đô cũng có quyền nói chuyện nhất định. Đặt ở cổ đại, trộm tấm thẻ này không khác gì trộm ấn tỷ của quan lớn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trộm sao? Mạc Phàm nhíu mày, nói với Ngô Hân. Bà trộm một cái cho tôi xem. Cháu đứa nhỏ này, sao cháu nói chuyện với cô như vậy, còn không coi cô là cô cháu, cô cần gì phải đi trộm thứ này, cô không có giống như cháu, cái gì cũng không có, thật là. Ngô Hân tức giận nói. Cô sao? Mạc Phàm cười. Nhà hắn và chị họ xa cách, hơn phân nửa là do người phụ nữ này nổi loạn từ bên trong, chị họ gả cho Trương gia cũng vì người phụ nữ này giở trò thúc đẩy ở phía sau. Hắn nhớ rõ ràng sau khi Dượng về hưu, chị họ và Trương Siêu ly hôn, không lấy được một đồng tiền nào, người phụ nữ này lập tức lựa chọn rời đi. Hắn còn nghe được tin người phụ nữ này ỷ vào diễm lệ hơn người, còn thông đồng với Trương Siêu ngay lúc chị họ học đại học. Người phụ nữ như vậy, vậy mà luôn miệng nói là cô hắn, ha ha. Bà có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi, toàn bộ đều nhờ vào cô của tôi, nếu không có chuyện gì, bà tốt nhất nên câm miệng lại. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lý Thường Thanh anh thấy không, đứa con gái của anh không có cấp bậc lễ nghĩa, một thân thích từ nông thôn đến cũng không có giáo dưỡng như vậy, căn bản không để trưởng bối là em ở trong mắt, anh nói xem làm sao bây giờ. Ngô Hân ồn ào ầm ĩ nói, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm. Bà ta vốn lo lắng Mạc Phàm trêu chọc phiền phức cho nhà bà ta, lúc này không có lý do mới không tiện mở miệng. Chuyện này rất tốt, tên nhóc này tự mình dâng tới cửa, tất nhiên bà ta sẽ không bỏ qua. Thân thích như vậy có một người thì đoạn tuyệt một người, đối với nhà bà ta chỉ có lợi chứ không có hại. Tiểu Phàm, cháu nói cho Dượng biết cháu lấy tấm thẻ này từ đâu ra. Từ trước đến nay Lý Thường Thanh làm việc luôn phân rõ chủ thứ, chuyện vụn vặt của gia đình đâu so được với tấm thẻ này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cháu chữa bệnh cho ông cụ Tần, Tần chính tặng cho cháu. Mạc Phàm nói chi tiết. Cái gì? Lý Thường Thanh lắc đầu, vô cùng thất vọng. Ông ta hy vọng Mạc Phàm nói cho ông ta, tấm thẻ này là nhặt được, hoặc là thẻ giả, vậy mà Mạc Phàm lại nói vậy với ông ta. Chuyện ông cụ Tần bệnh nặng được người ta chữa khỏi, ông ta cũng nghe nói đến. Nhưng sao có thể là Mạc Phàm chữa khỏi được, Mạc Phàm không phải xuất thân từ y đạo thế gia, còn nhỏ tuổi như vậy, đâu thể biết y thuật. Ông cụ Tần bị bệnh, Tần gia mời không biết bao nhiêu thần y đều đã bó tay, Mạc Phàm chữa được sao? Ha ha! Hôm nay đâu phải ngày quốc tế nói dối. Lý Thường Thanh đều đã nở nụ cười, nhưng là nụ cười mỉa. Bộ dạng hiện giờ của Mạc Phàm làm ông ta vô cùng thất vọng đau khổ. Tiểu Phàm, cháu làm Dượng vô cùng thất vọng, Dượng biết cháu có quan hệ rất tốt với Thi Vũ, muốn giúp con bé, nhưng lấy loại chuyện này tới lừa gạt Dượng, xem Dượng là đứa bé 3 tuổi, hay là ở trong mắt cháu, cũng không nhận người Dượng này nữa. Cháu biết mọi người rất khó tin tưởng chuyện này.
nhưng tất cả những chuyện cháu nói đều là sự thật, nếu Dượng không tin cháu cũng không có biện pháp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ý của cháu tấm thẻ này là thật sao? Lý Thường Thanh hỏi. Hàng thật giá thật. Mạc Phàm gật đầu. Vậy cháu nói cho Dượng biết cháu học y thuật ở đâu? Một ông cụ cháu gặp trên đường dậy. Mạc Phàm nói. Chuyện trọng sinh hắn không nói cho chị họ biết, tất nhiên sẽ không nói cho hai người này. Ha ha, ông ta dạy cháu bao lâu? Lý Thường Thanh cười mỉa hỏi, giống như đang nghe Mạc Phàm nói chuyện cổ tích. Mấy tiếng? Đủ rồi. Lý Thường Thanh đập mạnh vào bàn. Mở miệng ra chỉ biết nói dối thôi sao? Cha Mạc Phàm nói với ông ta Mạc Phàm thành thật hiếu học, ông ta mới đồng ý chuyển Mạc Phàm đến thành phố. Ai biết Mạc Phàm mới đến được vài ngày, tật xấu liền lộ ra nhiều như vậy, sau này thì như thế nào? Học y thuật mấy tiếng liền chữa khỏi bệnh của Tần lão. Ông ta làm chức phó hơn 9 năm, còn chưa leo lên trên được. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, mắt bọn họ rất khó lý giải cảnh giới hiện giờ của hắn, hắn không cần giải thích, thời gian và thực lực sẽ chứng minh toàn bộ. Cháu cất tấm thẻ này trước, nếu ngày nào đó Dượng cảm thấy Dượng không chiếm được thứ nào đó, có thể tới tìm cháu, nếu không còn chuyện gì, cháu đi về trước. Mạc Phàm cất tấm thẻ đi, đứng dậy. Hai, bây giờ đứa bé đều ghê gớm như vậy, toàn nói ra những lời mạnh miệng, Thường Thanh, anh đừng hy vọng gì vào thân thích như vậy. Người ta cầm thẻ của Tần gia, chúng ta trèo cao không dậy nổi, Trương gia mới mua cái la bàn, mua mất 1.500 vạn, nghe nói có thể tàng phong tụ thủy, nếu rảnh rỗi anh đến nhà Trương gia uống trà nhiều một chút, nói không chừng sẽ dính chút linh khí, có thể thăng chức. Ngô Hân chỉ cây dâu mắng cây hòe nói, trong mắt lộ ra chút đắc ý. Lý Thường Thanh tức giận như vậy, chắc chắn thân thích này không nối được rồi, rất hợp với ý bà ta. Nghe thấy la bàn, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Cháu cũng thấy la bàn kia rồi, không phải linh khí gì, trái lại là tà vật, tốt nhất Dượng nên cách xa thứ này một chút. Ôi, Thường Thanh, anh thấy không, đứa cháu ngoại này của anh quá vượt trội, không chỉ là thần y, còn là phong thủy sư, ngay cả linh vật cổ là tà vật cũng biết. Anh nhanh bảo cháu anh tính cho anh xem, năm nay anh có thể thăng chức hay không, nhìn xem phong thủy nhà chúng ta thế nào. Ngô Hân cười nói. Giống như nghe được chuyện rất buồn cười. Lý Thường Thanh thở dài, không nói gì vẫy tay với Mạc Phàm. Cháu đi về trước đi, tự kiểm điểm lại bản thân mình. Mạc Phàm lắc đầu, nên nhắc nhở hắn đã nhắc nhở, có tin hay không là tùy bọn họ. Năm nay Dượng hắn vốn lên chức, nhưng có la bàn ở đây, hắn không dám chắc kết quả sẽ thế nào, âm hối chi khí có thể ảnh hưởng đến số mệnh con người. Có nghe thấy không, tự kiểm điểm lại bản thân. Sớm biết như vậy sẽ không mang cháu từ thị trấn đến. Ngô Hân hối hận nói. Mạc Phàm cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên hàn quang. Đúng rồi, còn có một câu tôi phải nhắc nhở bà, đối xử với chị họ tôi tốt một chút, nếu không sẽ giống như cái dĩa này vậy. Mạc Phàm cầm lấy cái dĩa bằng inox, nhẹ nhàng nắm chặt. Dĩa ăn cứng rắn trong tay hắn lập tức biến méo đi, không còn hình dạng lúc trước. Lúc này Ngô Hân sửng sốt. Lý Thường Thanh cũng sửng sốt. Làm xong chuyện ấy, hắn chào chị họ rồi rời đi. Kiếp trước, những vết thương trên người chị họ đều do người phụ nữ này ban tặng. Một đời này, người phụ nữ này thử lần nữa xem. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm đứng ở cửa trường trung học, hai mắt lóe lên ánh sáng, nhìn chăm chú vào hoàn cảnh quen thuộc, người đi đường lui tới. Năm đó đúng ở trong này, nhân sinh của hắn nhiễm lên một màu xám xịt. Có thể nói cuối cùng hắn nhảy xuống dốc núi Huyền Vũ bắt nguồn từ nơi này. Lại quay về, hắn đã nắm chặt cây bút trong tay, hắn rất chờ mong vẽ như thế nào. Nơi này với hắn mà nói đã không xa lạ, hắn không nhìn chỉ dẫn đến lớp của hắn, lập tức đi tới đó. Lớp 253, phòng học ở sát hành lang tầng 3. Đã có không ít người trong lớp, đều là gương mặt kiếp trước hắn thấy. Những người này tụ tập vào một chỗ, đang thảo luận gì đó. Cho nên không chú ý tới Mạc Phàm đã đến. Cầm đầu là một nam sinh có dáng người trung bình nhưng rất khỏe mạnh, mặc bộ thể thao Adidas, đội mũ lưỡi chai lệch sang một bên, nhìn có chút lưu manh, đặt mông ngồi lên trên bàn. Nam sinh này tên là Triệu Phi, là thành viên dự bị của đội bóng rổ, tuy ít khi có cơ hội ra sân, nhưng vì biết ăn nói, lại biết A-dua nịnh hót, nhân duyên ở đội bóng rổ rất tốt. Kiếp trước, chuyện rèm pha trong tiệc rượu của chị họ là từ miệng Triệu Phi truyền ra. 2. Các
các cậu có biết hay không, hoa hậu giảng đường Lý Thi Vũ của chúng ta bắt cá hai tay với người khác, đã Trương Thiếu rồi. Mạc Phàm vừa đi vào, liền nghe Triệu Phi nói. Không thể nào, trước khi nghỉ, không phải hai người còn rất tốt sao? Lớp trưởng Vương Vân, một nữ sinh đeo mắt kính, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ lão luyện lắc đầu nói. Tôi nói này Vương lớp trưởng, tin tức của cậu thật lạc hậu, một tuần trước Trương Siêu còn chi gần 20 vạn làm tiệc sinh nhật cho Lý Thi Vũ. Triệu Phi cười nói. Bởi vì Vương Vân là lớp trưởng, anh ta không thể chế nhạo quá phận, đổi lại là người khác sẽ trào phúng một phen. 20 vạn, ôi trời ơi, nhiều tiền như vậy. Một nam sinh tên Đinh Tuấn Kiệt thán phục. Trung học Đông Hải là trường trung học tốt nhất trong thành phố Đông Hải, bên trong có rất nhiều quý tộc, quan nhị đại, nhưng chi 20 vạn cho một bữa tiệc sinh nhật, ít khi có chuyện đó trong đám học sinh, dù sao vẫn chỉ là những đứa bé. Trương Siêu đúng là có tiền, nếu có nam sinh làm tiệc sinh nhật 20 vạn cho tôi chắc chắn đêm đó đã theo anh ta rồi. Tôn Thiến, một nữ sinh mặc váy trắng, trang điểm đậm hâm mộ nói. Khi nói chuyện, cô ta còn cầm gương bôi phấn, vẽ lông mày. Ai nói không phải chứ, đổi lại là tôi, nếu Trương Siêu không ngại, bảo tôi bán mông tôi cũng nguyện ý, thật sự không hiểu hoa hậu giảng đường của chúng ta nghĩ gì. Triệu Phi cười nói. Ai bắt cá hai tay với hoa hậu giảng đường của chúng ta thế, cậu biết không? Đinh Tuấn Kiệt tò mò hỏi. Nghe nói là tên Hai Lúa, mới từ thị trấn đến. Hai Lúa, không phải chứ? Miệng Tôn Thiến há thành hình chữ O, không cần thiếu gia giàu có là Trương Siêu, lại chọn một tên Hai Lúa, Lý Thi Vũ chơi trò gì thế? Giúp đỡ người nghèo sao? Hai người đến mức nào rồi, không phải đã xảy ra quan hệ rồi đấy chứ? Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa nói. Hai, tôi còn tưởng rằng Lý Thi Vũ thanh thuần bao nhiêu, vậy mà một tên Hai Lúa cũng tán được. Ai nói không phải chứ, cậu xem bình thường Lý Thi Vũ ăn mặc thục nữ như vậy, không ngờ lại làm ra loại chuyện đó. Tôi thấy chúng ta đều bị bề ngoài thanh thuần của cô ta lừa gạt hết rồi, ngay cả Trương Siêu cũng bị cô ta lừa gạt mà. Triệu Phi thở dài nói. Trái tim người phụ nữ này đúng là độc. Có người chi 20 vạn ra làm tiệc rượu cho cô ta, vậy mà cô ta còn lên giường với người khác, hơi quá đáng. Một đám người tôi một lời cậu một câu, nói lung tung về Lý Thi Vũ, càng ngày càng đen. Mạc Phàm nhíu mày, trái lại một đời này không ai rèm pha hắn, người bị chỉ trích lại là chị họ. Không đợi hắn mở miệng, một nam sinh mập đeo mắt kính, hơi đen bất mãn nói. Tôi thấy không phải vậy, chắc chắn Lý Thi Vũ sẽ không làm ra loại chuyện đó. Những lời này lập tức làm mũi nhọn chỉ về phía bàn tử này, nhất là Triệu Phi, gương mặt lạnh lùng. Bàn tử, cậu không phải là Lý Thi Vũ, sao cậu biết Lý Thi Vũ không làm chuyện như vậy, chẳng lẽ cậu và tên Hai Lúa kia đều lén phén với Lý Thi Vũ, không nhìn ra khẩu vị của các cậu đủ nặng đó, vậy mà chơi ba. Hô hô, xung quanh tràn đầy tiếng cười, mấy nữ sinh thì xấu hổ đỏ mặt. Trên gương mặt mũm mĩm của bàn tử cũng là đỏ bừng. Bàn tử này tên thật là Mục Kinh Hoa, là một trong số những người bạn không nhiều của hắn từ khi chuyển tới Trung học Đông Hải. Nhà có mở một chuỗi siêu thị, điều kiện coi như không tệ lắm. Lúc hắn nghèo khó thất vọng, bàn tử tiếp tế hắn không ít lần. Sau đó vì giúp hắn, bị kẻ thù để mắt. Cảnh cáo nhiều lần, bàn tử vẫn không để ở trong lòng, còn thường xuyên vay tiền cho hắn. 30 tuổi, vào ban đêm mưa to như chút nước. Xe bàn tử va vào cột điện ở ven đường, kết quả cảnh sát đưa ra là lái xe khi say rượu. Hắn quen bàn tử nhiều năm như vậy, hiểu rõ cậu ấy hơn bất kỳ ai khác, cậu ấy chưa bao giờ uống rượu. Có thể nói, là hắn làm liên lụy đến bàn tử. Cậu cũng không phải là Lý Thi Vũ, sao biết Lý Thi Vũ sẽ làm ra chuyện này? Bàn tử đỏ mặt nói. Ôi, bàn tử, mới không gặp một kỳ nghỉ hè mà gan cậu lớn không ít nhỉ, nói đi. Có phải cậu thích Lý Thi Vũ hay không? Triệu Phi bất ngờ nói, trong mắt hiện lên chút sắc lạnh. Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Bàn tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hai người tranh cãi, không ít người vây xung quanh nhìn xem với vẻ hứng thú. Vậy mà bàn tử tranh cãi với Triệu Phi, có phải hôm nay bàn tử uống nhầm thuốc rồi hay không? Triệu Phi ở đội bóng rổ, thường xuyên chơi bóng quen không ít bạn bè, một nhóm xưng huynh gọi đệ. Cho dù là lớp trưởng Vương Vân cũng không dám trêu chọc anh ta. Bàn tử thuộc loại người có vẻ khiêm tốn,
bình thường Triệu Phi không bắt nạt anh ta đã không tệ rồi. Mẹ nó! Triệu Phi mắng thầm một câu, nhảy từ trên bàn xuống. Ban tử, đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cậu ngay cả học muội đều không giữ được, để người ta đoạt mất, chỉ dựa vào cậu mà xứng thẩm mến Lý Thi Vũ, cho dù Lý Thi Vũ lên giường với một tên hai lúa, cũng không đến lượt cậu. Không giữ được học muội, ban tử và học muội chia tay rồi sao? Ninh Tuấn Kiệt hỏi, cũng hỏi ra tiếng lòng của người xung quanh. Ban tử từng hẹn hò với một học muội lớp 11, trong nghỉ hè học muội bị một tên du côn cướp đi, tên du côn kia còn đánh ban tử một trận. Lúc này đúng lúc Triệu Phi và một đám người chơi bóng đi ngang qua, nhìn thoáng qua liền đi, không thèm giúp. Các cậu không biết sao, học muội thấy tên côn đồ tốt hơn, đá ban tử của chúng ta rồi. Triệu Phi cười nói, trách không được hôm nay ban tử khác thường như vậy, hóa ra là đau khổ vì tình, muốn tìm mục tiêu một lần nữa. Bây giờ lại đánh chủ ý lên Lý Thi Vũ. Có người hiểu ra. Không ít người nhỏ giọng bàn tán, trong lời nói có bao nhiêu nhạo báng. Tư vị bị phụ nữ đá rất khổ sở đúng không, bàn tử? Triệu Phi khiêu khích nói. Mặt bàn tử đỏ bừng, hung dữ nói. Cậu nói linh tinh gì đó? Ôi, bị đá còn không cho người ta nói, thế nào, muốn đánh nhau hả? Triệu Phi không sợ chút nào, cười mỉa nói. Cánh tay hơi cử động, âm thanh răng rắc trên người anh ta vang lên, bộ dạng muốn ra tay. Không ít bạn học không chỉ không ngăn cản, trái lại còn chờ mong xem náo nhiệt. Mỗi ngày đều ngốc ở trường học, không có một chút thú vị gì, không ít người mong chờ chuyện đánh nhau, quan hệ không tốt sẽ đến loại trình độ này, quản người khác làm gì. Lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền từ bên cạnh đến. Đúng thì thế nào? Không ít người nhìn nơi phát ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Ai vậy, bạn của bàn tử sao? Tôn Thiến hỏi. Không giống, bạn bàn tử mặc cũng quá khó coi rồi. Nhà bàn tử có chuỗi siêu thị khắp Thượng Hải, tài sản cũng phải ngàn vạn, bạn tiếp xúc sẽ không quá nghèo. Rõ ràng quần áo mặc trên người đều là hàng vỉa hè, giặt đi giặt lại nhiều lần không còn nhìn ra màu ban đầu. Ôi, trách không được hôm nay có dũng khí lớn như vậy, hóa ra là mời được người giúp đỡ. Có tiền đồ rồi. Triệu Phi vỗ vai bàn tử liên tục, đi tới chỗ Mạc Phàm. Bàn tử nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Anh ta không biết Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lại ra mặt thay anh ta. Nhóc con, gan lớn nhỉ, lớp nào đấy? Triệu Phi hỏi. Lớp này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lớp này sao? Lông mày Triệu Phi nhướng lên. Không đợi Triệu Phi ra tay. Bỗng nhiên lớp trưởng Vương Vân nhớ tới chuyện gì, vội vàng hỏi. Cậu là Mạc Phàm, người vừa chuyển tới sao? Không sai. Mạc Phàm trả lời. Triệu Phi sửng sốt, lập tức cười lạnh lùng. Anh ta vốn còn có chút kiêng kỵ, sợ bàn tử tìm tên lưu manh nào đó, không ngờ là học sinh mới chuyển tới. Một học sinh nghèo kiết xác chuyển tới thì trâu bò cái gì? Nhóc con, lá gan lớn quá nhỉ, vừa mới chuyển tới đã gây sự rồi. Cậu có biết tôi là ai không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu là ai rất quan trọng sao? Kiếp trước, Triệu Phi coi như là một người đối đầu với hắn, khi hắn vừa đến lớp này, ngoại trừ Triệu Phi rèm pha chuyện của hắn ở tiệc sinh nhật chị họ, còn cố ý nhằm vào hắn ở lớp Taekwondo. Hắn tay trói gà không chặt, đâu là đối thủ của Triệu Phi từ nhỏ đã luyện tập Taekwondo, hoàn toàn bị coi thành bia ngắm đánh. Một đời này, Mạc Phàm cười mà không nói. Mắt Triệu Phi mở to, trong đôi mắt xuất hiện sắc lạnh. Tên nhóc này không hỏi thăm tình hình một chút à, Triệu Phi là ai chứ, dám nói chuyện với anh ta như vậy. Nếu không biết, tôi đây nói cho cậu. Triệu Phi nhìn Mạc Phàm nói. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, quả đấm nắm chặt, đang định ra tay, bỗng nhiên Vương Vân chắn trước người Mạc Phàm. Đủ rồi, đừng bắt nạt học sinh mới, cô Trần sắp đến rồi. Cô Trần là chủ nhiệm lớp bọn họ. Dạy bọn họ môn tiếng Anh, bình thường vô cùng nghiêm túc. Hừ, coi như cậu gặp may, chúng ta đi. Triệu Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không cam lòng quay về chỗ ngồi của mình. Nếu không phải chủ nhiệm lớp sắp đến, chắc chắn anh ta sẽ chỉnh học sinh mới một trận. Cho dù như vậy cũng không thể bỏ qua cho tên nhóc này, nếu không mặt anh ta để vào đâu. Vương Vân đuổi Triệu Phi rời đi, cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tôi là lớp trưởng Vương Vân, cậu cứ ngồi bên cạnh bàn tử đi.
Vương Vân chỉ chỗ trống bên cạnh bàn tử. Ừm. Mạc Phàm gật đầu. Vừa tới ngày đầu tiên đã gây chuyện, lá gan đúng là đủ lớn, tôi khuyên cậu sau này nên thành thật một chút, lần này có thể giúp cậu, lần sau sẽ không nhất định may mắn như vậy, tự giải quyết cho tốt. Vương Vân nói xong, vung tóc đuôi ngựa, không để ý tới Mạc Phàm, quay về chỗ ngồi của cô ta. Mạc Phàm không có tức giận, lớp trưởng vẫn có tính cách đó. Những người khác thấy không có trò hay để nhìn, cũng nhao nhao tản ra, nhỏ giọng bàn tán. Người mới này có vẻ ngang ngược, không phải đầu gấu bị trường khác đuổi đấy chứ. Tôi nhìn không giống lắm, gầy như vậy, ngay cả tôi đều không nhất định đánh thắng được, đầu gấu như vậy còn chưa làm được gì đã bị đánh cho tàn phế rồi. Đinh Tuấn Kiệt nói, có phải đầu gấu hay không cũng không làm được gì, các cậu đừng quên đây là Trung học Đông Hải. Có người chỉ Triệu Phi nói, không sai, tôi thấy không lâu sau sẽ có trò hay để xem rồi. Đinh Tuấn Kiệt nói, tất nhiên những lời này đều lọt vào tai Mạc Phàm, hắn cười, lập tức đi đến chỗ trống bên cạnh bàn tử ngồi xuống. Tôi tên là Mục Kinh Hoa, bọn họ đều thích gọi tôi là bàn tử. Bàn tử thật thà phúc hậu chào hỏi. Mạc Phàm cười nhìn bàn tử, đương nhiên hắn biết tên của bàn tử. Con hàng này không chỉ là bạn học cấp 3 của hắn, cũng là bạn tốt nhất. Kiếp trước sau khi hắn nghèo túng, rất nhiều bạn học trốn xa được bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Không nhận điện thoại, cho vào danh sách đen, chỉ có bàn tử luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn không mang đến vận may cho bàn tử, trái lại còn hại cậu ấy. Sau bao nhiêu năm, lại nhìn thấy bàn tử lúc còn trẻ tuổi, Mạc Phàm nói theo bản năng. Tôi biết. Bàn tử sửng sốt, tò mò hỏi. Sao cậu biết tên tôi là Mục Kinh Hoa, chẳng lẽ trước đây cậu nghe ai nói tên tôi rồi sao? Lúc này Mạc Phàm mới biết mình nói linh tinh, vội vàng giải thích. Không phải lớp trưởng nói rồi sao, bảo tôi ngồi bên cạnh bàn tử, nơi này còn có bàn tử khác sao? Cũng phải. Bàn tử gãi đầu, nghĩ mãi không ra. Vậy vì sao cậu lại giúp tôi? Cha anh ta thường xuyên nói, trường học giống như thương trường, không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ độc ác. Mạc Phàm vừa đến liền giúp hắn oán hận Triệu Phi, chuyện này không bình thường, chắc chắn có nguyên nhân trong đó. Tuy anh ta béo một chút, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Lý Thi Vũ là chị họ tôi. Mạc Phàm nói. Không phải chứ. Bàn tử đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới vài lần. Tên hai lúa mà bọn họ nói, Phi, không đúng, không phải bạn trai mới của Lý Thi Vũ là cậu đấy chứ. Bạn trai mới thì không tồn tại, nhưng quả thật chị họ tôi và Trương Siêu chia tay là vì tôi. Mạc Phàm giải thích. Vậy cậu cũng nên cẩn thận. Bàn tử lo lắng nói. Sao thế? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ cậu không biết, Trương Siêu rất có tiếng nói ở trường học đó, tuy kém so với tứ thiếu ở Đông Hải, nhưng muốn chỉnh cậu ở trường cũng rất dễ dàng. Bàn tử nhìn xung quanh một lát, nhỏ giọng nói. Tứ thiếu ở Đông Hải là tiểu bá vương học tập, không ai chọc nổi, Trương Siêu chỉ là người dưới bốn bọn họ. Mạc Phàm vừa tới liền làm Trương Siêu và Lý Thi Vũ chia tay, với hiểu biết của anh ta về Trương Siêu. Bỏ qua cho Mạc Phàm mới lạ. Lúc trước đắc tội Trương Siêu, bây giờ lại đắc tội Triệu Phi. May mà hiện giờ Mạc Phàm còn chưa đắc tội tứ thiếu của Đông Hải, nếu không thật sự không có đất dung thân cho hắn ở trường này rồi. Nhưng Trương Siêu và Triệu Phi cũng không dễ đối phó. Ý của cậu là, Trương Siêu sẽ tìm tôi gây phiền phức sao? Chuyện này còn phải nói à, gần đây cậu nên thành thật một chút, tốt nhất là đừng đụng vào cậu ta. Đợi chuyện này qua đi sẽ không có chuyện gì nữa. Bàn tử nhắc nhở hắn. Tôi biết. Mạc Phàm gật đầu, nhưng trong lòng không thèm để ý. Hai người kia chỉ tồn tại như con kiến ở trong mắt hắn. Hắn không tìm bọn họ gây phiền phức, đã xem như là vận khí của bọn họ tốt rồi. Đương nhiên bàn tử không biết điểm ấy, cảm thấy Mạc Phàm hơi ngông cuồng, lo lắng thay Mạc Phàm. Hai người lại nói chuyện một lát, tiếng chuông vào lớp vang lên. Trần Vũ Đồng chủ nhiệm lớp đi đến, mỹ nữ hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng, váy màu đen và tất chân màu đen, lạnh lùng kiêu ngạo lại gợi cảm. Dựa theo ý của cô, Mạc Phàm giới thiệu đơn giản về bản thân rồi bắt đầu học. Một ngày như nước chảy vậy, rất nhanh đến một tiết cuối cùng. Thực hành ở trường Trung học Đông Hải theo tính chất giáo dục, buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 3 tiết, tiết cuối cùng là tự do hoạt động.
có thể dựa theo hứng thú yêu thích, tự do phân chia thời gian. Tự do hoạt động trong trường có rất nhiều môn, có thể diễn gì đó, có học bơi, quán taekwondo. Hai môn sau thu phí, nhưng vẫn có rất nhiều người, cơ bản là hầu như đều đăng ký hết, kiếp trước chị họ cũng đăng ký cho Mạc Phàm. Mạc Phàm sắp đến trúc cơ, không có hứng thú với những môn vô dụng này, nói với bàn tử một tiếng, chuẩn bị quay về. Lúc này Triệu Phi chắn trước người Mạc Phàm. Bạn học, vừa mới bắt đầu giờ tự do hoạt động, cứ vội vàng rời đi như vậy làm gì? Tôi vội vàng hay không thì có liên quan gì đến cậu? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Trong phòng học có không ít người nhao nhao lắc đầu, nhất là lớp trưởng Vương Vân. Cô ta từng nhắc nhở với Mạc Phàm rồi, giọng điệu của người mới này vẫn ngông cuồng như vậy. Cô ta không phải là bảo mẫu của Mạc Phàm, không có nghĩa vụ mỗi lần đều giúp hắn. Hừ lạnh một tiếng, Vương Vân xoay người ra khỏi phòng học. Lớp trưởng vừa đi, trong phòng học càng náo nhiệt hơn. Gan học sinh mới chuyển đến đúng là không nhỏ. Gan lớn thì có ích lợi gì chứ, không nhìn xem năng lực của mình, đừng nói Triệu Phi quen một đống người trong đội bóng rổ, một mình Triệu Phi cũng có năng lực làm học sinh chuyển tới răng rơi đầy đất, người ta học taekwondo đó. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Phần lớn mọi người nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Mạc Phàm là học sinh mới tới, không ai vì giúp hắn mà đắc tội Triệu Phi. Triệu Phi vốn nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười âm hiểm. Đừng nói như vậy, cậu vừa tới nên chưa quen thuộc nơi này lắm, chúng ta lại là bạn học, tôi mang cậu đi làm quen hoàn cảnh nơi này nhé. Nổi tiếng nhất trong trường chúng ta là quán taekwondo, có hứng thú qua đó luyện tập không, trước lạ sau quen mà. Anh ta vốn muốn mang Mạc Phàm đến sân bóng rổ, nơi đó là sân nhà của anh ta. Gọi một cái là có hơn 10 người. Nhưng nghĩ lại, một học sinh mới chuyển tới không cần nhiều người tới như vậy. Quán taekwondo, không chỉ cho người mới như Mạc Phàm một bài học, còn không cần lo lắng Mạc Phàm tố cáo với giáo viên, nhất cử lưỡng tiện. Ninh Tuấn Kiệt giơ ngón tay cái với Triệu Phi, lựa chọn chỗ này, đúng là cao minh. Sắc mặt bàn tử thay đổi, gì mà dẫn Mạc Phàm đi làm quen với trường, rõ ràng là muốn quang minh chính đại chỉnh Mạc Phàm. Quán taekwondo là nơi hố người, không ít lần anh ta bị chỉnh ở quán taekwondo, anh ta vội vàng lắc đầu với Mạc Phàm. Bàn tử, có phải cổ không thoải mái hay không, có cần tôi xoa bóp giúp cậu không? Triệu Phi lạnh lùng nói. Bàn tử không để ý đến Triệu Phi, nói với Mạc Phàm. Chúng ta đến hồ bơi đi, nơi đó có rất nhiều mỹ nữ, nói không chừng còn có thể gặp được hoa hậu giảng đường. Triệu Phi thấy bàn tử quấy rối anh ta nói chuyện. Nộ khí tăng lên không ít. Chuyện hồi sáng là do bàn tử gợi ra, anh ta còn chưa tính sổ với bàn tử, tên bàn tử này lại xúc phạm người có quyền thế như anh ta lần nữa. Bàn tử, cậu còn chưa hiểu rõ à, hôm nay không đi, tôi không tin cậu đăng ký môn taekwondo mà không đi. Bàn tử giật mình, cố gắng lấy hết can đảm nói. Không đi thì không đi, không phải một tháng mấy trăm tệ sao, anh đây có tiền nộp. Được lắm, cậu có gan nhỉ. Trong mắt Triệu Phi lóe lên lửa giận, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Cậu muốn đi đến hồ bơi với bàn tử này, hay là đi tới quán taekwondo với tôi? Cho dù Mạc Phàm không đi cũng không sao, quả trứng mềm mà thôi, còn nhiều thời gian, sau này sẽ có cơ hội chỉnh hắn, anh ta không sốt ruột, quả trứng mềm có thể biến thành tảng đá được sao? Quán taekwondo, không có hứng thú. Mạc Phàm cau mày nói. Không phải là không có tiền đó chứ? Ninh Tuấn Kiệt ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói. Quán taekwondo có thu phí, trước khi vào đó còn phải mua đạo phục. Nhìn cách ăn mặc của Mạc Phàm, thấy thế nào cũng giống người không có tiền, nghĩ đến vấn đề tiền bạc là vô cùng bình thường. Không có tiền phải nói sớm chứ, chút tiền đó tôi vẫn có, tôi mời cậu nhé. Triệu Phi ra vẻ thoải mái nói. Phi ca đã mời cậu như vậy, cậu còn không đi, quá không nể mặt rồi, tất cả mọi người đều cùng lớp. Sau này lại là người một nhà, cũng không phải mang cậu đi đánh nhau, không cần phải đề phòng như vậy. Đinh Tuấn Kiệt vội nói. Bàn tử vẫn không ngừng lắc đầu với Mạc Phàm, Đinh Tuấn Kiệt và Triệu Phi cùng một phe, không phải là người tốt, Mạc Phàm ngàn lần đừng mắc mưu. À, vậy được rồi. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Kiếp trước Triệu Phi ỷ vào mình là Đai Lam cấp 4, không ít lần chỉnh hắn ở trong tiết taekwondo. Một đời này không chỉ bịa đặt chị họ bắt cá hai tay, còn uy hiếp bàn tử nữa. Đi thôi,
kiếp trước kiếp này, cùng tính một lượt. Dù sao đánh người ở đó cũng không vi phạm kỷ luật. Huống chi Triệu Phi còn bỏ tiền mời hắn đến quán Taekwondo. Quán Taekwondo của trường trung học Đông Hai rất rộng, to không kém sân bóng rổ. Trong quán không chỉ có học sinh cấp 3, còn có cả học sinh lớp dưới, cùng một số người đi theo huấn luyện viên luyện tập. Tiểu Phàm, huấn luyện viên quán Taekwondo chúng ta là Đai Đen, cậu cẩn thận một chút, đừng kích động. Bàn Tử giải thích, trong lòng cũng lộ ra chút sợ hãi. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, hắn biết một chút về cấp bậc Taekwondo. Đai Đen là đẳng cấp cao nhất, tượng trưng cho cao thủ. Nhưng hắn không biết Đai Đen là võ giả cấp bậc gì. Triệu Phi kéo cậu đến quán Taekwondo, chắc chắn là không có ý tốt, cậu ta là Đai Lam cấp 4, thân thủ không tệ, lại có quan hệ rất tốt với huấn luyện viên, nếu lát nữa gây khó dễ cho cậu, cậu không cần để ý đến bọn họ là được, cậu ta cũng không thể làm gì cậu. Bàn Tử lo lắng nói. Chính anh ta cũng luyện tập Taekwondo từ nhỏ, thiên phú không tốt lắm, chỉ là Đai Lục cấp 5, không đủ để Triệu Phi dẫm chân một cái. Tôi đã biết. Mạc Phàm gật đầu nói. Không lâu sau, huấn luyện viên đi tới, mang theo mọi người làm nóng người, sau đó anh ta làm động tác nhìn có vẻ rất phức tạp, lại giải thích từng lợi ích trong đó. Giải thích xong, anh ta vẫy vẫy tay với Triệu Phi. Triệu Phi, em lại đây, thầy làm bia ngắm, em làm mấy động tác vừa hướng dẫn, không cần nương tay. Huấn luyện viên vẫy tay nói với Triệu Phi. Triệu Phi gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, đi đến bên cạnh huấn luyện viên, cung kính khom người chào. Động tác phức tạp vừa rồi như nước chảy mây trôi, được anh ta thi triển ra. Anh ta đã từng học những động tác này rồi, đối với người khác mà nói có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng đối với anh ta thì không khó chút nào. Sở dĩ anh ta đến quán Taekwondo là vì rèn luyện bản thân, thuận tiện tán mấy cô bé, rảnh rỗi còn có thể chỉnh những người không vừa mắt. Bốp! Triệu Phi bay vòng 360 độ, ống quần phát ra tiếng vang, động tác này kết thúc một cách hoàn mỹ. Không tệ, thiếu chút nữa thầy không ngăn được rồi. Huấn luyện viên lùi về sau vài bước, tán thưởng. Xung quanh lập tức dấy lên tiếng khen ngợi. Phi ca thật lợi hại, ngay cả huấn luyện viên đều cảm thấy không bằng. Ninh Tuấn Kiệt cười nói. Tất nhiên, phi ca của chúng ta không chỉ giỏi bóng rổ, Taekwondo cũng tuyệt, nếu không phải bình thường dành thời gian chơi bóng rổ, chắc chắn lợi hại hơn. Mỹ nữ Tôn Thiến như lấy lòng nói. Xung quanh có không ít học muội học đệ nhìn Triệu Phi liền mạch lưu loát hoàn thành động tác phức tạp này, còn làm huấn luyện viên lùi về sau, cũng nhao nhao vỗ tay. Có mấy học muội thấy Triệu Phi rất xoái, hai mắt đều đã tỏa sáng, tràn đầy ái mộ. Taekwondo lợi hại như vậy, đi theo học trưởng này, chắc chắn sau này rất có cảm giác an toàn. Sư huynh thật lợi hại. Có học muội kêu lên. Thầy khách sáo rồi, sao em có thể là đối thủ của thầy được? Triệu Phi cười khiêm tốn. Huấn luyện viên hiểu rõ thực lực của Triệu Phi, cười hài lòng. Động tác này có vẻ phức tạp, tốt nhất mọi người tìm bạn học đẳng cấp cao luyện cùng, có vị bạn học nào muốn Triệu Phi giúp luyện tập không? Có một số nam sinh từng luyện tập cùng Triệu Phi cúi đầu, không nhìn ánh mắt của huấn luyện viên. Em. Mấy học muội năm nhất kích động giơ tay nói. Có thể luyện tập với học trưởng đẹp trai như vậy, chắc chắn tiến bộ rất nhanh. Lúc này bỗng nhiên Triệu Phi nhìn về phía Mạc Phàm, cười hung ác nham hiểm. Thưa thầy, bạn học kia không biết một chút gì về Taekwondo, để em dạy dỗ bạn ấy nhé. Mạc Phàm là người mới tới, vậy mà hung hãn như vậy, không biết chút gì về những việc người mới nên làm. Nếu dám đến quán Taekwondo, vậy anh ta sẽ dạy dỗ cho người mới biết nên có tư thế gì. Trong quán Taekwondo, có không ít người hơi sững sờ. Nhìn theo ánh mắt của Triệu Phi, chỉ thấy trong một góc sáng sủa có một thiếu niên xa lạ đang ngồi. Người này đúng là Mạc Phàm, Bàn Tử đi toilet, cho nên chỉ còn lại mình hắn. Người này đai trắng sao? Có người nhìn thấy đai trắng bên hông Mạc Phàm, tò mò nói. Đai trắng là cấp thấp nhất, bày tỏ chưa từng học Taekwondo. Nhìn tuổi tác của Mạc Phàm hẳn là học cấp 3, sao có thể là đai trắng? Nơi này có không ít học sinh mới học năm nhất. Nhưng cũng là đai vàng, đai lục, dù sao đều bắt đầu tập luyện từ 5-6 tuổi, cả quán Taekwondo chỉ có mình Mạc Phàm là đai trắng. Không phải là từ nông thôn, hoặc xóm nghèo đến đây đấy chứ. Có người nói ra suy đoán, trong mắt lóe lên cảm giác ưu việt hơn.
người này có quan hệ gì với Triệu Phi, vậy mà Triệu Phi tự mình chỉ điểm, bạn của Triệu Phi sao? Người này may mắn thật. Học trưởng Triệu Phi thật tốt bụng, chủ động giúp đỡ một học trưởng đai trắng học Taekwondo, sớm biết thế tôi cũng đeo đai trắng rồi. Một tiểu nữ sinh năm nhất hoa tâm tràn lan nói. Người này chọc tới Triệu Phi rồi sao? Cũng có người suy đoán khác. Triệu Phi đâu tốt bụng như vậy, nếu anh ta chọn con gái, chắc chắn là nhìn chúng tư sắc của người ta. Nếu là nam, hoặc là có quan hệ vô cùng tốt, hoặc là quan hệ vô cùng tệ. Khả năng trước thì không thể, bởi vì chưa từng xuất hiện chuyện đó. Nghĩ đến điểm này, không ít người nhìn Mạc Phàm với ánh mắt thương hại. Tên nhóc này phải nếm mùi đau khổ rồi, Triệu Phi dạy dỗ không đơn giản như vậy, ha ha. Đinh Tuấn Kiệt, Tôn Thiến và mấy người biết chân tướng đều cười tươi lộ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Trong đám người, một người nhìn thấy Mạc Phàm trong góc tường, sắc mặt thay đổi. Người này là Tôn Dương trong bữa tiệc đắc tội ông chủ Lỗ. Anh ta là chủ lực của đội bóng rổ, vốn ít khi tới quán Taekwondo. Hôm nay là ngày khai giảng, không ít học muội xinh đẹp nhập học, là lúc tốt nhất để những sư huynh như bọn họ thi thố tài năng. Trong bữa tiệc lần trước không tán được em nào, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nắm lấy ánh mắt của học muội. Anh ta từng luyện Taekwondo, cũng là Đai Lam, vốn chuẩn bị chơi với Triệu Phi một lát, lộ mặt ở quán Taekwondo. Anh ta tự hiểu mình không phải là đối thủ của Triệu Phi, nhưng anh ta cho Triệu Phi thành viên dự bị của đội tuyển bóng rổ 10 lá gan, cũng không dám làm anh ta chủ lực của đội bóng rổ mất mặt. Ai biết vậy mà Triệu Phi muốn dạy dỗ Mạc Phàm. Triệu Phi nói dạy dỗ anh ta còn không biết sao. Tên nhóc này không muốn sống nữa sao? Tôn Dương mắng thầm. Thuộc hạ của Đường Long từng muốn đánh lén Mạc Phàm, ai cũng lưng hùm vai gấu, kết quả trộm gà không được lại mất nắm thóc, đã bị Mạc Phàm đánh bại hết. Nhất là trong đó còn có Hào Ca, người kia bây giờ anh ta nghĩ lại cũng thấy sợ hãi, đặt trên sân bóng rổ tuyệt đối là Mạc Ninh, Âu Niu. Nhưng cũng không thể làm được gì, đều bị Mạc Phàm một cước đá bay. Triệu Phi chỉ có Đai Lam Taekwondo, dùng Taekwondo anh ta không đánh lại được Triệu Phi, nhưng thực sự đánh nhau, Triệu Phi không hẳn thắng được anh ta. Cứ như vậy, còn khiêu chiến với Mạc Phàm. Triệu Phi, cậu! Tôn Dương vội vàng tiến lên. Dù sao Triệu Phi cũng ở đội bóng rổ của bọn họ, bình thường quan hệ không tệ, thấy thế nào cũng nên nhắc nhở. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Ôi, Dương ca cậu cũng đến đây à? Triệu Phi nghe thấy Tôn Dương gọi anh ta, vội vàng nhìn qua, nhiệt tình nói. Tôi đến đây xem, cậu đang bắt nạt người mới à, không hay lắm đâu. Tôn Dương lúng túng nói. Mồ hôi không ngừng chảy ra, sợ nhắc nhiều hơn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ dạy dỗ mà thôi, vậy mới có lợi với cậu ta, mấy động tác này quá phức tạp. Tôi hướng dẫn cậu ta sẽ học nhanh hơn. Triệu Phi cười nói. Tôn Dương lau mồ hôi trên trán, người ta đánh nhau một cân mười cần gì cậu dạy. Vậy cậu nhẹ chút, đừng bắt nạt người ta quá. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Triệu Phi không để ý nói. Tối đa chỉ đánh Mạc Phàm mặt mũi bầm dập, cho cậu ta một chút dạy dỗ nhỏ. Tôn Dương không nhiều lời nữa, liếc qua Mạc Phàm một cái, vội vàng đi vào trong đám người. Triệu Phi chỉ là thành viên dự bị của đội bóng rổ, không phải là nhóm anh em thân thiết của anh ta, sẽ không đáng để anh ta vì Triệu Phi mà đắc tội Mạc Phàm. Cho dù nói, chắc chắn Triệu Phi cũng không tin. Huấn luyện viên nhíu mày, tất nhiên là nhìn ra được tâm tư của Triệu Phi, cũng không để ý nữa. Loại chuyện này không hiếm lạ gì ở tiết Taekwondo, anh ta mở một mắt nhắm một mắt rất nhiều lần. Không vì chuyện gì khác, có ức hiếp mới có phản kháng. Vậy mới có nhiều người lựa chọn học tiết Taekwondo hơn. Anh ta chỉ làm cho quá trình này nhìn có vẻ công bằng an toàn một chút. Ra tay nhẹ một chút, đừng dọa cậu ta chạy. Không thành vấn đề. Rõ ràng là Triệu Phi không lĩnh ngộ được ý của Tôn Dương, cười nói. Huấn luyện viên gật đầu, xoay người nói với Mạc Phàm. Vị bạn học này, em nguyện ý cùng luyện tập động tác này với Triệu Phi hay không? Nếu được Triệu Phi giúp đỡ, nắm giữ được tổ hợp động tác này, thì đai lục sẽ không thành vấn đề. Triệu Phi nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều là đắc ý, khiêu khích nói. Cơ hội hiếm có đó, nếu cậu không muốn thì tôi dạy người khác. Mạc Phàm nheo mắt lại, nói. Tôi không biết Taekwondo, thì em không biết, mới bảo Triệu Phi chỉ đạo thêm cho em.
huấn luyện viên cười nói. Không phải là cậu sợ đau, không dám học taekwondo đấy chứ? Triệu Phi cười khinh bỉ hỏi. Nếu sợ, sau này phải quản cái miệng mình cho tốt, Trung học Đông Hải không phải là nơi để người nghèo hung hãn. Tôn Dương không nói gì, Triệu Phi xong rồi. Sợ sao? Lông mày Mạc Phàm nhướng lên. Khi luyện tập có thể đánh trả không? Đánh trả sao? Triệu Phi cho rằng anh ta nghe lầm, xoay người cười nói với xung quanh. Mọi người nghe thấy không, cậu ta muốn đánh trả. Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười. Người Phi ca muốn đánh, ai có thể có đường sống đánh trả đây? Phi ca, cậu cẩn thận một chút, nói không chừng người ta là cao thủ lánh đời, Hàng Long thập bát trưởng là tổ truyền đó. Đinh Tuấn Kiệt trêu đùa. Triệu Phi là nhân vật minh tinh trong quán taekwondo, có rất ít người có thể đánh thắng được anh ta. Vậy mà người này còn muốn đánh trả anh ta. Lúc trước có người cảm thấy đồng tình thương hại Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm hung hãn như vậy, ấn tượng lập tức thay đổi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, tên nhóc này thật ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Đi lên đây, xem cậu ta đánh trả thế nào. Tuy nói đẳng cấp không đại biểu cho cái gì, nhưng so sánh thân thể Mạc Phàm và Triệu Phi, cũng kém rất nhiều, sao có thể là đối thủ của Triệu Phi được. Cậu cứ việc đánh trả, nếu thật sự có bản lĩnh này, cho dù cậu đánh tôi tàn phế, tôi cũng không nói hai lời. Triệu Phi cười đắc ý nói. Quản không được nhiều như vậy, lừa gạt Mạc Phàm đi lên trước, rồi thu thập sau. Anh thì sao? Mạc Phàm nhìn về phía huấn luyện viên. Đương nhiên có thể đánh trả, nhưng ra tay nhẹ chút. Huấn luyện viên cười nói. Nửa câu trước là trả lời Mạc Phàm, nửa câu sau là nói với Triệu Phi. Đai lam với đai trắng, chắc chắn có thể đánh cho Mạc Phàm mất đai, còn đánh trả, không biết tự lượng sức mình. Được rồi, như anh mong muốn. Mạc Phàm đi tới. Triệu Phi làm tư thế chuẩn bị, kêu một tiếng, bay vòng 360 độ xinh đẹp đạp về phía Mạc Phàm, tốc độ cực nhanh, tiếng gió phần phật ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng lực đánh tới. Một cái đạp này đánh ra, lập tức làm sắc mặt không ít học muội trắng bệch, nếu là bọn họ chắc chắn không tránh thoát. Học trưởng Triệu Phi quá lợi hại, tên nông thôn này xong rồi. Đinh Tuấn Kiệt và Tôn Thiến ở trong đám người cũng là hai mắt lóe sáng, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị đánh bay. Nhưng đúng lúc này Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước xa, đánh vào người Triệu Phi. Một cú đánh này, sức lực toàn thân chen chúc từ bả vai ra. Triệu Phi chỉ cảm thấy như bị ô tô đụng phải, bay ra ngoài. Dầm. Triệu Phi đập mạnh xuống đất, không đứng dậy được. Triệu Phi thua sao? Người xem náo nhiệt xung quanh đều mở to mắt, vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng Triệu Phi sẽ đá bay Mạc Phàm, ai biết Triệu Phi còn chưa đạp được Mạc Phàm, mình đã bay mất. Học trưởng này quá yếu rồi, không phải vừa rồi huấn luyện viên diễn với anh ta đấy chứ? Có người nghi ngờ. Chuyện đó thì không biết là thật hay giả, học sinh mới chuyển đến thật lợi hại. Xung quanh tràn đầy tiếng bàn tán, ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm không còn giống lúc trước. Vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ mạnh miệng, ai biết lại có bản lĩnh như vậy. Ngay cả Tôn Thiến lúc trước khen Triệu Phi, trong đôi mắt cũng là tối tăm, tràn đầy vẻ khó mà tin. Có không biết bao nhiêu người bị Triệu Phi đánh ở quán taekwondo, kết quả lại không đánh được tên Mạc Phàm này, người mới tới không đơn giản. Đinh Tuấn Kiệt và huấn luyện viên vội vàng chạy tới, nhìn tình hình của Triệu Phi. Bởi vì thân thể chạm đất trước, cũng không có gì đáng ngại lắm, chỉ ngất đi thôi. Bảo em ấy dạy em taekwondo, vì sao em lại ra tay đánh người? Huấn luyện viên lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, sao cậu lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, cậu ấy tốt bụng dạy cậu lại đánh cậu ấy thành như vậy? Đinh Tuấn Kiệt chỉ trích. Dù sao có huấn luyện viên ở bên cạnh. Anh ta không sợ gì cả, huấn luyện viên là đai đen mà. Không phải vừa rồi anh nói có thể đánh trả sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười hỏi. Sắc mặt huấn luyện viên hơi trầm xuống, lộ ra lửa giận. Thầy cũng bảo ra tay nhẹ một chút rồi, không phải sao? Tuy vừa rồi anh ta nói với Triệu Phi, nhưng cũng có nói qua rồi. Tôi có thể nói tôi chỉ dùng 1/10 lực hay không? Bây giờ huyệt vị trên toàn thân hắn đều đã mở ra, có được ngàn cân chi lực, chỉ kém chút xíu nữa là đến cảnh giới trúc cơ. Cho dù là khối đá cẩm thạch cũng có thể bị hắn đập nát, càng không nói đến người bình thường. Nếu hắn không nhẹ chút, Triệu Phi còn có thể sống sao?
Hơn nữa cú đánh của Triệu Phi đánh về bộ phận đầu của hắn, có hạ thủ lưu tình không? Huấn luyện viên này không hỏi nguyên do liền chỉ trích hắn, rõ ràng là thiên vị. 1/10 lực sao? Không ít người sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại thay đổi không ít. Sắc mặt huấn luyện viên khẽ đổi, trong mắt lộ ra lửa giận. Tuy quán Taekwondo là tính lợi nhuận, nhưng anh ta giống như giáo viên ở trường, nói một là một, hai là hai. Cho dù là học sinh cá biệt, đến chỗ anh ta cũng thành thật một chút, vậy mà người mới tới dám tranh cãi với anh ta. Mặt khác anh ta thường xuyên bảo Triệu Phi làm động tác theo mẫu, Triệu Phi đều có thể hoàn thành, có thể nói Triệu Phi là môn sinh anh ta hài lòng nhất. Môn sinh bị người ta đánh ngất, không khác gì tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Nếu cậu đã lợi hại như vậy, tôi tới dạy cậu Taekwondo được không, coi như cho mọi người học một khóa thực chiến, cậu có dám không? Tuy anh ta không mạnh như chủ quán, nhưng có thực lực đai đen, từng đại biểu đến tỉnh Giang Nam tham gia toàn vận hội, được huy chương đồng, thứ này đủ để chứng minh thực lực của anh ta. Cú đánh vừa rồi của Mạc Phàm thật sự rất mạnh, bất luận là sức lực hay tốc độ đều nhìn không giống học sinh phổ thông có thể làm được, chắc chắn bắt đầu luyện tập từ nhỏ. Nhưng một đứa bé 16-17 tuổi mà thôi, anh ta tự tin không có bất luận vấn đề gì. Anh cũng muốn tới thử sao? Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh hỏi. Không sai, nếu cậu thắng, tôi sẽ trả học phí cho cậu, nếu cậu thua, cậu phải lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi, thế nào? Huấn luyện viên trầm giọng nói. Tôi vốn không muốn học. Mạc Phàm cười nói, không có một chút hứng thú. Cậu! Huấn luyện viên nhíu mày, quả đấm vang lên cọt kẹt, trong mắt lộ ra dữ dằn giáo viên không nên có. Trước mặt nhiều học sinh như thế, nói chuyện với anh ta như vậy, học sinh này thực đáng chết. Vậy cậu muốn thế nào? Mạc Phàm cảm nhận được sát ý nhàn nhạt, nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Kiếp trước chị họ đăng ký môn Taekwondo giúp hắn, không ít lần bị Triệu Phi bắt nạt. Triệu Phi một cây làm chẳng nên non, sau lưng đều là huấn luyện viên này dở trò quỷ, nếu không sao mỗi lần hắn đắc tội Triệu Phi, Trương Siêu, đều khéo phân cùng một tổ với Triệu Phi như vậy, bị đánh một trận. Sau đó hắn mới biết, chỉ cần nhét chút tiền cho huấn luyện viên này, muốn phân ai với ai một tổ đều được hết. Học sinh nhà nghèo bị hại, thường xuyên bị đám học sinh nghịch ngợm bắt nạt trong tiết Taekwondo. Chút chuyện nhỏ không công bằng này, cho dù là nơi nào đều tồn tại. Huấn luyện viên này thường xuyên luyện tập với học sinh nữ, thậm chí sau khi tan học còn giữ học sinh lại dạy riêng. Năm hắn vừa mới học đại học, huấn luyện viên này đã bị trường đuổi việc. Nguyên nhân là huấn luyện viên ra vẻ đạo mạo này, vậy mà lợi dụng chức quyền xâm hại 19 học sinh nữ. Chỉ có số này được ghi vào trong hồ sơ, e ngại mặt mũi nên có không biết bao nhiêu người không dám nói ra miệng. Còn làm một cô gái trong đó một năm sinh non 5 lần. Mãi đến lần thứ 5 mới bị cha mẹ cô gái phát hiện, cha mẹ trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát. Hình như nhà huấn luyện viên này có chút bối cảnh, cũng không bị phạt gì, chưa đến vài ngày đã đi ra. Nhưng huấn luyện viên này mới đắc ý ra khỏi cục cảnh sát, đã bị cha học sinh nữ dùng xe đâm chết. Phán tội cha mẹ nữ sinh kia cố ý giết người, 20 năm tù giam, một gia đình hoàn hảo vì xúc sinh này mà bị hủy hoại hơn nửa. Chuyện này không có liên quan đến hắn. Lại qua hơn 500 năm, nếu không phải vừa rồi cảm nhận được sát ý trên người huấn luyện viên, hắn đều đã quên rồi. Nếu nghĩ tới, vậy thì không thể dung túng tên cầm thú này tiếp tục làm bừa được. Có thể ngăn cản chuyện kiếp trước xảy ra hay không, tạm thử một lần xem. Anh tên là Dư Hải đúng không? Mạc Phàm xác nhận. Ngay cả tên của tôi mà cậu cũng không biết được sao, không sai, tôi là Dư Hải. Huấn luyện viên cười mỉa nói. Nếu anh thua, vậy thì cút ra khỏi trường này nhé. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh. Cậu nói cái gì? Không ít người sửng sốt. Mạc Phàm chỉ đánh bại Triệu Phi mà thôi, cũng dám nói chuyện với huấn luyện viên như vậy. Huấn luyện viên cũng là giáo viên trong trường, có phải tên nhóc này điên rồi không? Thầy ơi, dạy dỗ tên này đi thầy. Một em gái lớn tiếng nói. Trong quán có không ít học muội được huấn luyện viên quan tâm đặc biệt. Chỉ là còn chưa phát triển đến bước kia, cho nên cực kỳ tôn tính thầy giáo, hòa ái dễ gần, này. Một người mới tới, biết được một chút võ, vậy mà bảo huấn luyện viên cút đi, buồn cười. Đương nhiên bọn họ không biết bộ mặt thật của huấn luyện viên này. Cậu thực sự tưởng rằng mình còn có thể đánh bại được huấn luyện viên à,
bây giờ cậu xin lỗi huấn luyện viên và Triệu Phi đi, nếu không lát nữa cậu không có cơ hội xin lỗi nữa đâu. Đinh Tuấn Kiệt ở một bên nói. Đôi mắt âm trầm bất định của huấn luyện viên sắp phun ra lửa, cả người hoàn toàn bị đốt cháy, cháy hơn nhìn mấy mỹ nữ mặc đồng phục học sinh ở trong phòng anh ta. Được lắm, nhóc con cậu có gan đó, đến đây đi, để tôi nhìn xem rốt cuộc cậu có mấy cân mấy lượng. Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, đi đến lôi đài bên cạnh ở giữa quán ít khi dùng tới. Một cú lộn ngược ra sau, vượt qua rào chắn bằng dây cao su, vào trong lôi đài. Động tác liên tiếp cộng thêm diện mạo lịch sự, lập tức làm trái tim một đám học sinh nữ nở hoa, càng tin tưởng hơn. Một học sinh mới chuyển tới, sao có thể là đối thủ của huấn luyện viên chúng ta? Triệu Phi không phải là đối thủ của Mạc Phàm, đó là vì Triệu Phi chỉ là Đai Lam. Huấn luyện viên là Đai Đen, kém hai cấp bậc lớn ở giữa, còn là nhị đẳng. Người này thua là cái chắc. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định Mạc Phàm thua, trong đó bao gồm cả Bàn Tử. Bàn Tử mới đi từ toilet ra, liền nhìn thấy Mạc Phàm đánh bay tên châu bò Triệu Phi, động tác đẹp và dã man giống như trong võng du truyền kỳ, nhất thời trợn tròn mắt. Người mới ngồi cùng bàn với anh ta cũng quá tàn nhẫn rồi. Trách không được sau khi chọc giận Trương Siêu và Triệu Phi, còn bình tĩnh như vậy. Lúc trước anh ta còn cảm thấy Mạc Phàm quá ngông cuồng, bây giờ anh ta cảm thấy anh ta không biết một chút gì về người ngồi cùng bàn anh ta cả. Nhưng sau khi Mạc Phàm đánh bại được Triệu Phi, vậy mà còn trêu chọc huấn luyện viên. Mạc Phàm không biết sự lợi hại của huấn luyện viên, nhưng anh ta biết rất rõ. Lúc trước một tên du côn ân ái với một nữ đồng học trong thiết Taekwondo, bị huấn luyện viên nhìn thấy, chỉ đích danh người đó luyện tập thực chiến. Kết quả một hiệp đã bị huấn luyện viên đá bay, làm mọi người cười vang. Tên du côn này ghi hận trong lòng, thừa dịp tan học buổi tối, mang theo 6,7 tên lưu manh cản đường về nhà của huấn luyện viên. Vốn định dạy dỗ huấn luyện viên này một chút, ai biết 6,7 tiểu lưu manh bị huấn luyện viên thu phục hết. Tên du côn kia không chỉ bị huấn luyện viên đánh gãy chân, còn bị đưa vào cục cảnh sát. Từ sau chuyện đó, có rất ít người trêu chọc huấn luyện viên nhìn vô cùng tuấn tú lịch sự này. Thấy Mạc Phàm sắp lên lôi đài, Bàn Tử vội vàng khuyên. Mạc Phàm, thôi đi, chỉ nói lời xin lỗi mà thôi, hay là tôi xin lỗi giúp cậu. Cậu xin lỗi thì tính là gì, Bàn Tử, cậu cũng quá coi trọng mình rồi đó. Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa nói. Có đánh nữa hay không đây, không dám lên thì nhanh xin lỗi huấn luyện viên, phải quỳ đó. Có người kêu lên, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đúng vậy, sợ thì nhanh xin lỗi, đàn ông thì phải dứt khoát, cậu xem huấn luyện viên man biết bao nhiêu. Huấn luyện viên rất đẹp trai. Trên lôi đài, huấn luyện viên nghe thấy tiếng kêu la xung quanh, nhìn Mạc Phàm phía dưới, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Thu phục tên nhóc này, không chỉ có khẩu khí vừa rồi. Uy vọng của anh ta ở trong lòng học sinh sẽ tăng mạnh, sẽ trợ giúp anh ta sau này. Yên tâm đi, chỉ là luyện tập thực chiến, điểm đến là dừng, tôi sẽ không tàn nhẫn như cậu vừa rồi. Huấn luyện viên thấy Mạc Phàm chậm chạp không lên, cười âm hiểm cho Mạc Phàm liều thuốc yên tâm, kéo Mạc Phàm lên đã rồi nói sau. Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, anh ta chỉ là Đai Đen nhị đẳng, không thể mỗi lần đều thu phát tự nhiên. Mạc Phàm cười không thèm để ý. Nói với Bàn Tử. Một người Đai Đen mà thôi, tôi đánh được. Bàn Tử sửng sốt, không biết Mạc Phàm lấy tự tin ở đâu ra, nhưng anh ta không ngăn cản nữa. Cậu cẩn thận một chút, không được thì nhận thua. Mạc Phàm gật đầu, nhận ý tốt của Bàn Tử, bước từng bước lên lôi đài. So với huấn luyện viên lộn ngược ra sau, Mạc Phàm chỉ bước từng bước lên, quả thực kém rất nhiều, lập tức tạo ra làn sóng bàn tán mới. Tôi còn tưởng rằng anh ta biết khinh công chứ. Khinh công, cậu đọc hơi nhiều tiểu thuyết rồi đó, anh ta còn không làm được tư thế của huấn luyện viên ấy. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, khinh công thì tính là gì, sau này bay lên trên không giống như hắn ăn bữa sáng. Đương nhiên những thuật pháp này há có thể để phàm nhân muốn nhìn có thể nhìn thấy. Đến đây đi, để tôi xem Đai Đen của anh đen, hay là tay anh càng đen hơn. Mạc Phàm đi lên lôi đài. Lạnh lùng nói. Huấn luyện viên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Bình thường anh ta nhìn có vẻ không nóng không lạnh, thực ra trong lòng rất thô bạo. Nếu không sao có thể đánh gãy chân học sinh, còn ném tới đồn công an. Lại là một cô gái 15, 16 tuổi một năm sinh non 5 lần, còn không thể sinh con nữa.
Bình thường anh ta ngụy trang trước mặt học sinh rất tốt. Bị Mạc Phàm khiêu khích nhiều lần, anh ta sớm đã ghi hận trong lòng, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Huấn luyện viên hét lớn một tiếng, tăng tốc độ, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mạc Phàm, nâng chân lên. Bốp! Tiếng ống quần anh ta vang lên trên không trung, giống như gió thu cuốn hết lá vàng đánh về phía Mạc Phàm. Mũi chân Mạc Phàm nhẹ nhàng điểm xuống đất, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Hình như huấn luyện viên cũng đã sớm dự đoán được, chân vừa mới đánh ra, mượn lực thân thể quay lại, thân thể vọt lên trên không trung, xoay 270 độ tiếp tục tấn công Mạc Phàm. Chân còn chưa chạm tới, trên mặt liền cảm thấy hơi đau đớn. Hửm! Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lộ ra chút bất ngờ. Quả thật không thể khinh thường thực lực của Đai Đen, thực lực của huấn luyện viên này không khác A Hào mấy, thậm chí còn nhanh hơn A Hào một chút, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đây mới chỉ là Đai Đen nhị đẳng, không biết thực lực của Đai Đen tứ đẳng thế nào. Hồi toàn thích, liên kích như bão táp, kín không kẽ hở đánh về phía Mạc Phàm. Không chỉ đẹp, còn làm người ta không nhìn được gieo hò khen hay, cho người ta một loại cảm giác Mạc Phàm không có năng lực đánh trả. Dưới đài, Đinh Tuấn Kiệt cười. Không phải tên này rất ngông cuồng đấy sao, đánh Triệu Phi một cái ngất luôn, sao lúc này không đánh trả nữa. Huấn luyện viên thật lợi hại, người này không phải là đối thủ của huấn luyện viên, vậy mà còn dám bất kính với huấn luyện viên như vậy, tên nhóc này nếm mùi đau khổ rồi. Huấn luyện viên thấy Mạc Phàm chỉ biết né tránh, vừa đắc ý lại có chút căm tức. Anh ta làm không ít động tác, nhưng không đụng vào Mạc Phàm một chút nào. Nhóc con, cậu chỉ biết trốn thôi sao? Mạc Phàm biết được trình độ của huấn luyện viên này, cũng không có hứng thú nhìn anh ta biểu diễn ở đây. Nếu tôi không trốn, anh có thể biểu diễn lâu như vậy sao? Mạc Phàm cười nói. Nhóc con, cậu muốn chết à? Hai mắt huấn luyện viên phun ra lửa. Bật người lên, thân thể quay 360 độ trong không trung, cú đánh như Thái Sơn đè đầu đánh về phía đầu Mạc Phàm. Đây là điểm dừng sao? Hàn quang trong mắt Mạc Phàm lóe lên, lực đạo một cước này còn mạnh không chỉ gấp đôi một cước đánh Triệu Phi vừa rồi. Nếu đập vào đầu, não chấn động là nhẹ, có khả năng trực tiếp biến thành người sống đời sống thực vật. Huấn luyện viên cũng đang nghĩ như vậy, Mạc Phàm chưa từng học Taekwondo, chắc chắn không phải Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại. Học sinh nghèo như vậy, không cẩn thận, đánh bị thương cũng không làm gì được anh ta, chỉ có thể trách Mạc Phàm nói quá nhiều, thân phận lại thấp hèn. Thấy một cước này sắp đập vào đầu mình, bỗng nhiên Mạc Phàm ra tay. Tốc độ như điện, vững vàng nắm được chân huấn luyện viên, lực đạo trên tay không nhỏ chút nào, trái lại lớn hơn huấn luyện viên rất nhiều, động tác của huấn luyện viên lập tức dừng lại. Bàn tay còn lại nắm chặt lấy, nhanh chóng đánh vào túc tam lý, khí hải. Nội quan và huyệt vị của huấn luyện viên. Huấn luyện viên chỉ cảm thấy những nơi này hơi tê dần, tinh lực vốn hùng hậu bị Mạc Phàm đánh như vậy, giống như mất đi tất cả sức lực. Nếu những huyệt vị này bị tổn thương, sẽ không tổn thương đến tính mạng, chỉ tứ chi vô lực, buồn ngủ. Thời gian lâu, sẽ dẫn đến bất lực, cho dù huấn luyện viên này có ý muốn xâm phạm học sinh nữ, cũng không có năng lực này. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm nắm lấy chân huấn luyện viên. Một tay xách huấn luyện viên lên, giống như nắm lấy một con chó chết, ném mạnh về phía góc lôi đài. Rầm. Huấn luyện viên kêu đau đớn, giống như Triệu Phi, hôn mê bất tỉnh. Mạc Phàm không thèm liếc nhìn huấn luyện viên một cái, mắt đảo qua phía dưới đài, bá đạo hỏi. Còn ai muốn thử không? Trong quán Taekwondo là một vùng yên tĩnh. Soái ca này cũng quá lợi hại rồi. Nhất là một câu cuối cùng kia, còn ai muốn thử không? Hỏi rất khí phách, trong chớp mắt chinh phục không ít trái tim thiếu nữ. Soái ca này tên là gì, ở lớp nào thế? Có cô gái hỏi. Sao thế, cô có hứng thú à? Chẳng lẽ cô không? Không phải trước kia cô rất thích huấn luyện viên sao? Chuyển sang làm fan của người khác không được à? Cô gái xem thường nói. Có vô số tiếng bàn tán. Bên cạnh lôi đài, sắc mặt Đinh Tuấn Kiệt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Không ngừng nuốt nước miếng, mãi mà không nói nên lời. Nghe Mạc Phàm nói còn có ai muốn thử không, cổ của anh ta thụt lại, như muốn thụt vào trong. Anh ta châm chọc Mạc Phàm không ít lần, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Đinh Tuấn Kiệt đúng không, cậu muốn thử không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, huấn luyện viên còn chưa nói tan học,
Phi ca vội vàng làm gì? Bàn tử phản ứng kịp cười nói, không hiểu sao trong lòng lại thấy hưng phấn. Ninh Tuấn Kiệt là người không tốt, bình thường nhục nhã anh ta không ít lần, anh ta phản bác vài câu, Ninh Tuấn Kiệt sẽ tìm cơ hội châm ngòi thổi gió để Triệu Phi hoặc người khác chỉnh anh ta. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cuối cùng lần này cũng đến lượt anh ta xoay người quyết định rồi. Lông mày Đinh Tuấn Kiệt nhướng lên, đứng yên tại chỗ, hai chân không ngừng run run. Ha ha, tôi không thử, công phu của cậu tôi phục, tôi phục. Đinh Tuấn Kiệt cười nịnh nọt, trên mặt là vô cùng xấu hổ. Huấn luyện viên và Triệu Phi đều bị Mạc Phàm một chiêu KO, anh ta không muốn làm người thứ ba. Nhưng tôi muốn khiêu chiến với cậu, vừa rồi cậu nói rất nhiều. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Khiêu chiến với tôi, không phải chứ? Ninh Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, cho rằng anh ta nghe lầm rồi. Không sai, tôi chỉ là đai trắng, cậu là đai lam, đai trắng khiêu chiến đai lam không thể từ chối đúng không? Mạc Phàm hỏi. Tôi đầu hàng. Ninh Tuấn Kiệt chớp chớp mắt, vội vàng nói. Đầu hàng sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Ai ôi, tôi đau bụng, tôi đi trước một bước, mọi người tiếp tục chơi đi. Ninh Tuấn Kiệt ôm bụng, cũng không dám dừng lại. Đỏ mặt chật vật chạy tới WC, lập tức dẫn tới một trận cười to. Khi chạy đến WC, Đinh Tuấn Kiệt hung dữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Một học sinh mới tới đánh ngất Triệu Phi và huấn luyện viên, lúc này còn hung hãn. Đợi xem, không dễ xong việc như vậy đâu. Triệu Phi là thành viên đội bóng rổ, từ trước đến nay đám người kia luôn là lưu manh. Có bóng mọi người cùng nhau đánh, có việc cùng nhau giải quyết. Anh ta dám đánh cược, chưa đến hai ngày, Mạc Phàm sẽ có phiền phức ngay thôi. Bối cảnh nhà huấn luyện viên lớn hơn nữa, nghe nói có quan hệ với Vương Kinh Phi một trong tứ thiếu. Bất luận người nào trong tứ thiếu dẫm chân một cái, bốn phía sẽ rung động, tên nhóc này xong rồi. Mạc Phàm không có ngăn cản, lập tức đi đến bên cạnh huấn luyện viên đã tỉnh lại, nói. Tôi thắng rồi. Huấn luyện viên phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt lóe lên hung quang. Nhỏ giọng nói. Nhóc con, tôi sẽ từ chức, nhưng cậu cẩn thận đó cho tôi. Cho dù bây giờ anh ta muốn ở lại cũng không còn mặt mũi, đai đen nhị đẳng ngay cả một học sinh trung học cũng không đánh lại được, mặt mũi đã mất hết, ở đây để bị đám trẻ lấy ra làm trò cười sao. Nhưng vì tiến vào trung học Đông Hải dạy Taekwondo, anh ta phí không ít quan hệ và tiền bạc, khẩu khí này anh ta không nuốt trôi được, nhất định phải tìm cơ hội chỉnh tên nhóc này. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Vậy anh có thể thử thêm lần nữa, nhưng ngày mai tôi không hy vọng anh lại xuất hiện trong quán Taekwondo, nói cách khác, ngày mai tôi sẽ quay lại một lần. Nói xong khiêm tốn tiêu sái rời khỏi lôi đài. Trong ánh mắt khác thường của mọi người, mang theo bàn tử rời đi. Không lâu sau, chuyện hắn đánh bại hai người bằng hai chiêu, nhanh chóng lan truyền khắp trường, mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó một người trong tứ thiếu lại đến danh nhân xuất hiện ở trường trung học Đông Hải, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Không chỉ trong đám học sinh, còn có giáo viên. Chúng ta đi đâu thế? Ra quán Taekwondo, cuối cùng bàn tử không nhịn được hỏi. Ăn cơm, có rảnh không? Đương nhiên là có, tôi mời, đi, không say không về. Vừa nói đến ăn, bàn tử liền có tinh thần. Nhất là Mạc Phàm đánh bại Triệu Phi và huấn luyện viên. Chuyện hả lòng hả dạ như vậy, không ăn bữa tiệc lớn, thì thật có lỗi với chàng vị của mình. Đi đâu thế? Mạc Phàm cười, cũng không khách sáo với bàn tử. Tôi biết một quán nướng, thịt dê nướng ở đó tuyệt đối là số một Đông Hải, nhưng mà... Bàn tử nhíu mày, lộ ra chút do dự. Làm sao vậy? Không có gì, chắc là không có gì đâu, đi thôi. Bàn tử lẩm bẩm. Hai người vẫy một chiếc xe taxi. Nửa tiếng sau liền đến quán đồ nướng bàn tử nói. Quán này cách trường hơi xa, nơi này hơi hẻo lánh, không dễ dàng tìm được. Khi đó còn chưa có nhiều di động, ngay cả hệ thống an chắc còn chưa công bố, iPhone cũng là một năm sau mới công bố, căn bản không có mỹ thực gì đó trên app di động. Vậy mà bàn tử có thể tìm được nơi này, toàn bộ dựa vào cái mũi. Tuy nơi này trang trí bình thường, nhưng có rất nhiều người đến, trời còn chưa tới. Đã có người ngồi hơn 10 bàn rồi, ngoài cửa có 7-8 chiếc xe máy kiểu cũ, nhưng xem ra là được cải tạo lại. Bàn tử mới đi đến cửa, nhìn thấy người trong quán, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói.
Quán này hơi loạn, chúng ta đến quán khác nhé. Hương vị còn ngon hơn quán nhà này. Mạc Phàm nhíu mày, mắt quét đám người trong quán. Hơn phân nửa là người nhuộm tóc hồng, vàng, trắng, không nhuộm tóc thì nuôi tóc dài tạo hình xoăn hoặc là đầu bóng loáng. Trong đó có mấy người để lưng trần, lộ ra hình xăm trên người. Mạc Phàm không có từ chối, liếc mắt nhìn đám người này một cái, mặt không thay đổi ghi nhớ tướng mạo, muốn rời đi với bản tử. Còn chưa xoay người, một mỹ nữ phục vụ ăn mặc có chút lộ liễu hỏi. Hai vị tiểu soái ca, muốn ăn gì? Những lời này lập tức hấp dẫn không ít người nhìn qua, trong đó bao gồm một tên hoàng mao đang uống rượu. Hoàng mao này không cường tráng, trong mắt lại tràn đầy liều lĩnh, một chân để lên trên ghế dài, còn ôm một tiểu muội ở trong lòng. Tiểu muội này không cao lắm, gương mặt vô cùng tinh xảo, phát dục cũng rất tốt. Bên trên chỉ mặc một cái áo ngắn, còn chưa đến rốn, phía dưới là quần sóc ngắn, vô cùng nóng bỏng, để mặc hoàng mao sờ mó. Hoàng Mao vốn hơi dầu dĩ không vui, nhìn thấy hai người, mắt hơi nhíu lại, đặt chai rượu lên trên bàn, lạnh lùng nói. Bàn tử, vừa tới lại vội vàng rời đi như vậy, đến đây uống với anh đây hai chén đi. Một câu của Hoàng Mao vang lên trong quán yên tĩnh, đám người vừa rồi không để ý đến bàn tử nhìn qua, lập tức nhận ra bàn tử. Qua, đây không phải là tên học sinh trung học bị tam ca cướp bạn gái sao? Một tên đầu chọc chỉ bàn tử cười nói. Sao không biết nói chuyện như vậy, tam ca là người đứng đắn, đâu có cướp đoạt, rõ ràng là dùng súng chinh phục em gái kia, em gái tự mình nói muốn theo tam ca, mới đá bàn tử này, súng và cướp đoạt hoàn toàn khác nhau. Một tên khác phản bác nói. Tứ ca cao minh, nhưng sao bàn tử này lại mang đàn ông đến, không phải là bị tam ca đả kích cong rồi chứ? Một đám người, anh một lời tôi một câu. Càng ngày càng bẩn thỉu, càng ngày càng khó nghe. Mặt bàn tử đỏ bừng, còn đỏ hơn khi bị người ta tát mạnh mấy cái, hung dữ nhìn chằm chằm tên Hoàng Mao kia, quả đấm nắm chặt lại. Hoàng Mao này là tên côn đồ cướp đoạt bạn gái học muội của anh ta như Triệu Phi nói, ngày đó ở ngay quán đồ nướng này, Hoàng Mao dùng chân đạp lên mặt anh ta, bảo anh ta nhìn xem mình hôn bạn gái anh ta như thế nào, sau khi nhục nhã anh ta một lát, cuối cùng mang bạn gái của anh ta lái xe máy rời đi. Anh ta vốn tưởng rằng sẽ không khéo đến mức gặp phải đám người này, ai biết lại chạm mặt. Mạc Phàm nhìn nhóm người này, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, không có nóng lòng ra tay. Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Bàn tử kéo Mạc Phàm muốn rời đi. Chuyện này không liên quan đến Mạc Phàm, anh ta không muốn kéo Mạc Phàm vào trong. Hửm, lông mày Hoàng Mao nhíu lại, lộ ra chút không vui, liếc mắt ra hiệu với người ở cửa. Hai tên tóc dài xoăn lập tức đứng dậy, lấy dao găm trong túi ra, chắn ở cửa, trong đó một tên cười âm hiểm nói. Tai điếc sao, không nghe thấy tam ca chúng tao mời mày uống rượu à, thế nào, không nể mặt sao? Dao găm vừa lộ ra, ông chủ quán đồ nướng vội vàng bảo nhân viên phục vụ rời đi, ông ta cũng giả bộ làm như không thấy, xoay người vào bếp, còn đóng cửa lại. Nhóm người này thường xuyên tới đây, ầm ĩ không phải lần một lần hai. Có mấy lần ầm ĩ đến cục cảnh sát, chưa đến vài ngày lại đi ra. Ông ta làm ăn nhỏ, không thể trêu vào cũng không quản nổi, chỉ có thể trốn. Các người muốn làm gì, tôi không có đắc tội các người. Bàn tử nhìn dao găm trong tay hai người, hơi sợ hãi. Tam ca của chúng tao muốn làm gì thì làm, mày không phục sao? Người nọ đẩy bàn tử đến phía trước Hoàng Mao, hung hăng trừng mắt với Mạc Phàm một cái, cũng không quản hắn. Hoàng Mao vỗ khuôn mặt mũm mĩm của bàn tử, cười lạnh lùng hỏi. Bàn tử đáng chết, bị cô bé đá cũng không thấy mày gầy đi, có phải lại tìm được cô bé mới rồi không? Ai cần anh lo? Bàn tử trầm giọng nói. Mạc Phàm có bản lĩnh, anh ta chắc chắn Mạc Phàm có thể giết chết tên Hoàng Mao này. Mẹ nó, mập mạp chết bầm, mày ngứa ra có phải không, dám nói chuyện với tam ca của chúng tao như vậy. Tên đầu bóng loáng bên cạnh xen mồm vào. Giơ tay muốn cho bàn tử một bạt tai. Làm gì thế, chúng ta không phải là xã hội đen, văn minh một chút được không? Hoàng Mao quát lớn nói. Dạ, dạ, tam ca. Tên đầu bóng loáng cười hề hề thu tay lại, lại quát lớn với bàn tử nói. Nói chuyện văn minh với tam ca của chúng tao một chút. Bàn tử nhíu mày. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lần trước anh ta nói như vậy với Hoàng Mao. Hoàng Mao trực tiếp tát mạnh anh ta ba cái.
làm một chút giao dịch được không? Hoàng Mao đổ một ly bia, đưa cho bàn tử. Tôi là một học sinh có thể làm giao dịch gì? Bàn tử hỏi. Chẳng lẽ mày không muốn biết bây giờ cô bé của mày đang ở đâu sao? Hoàng Mao nâng chén của mình lên uống một hớp. Mắt bàn tử mở to, giống như điên rồi hỏi. Giao Giao ở đâu? Giao Giao chính là tên bạn gái cũ của anh ta, họ Hoàng. Tuy anh ta còn là học sinh, nhưng thật lòng thích Giao Giao, cho dù sau khi bị Hoàng Mao cướp đi, anh ta vẫn thường xuyên mơ thấy cô ta. Nhưng từ sau ngày đó anh ta vẫn chưa từng gặp, tiểu muội gợi cảm bên cạnh Hoàng Mao không phải là Giao Giao, là một cô gái khác. Cô bé kia anh đây chơi ngán nên quăng rồi, nhưng cô ta vẫn quấn lấy anh đây không rời, anh đây nhất thời tức giận nên bán cô ta làm gà trong quán. Vốn muốn chuộc cô ta, để cô ta về trường học, dù sao cũng là cô gái tốt, không nên lãng phí thời gian trên người anh đây, nhưng gần đây tình hình kinh tế eo hẹp, không phải cha cậu có chuỗi siêu thị đấy sao, tài sản có mấy ngàn vạn, 10 vạn cũng không nhiều lắm, cậu cho tôi 10 vạn, tôi sẽ chuộc cô ta ra, đưa về bên cạnh cậu, thế nào? Hoàng Mao nghiêm túc nói. Nghe Hoàng Mao nói vậy, bàn tử như bị sét đánh. Giao Giao thích tên khốn nạn này như vậy. Vậy mà tên khốn nạn này bán Giao Giao làm gà trong quán. Lúc này anh ta cảm thấy trái tim anh ta bị đâm một nhát, bị người ta rút ra, lại đâm mạnh vào. Hoàng Mao thấy bàn tử không nói lời nào, tiếp tục nói. Không phải là cậu ghét bỏ cô ta đấy chứ, tuy tôi không biết đã qua tay bao nhiêu người, nhưng chắc chắn kỹ thuật tốt hơn khi ở bên cạnh cậu, ngực cũng to lên không ít, cậu suy xét thế nào. Những lời này như kíp nổ. Trong chớp mắt kích nổ quả bom trong lòng bàn tử. Chúng mày là lũ cầm thú, ông đây liều mạng với chúng mày. Bàn tử cầm lấy chai rượu trên bàn ném về phía đầu Hoàng Mao. Chai rượu không đập vào Hoàng Mao, bàn tử đã bị Hoàng Mao chế trụ, chỉ có rượu là đổ lên người Hoàng Mao. Lần này hoàn toàn chọc giận Hoàng Mao, hôm nay Hoàng Mao thua bạc mấy vạn tệ, vốn là tâm tình khó chịu, nhìn thấy bàn tử đến liền muốn lấy lại trên người bàn tử. Ai biết vậy mà bàn tử muốn mạng của anh ta. Mẹ kiếp! Hoàng Mao lau rượu trên người, mắng một câu, lấy con dao trong tay một tiểu đệ, chỉ vào Mạc Phàm. Mập mạp chết bầm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lập tức bảo người nhà đưa cho tao 10 vạn tệ, nếu không ông đây để tất cả anh em cưỡng hiếp cô bé kia, lại lấy 10 lít máu trên người bạn mày. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, lấy 10 lít máu trên người hắn sao? Khi bọn họ nói chuyện, Mạc Phàm nhớ tới một chuyện. Có một ngày bàn tử mặt mũi bầm dập đi làm, hắn hỏi bàn tử thế nào cũng không chịu nói. Sau đó nghe Triệu Phi nói, bàn tử trộm 10 vạn của nhà, lấy đi đánh bạc, kết quả bị thua hết, vết thương trên mặt là do người nhà làm ra. Nhưng ngày hôm sau hắn nhìn thấy bàn tử ăn cơm cùng một cô gái kia tên là Hoàng Giao Giao, cũng là nàng dâu tương lai của bàn tử. Kiếp trước hắn vẫn không tin bàn tử trộm tiền đánh bạc. Nếu là ăn thì còn có khả năng, cho nên hắn không có làm rõ. Bây giờ hai cái 10 vạn chồng cùng một chỗ, hắn lập tức biết nguyên nhân là gì. Chỉ là chuyện này tới sớm hơn kiếp trước. Sắc mặt bàn tử trắng bệch, giận dữ hét. Nếu mày có bản lĩnh thì nhằm vào tao, đừng có động vào bạn tao. Bạn sao? Hoàng Mao lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tên heo mập đáng chết mày đúng là đủ nghĩa khí đáng giá mấy đồng. Nếu mày thực sự không muốn tao động vào bạn mày, thì đưa cho ông đây 10 vạn, tao lập tức trả lại bạn gái và bạn của mày. Mày! Bàn tử tức đến mức hai mắt phun lửa, Hoàng Mao này không chỉ đoạt bạn gái anh ta, đưa bạn gái anh ta đến một quán làm gà, còn bảo anh ta đưa tiền chuộc, anh ta ước gì có thể lập tức băm tên Hoàng Mao này ra thành vạn đoạn. Tao sẽ đưa tiền cho mày, nhưng tao cần một tiếng. Bàn tử do dự một lát, cắn răng nói. Nhà anh ta có chút tiền, nhưng không có khả năng lập tức đưa cho Hoàng Mao 10 vạn, nhiều tiền như vậy có thể mua được căn phòng nhỏ, anh ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Có thể, tao sẽ cho mày thời gian, nhưng bạn của mày phải ở lại, đừng có mà nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nếu không bạn và bạn gái mày đều chết vô cùng khó coi đó. Hoàng Mao cười đắc ý, cảnh cáo. Mày không được làm hại bạn của tao, nếu không bàn tử tao thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày. Bàn tử lúng túng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Yên tâm, có tiền tao sẽ rất hòa khí. Hoàng Mao tự luyến nói. Mạc Phàm, cậu đợi một lát, đừng sợ, tôi lập tức quay lại ngay. Bàn tử nói với Mạc Phàm,
ngăn một chiếc taxi rồi rời đi. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, toàn bộ mọi chuyện đều quay về lịch sử trước, chỉ có thêm hắn. Hắn cười, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám hoàng mao. Bàn tử ở đây, hắn còn sợ dọa đến bàn tử, nếu bàn tử đi rồi. Quả đấm nắm chặt, đánh về phía hoàng mao. Này này, tiểu tạp chủng, mày muốn làm gì? Tên đầu bóng loáng vừa rồi muốn tát bàn tử, thấy Mạc Phàm không thành thật, giơ tay ngăn cản trước người Mạc Phàm. Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, nắm lấy tay của tên đầu bóng loáng bẻ một cái. Răng rắc, tiếng xương cốt bị gãy vang lên, cánh tay của tên đầu bóng loáng ngăn cản Mạc Phàm cong thành 90 độ. Không còn hình dạng ban đầu, nhìn làm người ta nổi da gà. Tên đầu bóng loáng kêu thảm thiết như giết heo. Mày gọi ai, tiểu tạp chủng sao? Mạc Phàm bẻ gãy tay tên đầu bóng, hỏi từng chữ. Buông ông đây ra, nếu không ông đây sẽ cho mày biết, Tên đầu bóng loáng kêu lên, đau đớn làm bắp thịt trên mặt nhăn lại. Đẹp không? Tay còn lại của Mạc Phàm, bốp bốp bốp, lên xuống trái phải mấy cái, dấu tay đỏ bừng hiện lên trên mặt tên đầu bóng loáng. Như vậy đẹp không? Hét thảm một tiếng và tiếng bốp 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 cùng vang lên, lập tức làm vẻ mặt thuộc hạ của Hoàng Mao lộ ra vẻ khiếp sợ. Động tác của Mạc Phàm thật sự quá nhanh, lại quá hung mãnh, bọn họ hoàn toàn không ngờ Mạc Phàm dám ra tay, càng không ngờ Mạc Phàm có thể trực tiếp bẻ gãy cánh tay tên đầu bóng loáng. Theo tình huống thông thường, người bị bọn họ giữ lại không bị dọa gần chết, ồn ào ầm ĩ đã không tệ rồi, chưa có ai dám lớn gan như Mạc Phàm hiện giờ. Có tên phản ứng nhanh, rút dao ra chỉ vào Mạc Phàm giận dữ hét. Đồ danh con, có phải mày không muốn sống nữa có phải không, mau buông A Lượng ra. Muốn, lấy đi. Mạc Phàm đá vào bụng tên đầu bóng loáng. Dầm một tiếng, tên đầu bóng loáng đụng vào tường đối diện, thân thể cong thành hình con tôm, không thể đứng dậy nữa. Trong quán đồ nướng, vẻ mặt những người khác sửng sốt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhất là Hoàng Mao, mắt hơi nhíu lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đứng dậy khỏi ghế, đi tới. Tiểu muội bên cạnh anh ta cũng đứng dậy, một tay khoác lên vai Hoàng Mao, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Bị giữ lại làm con tin, còn dám ra tay, không biết sống chết. Nhóc con, khá lắm, tuổi không lớn, gan cũng không nhỏ, dám động vào người của tao, nhưng... Nói đến đây, bỗng nhiên giọng nói của Hoàng Mao thay đổi, rất âm trầm. Mày có biết chữ tử viết như thế nào không? Cho đến bây giờ đều là anh ta ra tay đánh người, đê của Âu có bị người ta đánh, còn thừa dịp lúc anh ta mất hứng vì thua tiền. Tử, không phải đang viết trên mặt mày à, nhưng mà mày không nhìn ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong lòng đã động sát khí. Đoạt bạn gái của bàn tử, chơi xong rồi còn bắt bàn tử đưa tiền đến chuộc, đối xử với bạn tốt nhất kiếp trước của hắn như vậy, cho dù chết trăm lần cũng khó làm tan đi lửa giận trong lòng hắn. Viết trên mặt tao sao? Cậu nhanh xem cho tôi, có không, có không? Hoàng Mao vội vàng kéo một thuộc hạ, giả bộ sợ hãi hỏi. Hô hô, thuộc hạ của anh ta đều bật cười, cười khinh miệt. Trên mặt Tam ca thì em không thấy, trái lại em thấy trên mặt tên nhóc này rồi. Một tên Bạch Mao trong đó nói. Mạc Phàm chỉ đánh ngã một tên trong bọn họ mà thôi, cứ hung hãn như vậy, cũng không xem ở đây bọn họ có bao nhiêu người, hơn nữa có bao nhiêu người có dao. Cậu ta có mấy mạng để giết được bọn họ. Xác nhận không có chữ tử, lúc này Hoàng Mao mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ trêu tức. Ngại quá, trên mặt ông đây không có chữ tử, xem ra tối nay ông đây không tử được rồi, vậy làm sao bây giờ, mày đánh người của ông đây, còn ngông cuồng như vậy. Tam ca, đừng nói lời vô nghĩa với nó, đánh gãy tay chân nó báo thù cho A Lượng trước rồi nói sau. Một tên côn đồ có quan hệ tốt với tên đầu bóng loáng vừa rồi nói. Gãy tay chân gì chứ, người ta còn là học sinh đó, đừng làm người ta sợ. Người được xưng là tứ ca giả mù sa mưa răn dạy những người khác. Sau đó quay đầu nhiệt tình nói với Mạc Phàm. Bạn trẻ, cậu xem chúng tôi đều không có chạm vào cậu, cậu đã đánh anh em của tôi thành như vậy, chúng tôi cũng không lừa cậu, cậu gọi điện thoại về nhà đi, không nhiều lắm, 40 vạn là được. Đó là chi phí chữa trị cho anh em tôi, nói cách khác, đưa cậu đến cục cảnh sát, cậu không chỉ phải bồi thường nhiều tiền như vậy còn ở trong đó một khoảng thời gian, không bằng chúng ta giải quyết riêng thì tốt hơn. Mắt những người khác sáng lên, nhao nhao quay đầu nhìn Tứ ca với ánh mắt kính nể. Tứ ca thật thông minh,
vậy mà có thể nghĩ đến chuyện này. 40 vạn, chia đều ra mỗi người cũng được 2 vạn tệ, 2 tuần thịt cá cộng thêm chơi đùa một cô bé xinh đẹp cũng không có vấn đề gì. Nhóc con, có nghe thấy không, tứ ca của chúng tao thấy mày còn nhỏ không hiểu chuyện, không chấp nhặt với mày, nói cách khác đánh gãy tay gãy chân là nhẹ, đánh xong còn phải bồi thường tiền. Một tên hồng mao nói với Mạc Phàm. Ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm như sói đói nhìn thấy dê béo. Nhóc con, nếu tứ đệ tao đã nói như vậy, lấy ra 40 vạn, tao sẽ không so đo với mày chuyện vừa rồi, thế nào? Hoàng Mao cười mỉa nói. Mạc Phàm cười, thực sự coi hắn là dê béo mặc người ta sâu xé à? Tao không cần 40 vạn, so với chuyện cho chúng mày 40 vạn, tao càng nguyện ý đánh đám người chúng mày tàn phế hơn. Mạc Phàm cười mỉa nói. Đám Hoàng Mao sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc, bị hừng hực lửa giận thay thế. Tên nhóc này còn ngông cuồng như vậy, không thu thập chắc chắn sẽ không chịu thua. Trong mắt Hoàng Mao hiện lên tàn nhẫn, liếc mắt ra hiệu với người ở cửa. Hai người ở cửa hiểu ý, không chút do dự kéo cửa cuốn xuống, muốn đóng cửa lại, tránh để Mạc Phàm chạy trốn mất. Nhóc con, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mày đã không biết điều như vậy. Vậy thì đi chết đi, đánh gãy tay chân nó trước. Hoàng Mao vẫy tay, trên mặt mấy tên tóc dài xoăn lộ ra khí thế hung ác, cầm dao lập tức đi tới chỗ Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm thành thật đợi bàn tử tới, anh ta sẽ không làm khó Mạc Phàm, tối đa chỉ bị các anh em trêu chọc một chút, chỉ cần cậu ta nhịn một chút là xong việc. Nhưng nếu Mạc Phàm muốn chết, anh ta sẽ đưa Mạc Phàm một đoạn, dù sao mặc kệ Mạc Phàm sống hay chết, tên bàn tử đáng chết kia đều sẽ mang 10 vạn tới. Chỉ cần lấy được tiền, tên bàn tử kia còn làm được gì? Sau bếp, ông chủ và nhân viên nghe thấy âm thanh phía trước, sắc mặt thay đổi. Tên Hoàng Mao này nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng độc ác căn bản không phải là người. Lúc trước anh ta cướp đoạt bạn gái của một tên côn đồ khác, người phụ nữ kia sống chết không đồng ý, anh ta mang theo vài người bắt tên côn đồ kia. Trước mặt cô bé kia, để tên côn đồ lên trên bàn gỗ, rõ ràng đã đánh gãy tay chân của người ta. Còn bẻ gãy 5 ngón tay nữa. Sau đó một tiểu đệ của anh ta giúp anh ta nhận tội, nên anh ta mới không phải vào tù, tiếng tăm còn lớn hơn, thành lão đại của nhóm côn đồ này. Người học sinh này động vào Hoàng Mao, thật sự là tự tìm khổ, không phải nhịn một chút là qua sao, cứ trêu chọc tên Hoàng Mao này làm gì. Có cần gọi điện thoại báo cảnh sát hay không? Sau bếp không có tín hiệu, không gọi được. Ông chủ liếc mắt nhìn người phục vụ một cái nói. Người phục vụ thấy di động vẫn có tín hiệu, cũng không nói gì, cất điện thoại đi. Mạc Phàm nhìn dao trong tay mấy tên tóc dài xoăn, trên mặt không có một chút sợ hãi nào, trái lại còn nở nụ cười. Sau khi trọng sinh gặp bàn tử lần đầu tiên, không thể tay không, đưa cho cậu ấy một phần quà gặp mặt trước. Kiếp trước chưa từng thay đổi, từ giờ trở đi sẽ thay đổi. Hắn nhìn đồng hồ treo tường, bước từng bước lên trước, khí thế thay đổi, những lời nói trong miệng hắn bật ra. Nói cho tao biết Hoàng Giao Giao ở đâu, sống, không nói, chết. Giọng nói giống như đến từ địa ngục cửu u. Nhóc con, có phải mày có bệnh hay không, đi chết đi. Một tên tóc dài xoăn hùng hùng hổ hổ, cầm dao đâm về phía Mạc Phàm. Hừ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay vươn ra, đầu ngón tay giống như có khí màu trắng quấn quanh, phát ra tiếng gió vù vù. Bàn tay tránh thoát dao găm của tên tóc dài xoăn. Đi sau đến trước ấn lên ngực tên kia. Rầm, một tiếng, thân hình tên tóc dài xoăn chấn động, phun ra ngụm máu, bay ra ngoài. Người thứ nhất, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, nhóc con, còn ngông cuồng như vậy. Một tên tóc dài xoăn khác đứng sau lưng Mạc Phàm, cầm một cái ghế lên đánh về phía gáy Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn cũng không nhìn, giống như sau đầu có thêm mắt. Người thứ hai, một bước đá ra. Tên tóc dài xoăn này kêu đau đớn một tiếng bay ra ngoài, vẫn không biết sống hay chết. Hoàng Giao Giao ở đâu? Mạc Phàm hỏi lại, không muốn nhiều lời vô nghĩa với đám người này. Đồ danh con, đợi mày chết thì biết. Người thứ ba. Người thứ ba là tên đầu bóng loáng bay ra ngoài. Hoàng Giao Giao ở đâu? Chỉ 10 giây đồng hồ, đã có 5 người được Mạc Phàm tặng vé máy bay, toàn bộ đều là đám lưu manh có vẻ độc ác. Vừa rồi do cồn và nhân số tác động, nên đám côn đồ vô cùng hung hãn, động một tí là muốn giết chết Mạc Phàm, lúc này đã bắt đầu có chút chột dạ. Tên nhóc này quá mạnh rồi.
Một quyền một người, một cước cũng một người. Không ít người lùi về phía sau, không dám xông lên trước, cũng không dám nói Hoàng Giao Giao ở đâu. Lông mày Hoàng Mao nhíu lại, trong mắt lộ ra hung quang. Các cậu còn thất thần làm cái gì, không muốn 40 vạn nữa à, một đám phế vật, ngay cả tên danh con cũng không thu thập được, còn không nhanh tiến lên cho tôi, người nào giết chết được nó, sẽ được gấp đôi tiền, đêm nay Hoàng Giao Giao sẽ là của kẻ đó. Vừa nhắc đến tiền và phụ nữ, mắt đám tên con đồ còn lại lập tức sáng lên. Bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ không làm gì được tên học sinh trung học này sao, chỉ cần búng một cái, tên nhóc này xong rồi. Không quản Mạc Phàm có lợi hại hay không, thuận tay cầm lấy thứ gì đó, đánh về phía Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, không đợi những tên côn đồ này cùng nhào qua, hắn như một con mãnh hổ xuống núi, đánh móc sau gáy. Hắn đường đường là y tiên bất tử, cho dù chưa đến trúc cơ, nhưng có thể không đối phó được đám côn đồ này sao? Huống chi hắn chỉ còn thiếu nửa bước là tới trúc cơ, chỉ cần hắn muốn, có thể đến trúc cơ kỳ bất cứ lúc nào. Thùng thùng, hai chưởng đập vào người hai người, người thứ sáu, người thứ bảy. Chân dài đảo qua, giống như có thể nhìn thấy gió xoáy do chân hắn tạo ra, ba tên côn đồ kêu thảm thiết không ngăn cản được bay ra ngoài. Chưa tới một phút, một đám côn đồ khoảng 20 người, có thể đứng chỉ còn Hoàng Mao và tiểu muội đứng cạnh Hoàng Mao. Những người khác không phải hôn mê, thì nằm trên đất rên rỉ, không có một ai đứng dậy được. Cho dù đứng... Chân Hoàng Mao và tiểu muội kia cũng không ngừng run run, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng khi trước, thay vào đó là sợ hãi. Ánh mắt Hoàng Mao hung ác nham hiểm, trong mắt đều là phẫn nộ. Một đám người bình thường diệu hổ dương oai, lại bị một học sinh trung học đánh bại hết. Một đám phế vật. Hoàng Mao mắng một câu, không chỉ không còn sợ hãi, dữ dằn trên mặt càng đậm, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhóc con, quả thật mày đánh nhau rất giỏi. Nhưng bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao, tao còn có thể bỏ qua cho mày. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lạnh giọng hỏi. Hoàng Giao Giao ở đâu? Hoàng Mao nhíu mày, vậy mà tên nhóc này không biết điều như vậy. Nhóc con, mày có thể đánh người, nhưng đừng quên tên mập chết bầm kia không lợi hại như mày. Con bé Hoàng Giao Giao kia cũng nằm trong tay tao, chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại, hai đứa đó đều phải chết. Có khả năng mày không cần hai đứa kia. Nhưng cha mẹ của mày, anh chị em của mày, mày không sợ tao tóm bọn họ về giết chết sao? Hoàng Mao cười âm hiểm nói. Mắt Mạc Phàm phát lạnh, đầy sát khí. Không nói đến ân oán kiếp trước, chỉ riêng những lời Hoàng Mao nói vừa rồi, cũng đủ để anh ta chết trăm lần, dám uy hiếp người nhà của hắn à? Không sợ, vì hôm nay tao không định để mày sống sót. Hoàng Mao thấy vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, khẽ đảo mắt. Đẩy mạnh cô gái bên cạnh mình về phía Mạc Phàm. A, à, cô gái kia kêu lên một tiếng, giống như từng phối hợp với Hoàng Mao rồi, thân thể mềm mại ngã vào người Mạc Phàm, ôm chặt lấy Mạc Phàm ngăn cản Mạc Phàm ra tay. Hoàng Mao mượn cô gái đang ôm Mạc Phàm, nhanh chóng rút dao găm đen xì ra. Dao găm này bộ đội đặc chủng chuyên dùng, anh ta ra giá rất cao mới lấy được từ chỗ bản thân, chỉ cần đâm vào một chút, sẽ chảy máu đến chết, không thể cứu chữa được. Anh ta còn bôi thuốc tê lên dao găm, bình thường rất ít khi lấy ra, chuyên đối phó với những cao thủ giống Mạc Phàm. Đi chết đi. Khóe miệng Hoàng Mao nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, không phải đâm về phía Mạc Phàm, mà bí mật đâm sau lưng cô gái này, muốn cùng giết chết cô gái này và Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên căm hận, tuy thân thể của hắn 16 tuổi, nhưng chút kỹ xảo nhỏ này tránh thoát được mắt hắn sao? Dễ dàng rời cánh tay cô gái kia. Lấy được dao găm trong tay Hoàng Mao. Tốc độ rất nhanh, nhưng khoảng cách gần quá, dao găm vẫn đâm vào lưng cô gái này. Nhưng chỉ bị rách ra, không thương tổn vào bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Phàm đá vào bụng Hoàng Mao kêu lên một tiếng ngã văng ra ngoài. Nếu cô luẩn quẩn trong lòng, có thể tiếp tục treo trên người tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói với cô gái kia. Vừa rồi cô gái cũng cảm nhận được đau đớn. Đã đoán ra Hoàng Mao cũng muốn giết cô ta, chỉ là sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, lúc này mới còn ôm Mạc Phàm. Được Mạc Phàm nhắc, vội vàng rời khỏi người Mạc Phàm, dựa vào bên tường, nhìn về phía Hoàng Mao với vẻ khó mà tin, cô ta giúp Hoàng Mao ngăn cản Mạc Phàm, vậy mà Hoàng Mao muốn giết cả cô ta nữa. Mạc Phàm không để ý đến cô gái này, ném dao găm đi đến bên cạnh Hoàng Mao. Hoàng Giao Giao ở đâu?
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hoàng Mao dựa theo tường ngồi dưới đất, bị Mạc Phàm một cái, chỉ cảm thấy thận như bị đập nát, nhưng khóe miệng chảy máu vẫn mang theo cười gằn, giống như điên rồi. Nhóc con, có dũng khí thì giết tao đi, nếu không thì nhận lỗi với ông đây, đưa tiền đến, không thì đợi ông đây giết chết cả nhà mày, còn cả tên mập mạp đáng chết và con tiện nhân kia nữa, ông đây sẽ không để một đứa nào sống, không có ông đây, mày đừng mơ mà tìm được Hoàng Giao Giao, kha kha, mày đừng có mà nghĩ tới. Mạc Phàm chỉ là học sinh, anh ta không tin một học sinh dám giết người. Nếu không dám anh ta sợ gì chứ, hắn không sợ kẻ có lá gan nhỏ hơn anh ta. Hửm, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Không phải là hắn không dám giết người, chỉ là hắn phải biết Hoàng Giao Giao ở đâu. Nếu hắn có tu vi kim đan, tất nhiên sẽ dễ dàng tìm người. Siêu hồn đại pháp hoặc lục soát toàn bộ đều làm được, bây giờ thì sao? Tôi biết Hoàng Giao Giao bị anh ta giấu ở đâu. Người phụ nữ thiếu chút nữa bị Hoàng Mao giết chết lấy lại tinh thần nói. Mày tiểu tiện. Hoàng Mao vừa nghe vậy, lập tức giận dữ. Không đợi anh ta mắng xong, tay Mạc Phàm đã bẻ gãy cổ anh ta. Chết! Chạm vào bạn bè thân thích của tao, phải chết. Uy hiếp người nhà của tao cũng phải chết. Hoàng Mao nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, miệng giật giật, nhưng không nói ra lời, hào quang trong mắt chậm rãi biến mất. Vẻ mặt cô gái thay đổi, vội vàng che miệng, không dám phát ra âm thanh, hai mắt nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ hoảng sợ. Mạc Phàm chỉ có 16, 17 tuổi, vậy mà dám ra tay giết người. Chuyện này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là Mạc Phàm giết người xong còn bình tĩnh không bận tâm. Người này thật sự là học sinh trung học sao? Thuộc hạ của Hoàng Mao không hôn mê, vừa rồi còn đang mắng Mạc Phàm là tiểu súc sinh tiểu hổ lốn. Răng rắc một tiếng qua đi, đám người này hoàn toàn im lặng, ngay cả đau đớn cũng không dám kêu ra. Tam ca bị tên nhóc này giết sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, xoa xoa tay, đứng dậy lấy điện thoại ra gọi điện. 20 phút sau, 6-7 chiếc xe Jeep Việt dã dừng ở cửa quán đồ nướng. A Hào mang theo mười mấy người vào cửa hàng. Mạc Phàm gọi điện thoại cho A Hào. Loại chuyện này, chỗ khác xử lý có vẻ phiền phức, vẫn nên giao cho A Hào thì tốt hơn. A Hào không do dự đồng ý luôn, không nói đến đám Hoàng Mao này là lũ cặn bã, cho dù là người bình thường, anh ta cũng có thể dọn sạch sẽ. Nhìn Hoàng Mao đã chết, A Hào cũng không hỏi nhiều. Mạc tiên sinh, xử lý đám người còn lại thế nào ạ, nếu không thì... Đánh gãy một chân, bịt miệng bọn họ là được. Nhóm người này đều liên quan đến chuyện cướp bạn gái của bàn tử, tội không đáng chết, nhưng cũng không thể tha thứ. Bé gái kia thì sao? A Hào chỉ cô gái kia. Sai người đi đón một người với cô ta đến đây, bảo cô ta không nói lung tung, để cô ta rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không có hắn, cô gái này đã bị đâm trúng tim, chắc là sau này không dám ở cùng với loại người như vậy nữa. Dạ. A Hào liếc mắt ra hiệu với một đại hán mang theo cô gái kia rời đi, những người còn lại mang thi thể Hoàng Mao và thuộc hạ của anh ta đi. Không lâu sau, quán đồ nướng được thu dọn sạch sẽ, giống như chưa từng có xung đột. Cô gái kia mang theo một cô gái coi như là trắng nõn vẻ mặt biến vàng vào quán đồ nướng, bé gái này là Hoàng Giao Giao học sinh trung học. Hoàng Giao Giao không biết Mạc Phàm và A Hào, nhưng nhìn đồ nướng còn trên bàn, bụng lại kêu lên. Tôi có thể ăn chút gì đó ở trong quán này không? Cô gái nói xong nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ta đã không ăn gì 3 ngày liên tục rồi, cô gái kia nói rằng cô ta được cứu, cô ta còn tưởng rằng là lừa gạt, muốn dẫn cô ta đi bán ở quán gà. Thuộc hạ của Hoàng Mao có 40-50 người, chuyên làm những chuyện cưỡng bức cướp đoạt, nếu thật sự dễ cứu như vậy cũng đã không có nhiều cô gái ở cùng cô ta đến thế. Mạc Phàm nhíu mày, rót cốc nước cho Hoàng Giao Giao. Uống nước trước, gọi cho cô chút mì phở hoặc là cháo để ăn nhé. Vài ngày không ăn cơm, ăn đồ nướng dạ dày sẽ không chịu nổi. Hoàng Giao Giao nâng cốc nước lên, uống ửng ực. A Hào đá văng cửa bếp, gọi ông chủ và nhân viên đi ra. Ông chủ và nhân viên trong quán liếc mắt một cái, người của Hoàng Mao không còn ở đây, Mạc Phàm thì không tổn hao một chút gì, lập tức trợn mắt há miệng. Chuyện này, Hoàng Mao là địa đầu xà bên này. Không ai dám trêu chọc vào. Bình thường học sinh trung học trêu chọc anh ta như Mạc Phàm, đánh gãy chân là nhẹ, giết chết cũng không kỳ lạ.
học sinh trung học này là ai thế? Không đợi ông chủ suy nghĩ cẩn thận, A Hào lạnh giọng quát. Đi làm chút cháo và mì đi. Ông chủ, chúng tôi là quán đồ nướng đó. Quán đồ nướng thì làm sao, ngay cả cháo và mì sợi cũng không làm được, ông còn dám mở quán nướng. A Hào nói. Dạ, dạ, lập tức tới ngay. Ông chủ buồn bực bảo người phục vụ thu dọn bàn, mình chạy cửa sau đi sang bên cạnh mua cháo và mì. Nhà ông ta chỉ có bếp lò nướng, nấu cháo ở dưới sao. Nhưng ông ta cũng không dám làm trái, học sinh trung học kia có thể đối phó được Hoàng Mao, đập phá quán ông ta còn dễ hơn mua bát. Rất nhanh, mấy bát cháo và mì thịt bò được để lên bàn, Hoàng Giao Giao ăn như hổ đói, ăn vài miếng là không ăn nữa. Rốt cuộc các người là ai, có thể để tôi đi hay không, tôi muốn về nhà. Nói xong nước mắt lại chảy ra. Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, kiếp trước quan hệ của hắn và bàn tử vô cùng tốt, tất nhiên quan hệ với Hoàng Giao Giao cũng không kém chút nào. Vậy mà cô bé này còn coi hắn là người xấu. Cô ăn đi, ăn xong lát nữa bàn tử đưa cô về. Bàn tử sao? Hoàng Giao Giao sửng sốt. Lúc này ở cửa có bóng người vội vã chạy vào, thở hổn hển nói. Tôi lấy được 10 vạn rồi, trả Giao Giao và bạn tôi đây. Bàn tử còn chưa nhìn rõ tình huống bên trong liền nói. Nhưng nhìn trong quán đừng nói là Hoàng Mao, ngay cả lông của Hoàng Mao cũng không thấy, chỉ có Mạc Phàm, Hoàng Giao Giao và đại hán cao lớn uy vũ ngồi gần nhau ăn gì đó, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Hoàng Giao Giao cũng sửng sốt, nước mắt lại không ngừng được. Bàn tử, sao giờ anh mới đến, nếu anh không đến, em thật sự bị bọn họ bán đi mất. Bàn tử nhìn Hoàng Giao Giao hoàn hảo không tổn hao gì. Đầu óc trống rỗng, giống như nằm mơ, ngẩn ngơ nói, em cũng không bị tên cầm thú kia. Đương nhiên không có. Hoàng Giao Giao nói. Hóa ra Hoàng Mao kia uy hiếp Hoàng Giao Giao chia tay với bàn tử, nếu không sẽ cắt chân bàn tử. Sau đó lại đe dọa bàn tử, nói Hoàng Giao Giao đã vui vẻ ở với Hoàng Mao, lại dây dưa với Hoàng Giao Giao sẽ bán Hoàng Giao Giao vào quán gà. Vừa dỗ lại lừa hai bên, mới có chuyện Hoàng Giao Giao đá bàn tử. Hoàng Mao đánh bàn tử. Hoàng Mao lừa gạt Hoàng Giao Giao rời đi, vốn định bá vương ngạnh thượng cung, dạy dỗ một phen trước. Ai biết tính tình của Hoàng Giao Giao rất quật cường, Hoàng Mao mới đụng vào cô ta liền muốn cắn lưỡi tự sát, có mấy lần thật sự cắn lưỡi chảy máu. Hoàng Mao hết cách với cô ta, nên mỗi ngày đều bị bỏ đói. Mạc Phàm nhớ rõ, kiếp trước khi bàn tử lấy 10 vạn mang Hoàng Giao Giao về, Hoàng Giao Giao đã trải qua một đoạn chuyện khó mà miêu tả. Cuối cùng bàn tử vẫn cưới Hoàng Giao Giao. Một đời này, đã bắt đầu khác. Mạc Phàm yên lặng nhìn bàn tử và Hoàng Giao Giao thân mật, cười hài lòng. Tiểu Phàm, vị này là... Bàn tử nói chuyện với Hoàng Giao Giao một lát, tò mò hỏi. Anh ta mới rời đi một lát, Hoàng Mao và đám thuộc hạ đều không thấy bóng người, anh ta vội vội vàng vàng đến siêu thị nhà anh ta lấy 10 vạn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn bị cha mẹ mắng chửi, thế nhưng không dùng đến. Tôi là Mạc Tiên, bạn của Mạc Phàm, cậu gọi tôi là A Hào được rồi, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi, ở vùng này tôi đều có tiếng nói. A Hào chủ động đưa một tấm danh thiếp. Nếu Mạc Phàm có thể giết người vì bàn tử này, chắc chắn quan hệ không tầm thường, đưa danh thiếp chỉ có lợi chứ không có chỗ hại, dù sao Mạc Phàm cũng cầm thẻ của Tần gia trong tay. Bàn tử nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức thay đổi. Trên danh thiếp viết rất rõ ràng, phó tổng giám đốc của Hoàng gia Cửu Hào. Sao bàn tử có thể không biết Hoàng gia Cửu Hào được, địa bàn của đại lão Đường Long ở Đông Hải, cha anh ta thường xuyên nhắc tới. Vậy mà Mạc Phàm có quan hệ với Đường Long, chuyện này. Bàn tử nhìn về phía Mạc Phàm, không dám nhận. Có tấm danh thiếp này, còn sợ loại mặt hàng như Hoàng Mao sao. Nhưng vật càng quý giá càng không thể nhận bừa, cha anh ta thường xuyên nhắc nhở anh ta. Nhận lấy đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn A Hào một cái nói. Chuyện ngày hôm nay, hắn xem như là nợ Đường Long một nhân tình, nhưng vì bàn tử chuyện này đáng giá, ngày sau trả lại là được. Rõ ràng mọi chuyện, nửa tiếng sau, Mạc Phàm bảo A Hào đưa bàn tử và Hoàng Giao Giao về nhà, hắn lại đi đến chỗ ở của mẹ con Tiểu Ngọc. Đã đến lúc lên trúc cơ rồi. Chút tu vi ấy, đối phó người bình thường thì được, đụng phải người nhập đạo. Cao thủ nội kình sẽ không có chút sức chống cự nào. Dù sao kẻ địch của hắn không chỉ yếu như Hoàng Mao, hắn còn phải giải quyết còn rất nhiều phiền phức.
mẹ con Tiểu Ngọc ở nơi có hai phòng ở, trang trí đơn giản chút, nhưng tốt hơn ở container nhiều. Trải qua chữa trị một tuần, cực âm chi khí trong cơ thể mẹ Tiểu Ngọc đã được hắn hấp thu hơn 8 phần, không chỉ bệnh thân thể phát lạnh không xảy ra lần nữa, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn nhiều. Mẹ Tiểu Ngọc vốn là thiên sinh lệ chất, bây giờ bệnh gần khỏi, mỗi ngày lại có chút linh khí của Mạc Phàm cải thiện thể chất, da như mỡ đông, tản ra sáng bóng, thân thể đơn bạc cũng càng no đủ hơn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra quyến rũ. Nếu Mạc Phàm không phải tu tiên giả, chắc chắn không kìm nén được. Tiểu ca ca, mẹ còn cần chữa trị mấy lần nữa ạ? Tiểu Ngọc nhìn Mạc Phàm chữa trị cho mẹ, hai tay nâng khuôn mặt nhu thuận hỏi. Một lần nữa là được rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mẹ Tiểu Ngọc nằm trên giường một cái rồi nói. Cực âm chi khí trong cơ thể mẹ Tiểu Ngọc không còn đủ hai phần, những phần còn lại, qua đêm nay sẽ biến mất toàn bộ. Vậy có phải sau này Tiểu ca ca không tới thăm mẹ con em nữa không? Tiểu Ngọc có chút không vui nói. Nếu không có Mạc Phàm, không biết bây giờ cô và mẹ sẽ thế nào, cô có cảm giác ỷ lại vào Mạc Phàm. Tuy cô biết như vậy không đúng, mẹ thường xuyên nói với cô con gái phải tự lập. Nhưng cô không nỡ. Lông mày mẹ Tiểu Ngọc nhíu lại, không nói gì. Mạc Phàm giúp bọn họ nhiều như vậy, cô vốn đang lo lắng Mạc Phàm có yêu cầu vô lễ với cô. Ai biết mấy ngày ở chung, Mạc Phàm ngoại trừ nói rất ít, chưa bao giờ vượt rào, lại càng yêu thương Tiểu Ngọc. Cô đã không còn mâu thuẫn với Mạc Phàm như vừa mới gặp nữa. Sau này anh sẽ thường xuyên tới thăm hai người. Mạc Phàm hơi nheo mắt, lạnh nhạt nói, tiếp tục thi châm. Thân là y tiên bất tử, 500 năm tu chân hắn thấy quá nhiều ly biệt, cũng không có quá nhiều cảm giác. Có hắn cho phương thuốc chậm rãi chữa trị, mẹ Tiểu Ngọc sẽ không có vấn đề gì nữa. Mà hắn muốn tăng tu vi, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Chỉ thường xuyên ạ, Tiểu ca ca có thể đến mỗi ngày không, em có thể gả mẹ cho anh. Tiểu Ngọc ngây thơ nói. Gương mặt tinh xảo của Tiểu Ngọc chậm rãi đỏ bừng, trong mắt đều là xấu hổ. Tiểu Ngọc. Con đang nói linh tinh gì thế? Mạc Phàm chỉ là đứa bé 16 tuổi, nhỏ hơn cô 20 tuổi. Làm mẹ Mạc Phàm còn được, bảo cô gả cho Mạc Phàm sao? Vẻ mặt Mạc Phàm sửng sốt, ngân châm hạ xuống lệch quỹ đạo, đâm vào một tử huyệt trên ngực mẹ Tiểu Ngọc. Hắn vội vàng nắm châm trong tay, tay ấn lên hai luồng mềm mại. Mẹ Tiểu Ngọc cảm nhận được xúc cảm trên ngực, kêu đau đớn một tiếng, mặt đỏ đến mang tai. Làm sao vậy? Tiểu ca ca cảm thấy mẹ không đẹp sao? Tiểu Ngọc thấy Mạc Phàm thất thố như vậy, tiếp tục hỏi. Mạc Phàm lấy tay ra, liếc mắt nhìn mẹ Tiểu Ngọc một cái, sắc mặt hàm xuân, hai mắt hàm mị, cực phẩm như vậy cho dù để ở tu chân giới cũng làm người ta điên cuồng cướp đoạt, nhất là khi cô còn là cực âm chi khí. Không phải. Mạc Phàm lắc đầu. Vậy nguyên nhân là gì? Tiểu Ngọc truy hỏi. Anh đã có người trong lòng rồi. Mạc Phàm nhìn về phía nam, một bóng dáng xinh đẹp hiện lên trong đầu hắn, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm hắn tâm thần bất định. Lông mày mẹ Tiểu Ngọc nhíu lại, lộ ra một chút thất vọng. Cô là hoa tàn bại liễu, quả thật không xứng với Mạc Phàm. Không nói đến y thuật của Mạc Phàm, với công phu của hắn cũng không kém con cháu Bạch Gia. Tiểu ca ca có người trong lòng cũng có thể cưới mẹ, mẹ nói đàn ông Bạch Gia chúng em đều có thể cưới nhiều vợ. Chỉ cần Tiểu ca ca thích mẹ là được. Tiểu Ngọc lại nói. Mạc Phàm lập tức có chút dở khóc dở cười, hình như nha đầu này không gả mẹ cô cho mình sẽ không bỏ qua. Nhưng nghe Tiểu Ngọc nói đến Bạch Gia bọn họ, hắn lập tức hỏi. Bạch Gia nào, là Bạch Gia ở Giang Nam sao? Có thể cầm nhiều kiện pháp khí, còn duy trì truyền thống từ xưa, chắc chắn là gia tộc không đơn giản. Tiểu ca ca cũng biết Bạch Gia chúng em sao? Tiểu Ngọc hơi bất ngờ, nói. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ động, thật sự là Bạch Gia sao? Kiếp trước bạn gái Tuyết Nhi hắn nhất kiến trung tình là người Bạch Gia, tên là Bạch Tuyết. Hơn nữa hắn thường xuyên nghe Tuyết Nhi nói, cô ấy có một người cô bỏ trốn vì tình, bây giờ không rõ sinh tử, Tuyết Nhi thường xuyên phát sầu vì chuyện này, thậm chí còn khóc. Không biết có phải là mẹ con Tiểu Ngọc không? Mẹ Tiểu Ngọc thấy vẻ mặt Mạc Phàm khác thường, lông mày nhíu lại. Giang Nam có rất nhiều Bạch Gia. Tiểu Ngọc đừng ở đây nói lung tung, ra ngoài làm bài tập đi. À, Tiểu ca ca nhớ thường xuyên tới thăm mẹ con em nhé, đợi Tiểu Ngọc trưởng thành, cùng mẹ gả cho anh. Tiểu Ngọc chân thành nói. Tiểu Ngọc, mẹ Tiểu Ngọc hơi tức giận nói,
trên mặt nóng rát. Để cô gả cho Mạc Phàm đã trái với lẽ thường, mẹ con đều gả cho Mạc Phàm, chuyện này. Tiểu Ngọc quá nghịch ngợm, là tôi quản giáo không nghiêm, lời vừa rồi mong Mạc Tiểu Tiên Sinh đừng để ở trong lòng. Mẹ Tiểu Ngọc thở dài nói, hai mắt lại chú ý tới biểu cảm của Mạc Phàm. Chúng ta tiếp tục đi. Mạc Phàm cười, gật đầu nói. Không hiểu sao trong lòng mẹ Tiểu Ngọc có chút mất mát, lại tiếp tục hỏi. Mạc Tiểu Tiên Sinh hiểu biết về Bạch Gia như vậy, có phải có bạn là người của Bạch Gia không? Tôi có người bạn tên là Bạch Tuyết, không biết gì quen không? Bạch Tuyết sao? Mẹ Tiểu Ngọc nghĩ một lát, lập tức lắc đầu. Trong gia tộc tôi không có ai tên là Bạch Tuyết, cậu chắc chắn Bạch Tuyết là tên thật sao? Mạc Phàm nghĩ, khi học đại học trên học tịch của Tuyết Nhi viết hai chữ này, chắc là tên thật. Giang Nam có rất nhiều người Bạch Gia, có thể là Bạch Gia khác. Mẹ Tiểu Ngọc nói. Ừm. Mạc Phàm gật đầu, xem ra không khéo như vậy. Nếu không phải là cô Tuyết Nhi, hắn cũng không nghĩ những chuyện này nữa. Dẫn Linh Châm xong, một chút cực âm chi khí bay từ trong cơ thể mẹ Tiểu Ngọc ra, loãng hơn trước rất nhiều. Nhưng đủ để hắn lên trúc cơ, 720 huyệt vị trên người hắn đã được mở, sở dĩ chưa đến trúc cơ, đó là vì không cùng nối liền huyệt vị trên cơ thể, trúc cơ tháp cơ. Không lâu sau, tất cả cực âm chi khí hội tụ bên ngoài cơ thể mẹ Tiểu Ngọc. Mạc Phàm vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, nắm lấy cực âm chi khí kia, rút ngân châm trên người mẹ Tiểu Ngọc, đẩy một dòng linh lực vào trong cơ thể mẹ Tiểu Ngọc, hắn liền đứng dậy đi đến phòng khác. Mẹ con Tiểu Ngọc đã quen như vậy, cũng không hỏi nhiều, càng không đi quấy rầy. Trong phòng, Mạc Phàm ngồi xếp bằng. Cực âm chi khí vừa vào cơ thể, lập tức tác động linh khí toàn thân, như con sông lớn, lưu chuyển theo huyệt vị được đả thông trong cơ thể. Đến mỗi chỗ, săn sóc ân cần linh khí trong huyệt vị, phân chia một chút nhập vào con sông lớn này. Qua 720 huyệt vị, một đại chu thiên, dòng linh khí nước lũ đã vô cùng cường đại, ẩn ẩn có xu thế bay lên trùng kích linh đài. Mạc Phàm không có vội vàng như vậy, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, cố gắng nén lại, cô đọng linh khí này, giống như dây thừng vậy. Vận chuyển liên tiếp 99 đại chu thiên, linh khí này đã đến gần bùng nổ. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, linh khí như thoát khỏi lồng giam, đi về phía linh đài trùng kích. Linh đài vang lên ầm ầm rất lớn, thoải mái bị linh khí phá tan. Linh khí lượn một vòng trong linh đài, rơi vào giữa linh đài, hình thành bộ dạng một tháp cơ. Một trượng vuông, màu tím, giống như tử ngọc, tượng trưng cho thần bí và cao quý. Tháp cơ màu tím này hình thành, Mạc Phàm mở to mắt, mắt sáng như đuốc, khí tức như long. Thanh Mộc Quyết. Hắn giơ tay bóp pháp ấn, ánh sáng xanh nở rộ trên tay hắn, sinh cơ bừng bừng tùy ý mà ra. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ cong lên. Thành công đến trúc cơ, lúc này mới tương đương vào tu tiên đạo, có thể sử dụng pháp thuật, sau này tiên phàm khác biệt. Cho dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng không hề giống như trước. Huống chi hắn ngưng tụ được đạo cơ màu tím. Đạo cơ chia ra làm màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím, đạo cơ ngũ sắc, đạo cơ thất thải. Đạo cơ màu xanh là kém nhất, tỷ lệ ngưng kết kim đan không đủ một, màu đỏ đứng sau. Màu trắng là đạo cơ vô hạ, chỉ có linh khí thuần khiết đến trình độ nhất định mới tạo ra được đạo cơ màu trắng, kiếp trước hắn là đạo cơ màu trắng. Màu vàng và màu tím là đạo cơ hiếm thấy, công pháp thông thường rất khó tu luyện ra đạo cơ như vậy. Ngũ sắc và thất thải gần như chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai thấy qua. Kiếp trước hắn không tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, không ngờ có thể tạo ra đạo cơ màu tím. Tuy chỉ là màu tím nhạt, nhưng đợi cô đọng chân hỏa, rèn luyện đạo cơ, tiến thêm bước nữa cũng không phải không có khả năng. Có đạo cơ màu tím, kích động trong mắt Mạc Phàm cũng dày hơn chút. Không nói đến linh khí thiếu thốn ở địa cầu, cho dù ở tu chân giới, một đại thiên kiêu quân Khương Lâm cũng chỉ là đạo cơ màu tím. Bây giờ hắn cũng có đạo cơ màu tím, lại một bước tiến vào báo thù. Tâm trí 500 năm làm hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, thân thể như hắc động, hấp dẫn linh khí loãng xung quanh, củng cố đạo cơ. Ngồi xuống đó là một đêm, một cuộc điện thoại làm Mạc Phàm giật mình tỉnh từ trong ngồi thiền. Một dãy số xa lạ gọi đến, còn là số riêng. Mạc Phàm do dự nghe máy. Người biết số này không nhiều lắm, nhưng không phải người có quan hệ với hắn. Tiểu Phàm, là mẹ,
con ở Đông Hải có khỏe không? Một giọng nói quen thuộc truyền từ điện thoại đến, trong giọng nói mang theo nồng đậm thân thiết. Mạc Phàm giật mình, cho dù trải qua 500 năm làm tâm trí hắn kiên cố, lúc này cũng bị hoảng hốt, trong mắt mờ mờ ảo ảo có lệ. Giọng nói rõ ràng, giống như qua hơn 500 năm, lọt vào tai hắn. Năm đó Lâm Khuynh Thiên vì ép hắn và Tuyết Nhi chia tay, làm hại cha hắn bệnh cũ tái phát, nhưng không có tiền chữa bệnh, không lâu sau liền đi đời nhà ma. Tháng thứ ba khi cha rời đi, lão mẹ nói một câu với hắn trong điện thoại. Chăm sóc Tiểu Vũ thật tốt, mẹ đi tìm cha con rồi. Nói xong lão mẹ uống một lọ thuốc ngủ tự sát, khi hắn nhìn thấy lão mẹ, đã là một thi thể lạnh lẽo. Sau đó lại nghe thấy giọng nói của mẹ, là ở trong mơ. 500 năm, ha ha. Mạc Phàm dưng dưng cười khổ. Bên kia điện thoại, mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cho rằng Mạc Phàm không nghe thấy bà nói. Tiểu Phàm, là mẹ đây, mẹ dùng điện thoại của bác cả con gọi điện cho con. Sao Mạc Phàm có thể không nghe ra, cho dù hắn hóa thành cho cũng có thể nghe được, hít sâu một hơi, tâm tình bình tĩnh lại. Mẹ, con rất tốt, cha con đâu? Anh, ở thành phố chơi vui không, cha đi thành phố Đông Hải rồi. Một giọng nói thanh thúy non nớt truyền từ trong điện thoại đến. Giọng nói này là của em gái hắn, Mạc Vũ. Kiếp trước cha mẹ hắn liên tục rời đi, hắn và Tuyết Nhi chia tay. Lâm Khuynh Thiên vẫn không bỏ qua như cũ, cũng vì hắn chiếm được lần đầu tiên của Tuyết Nhi, vốn là tạo ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn hại bàn tử, lại ép ông xã của em gái và em gái chia tay. Hai đứa trẻ không chia cho em gái một đứa, ngay cả em gái đi gặp cũng bị từ chối, còn dùng gậy đánh em gái thương tích đầy mình. Em gái tuyệt vọng, cuối cùng nhảy xuống hồ vong tình của tỉnh Giang Nam. Lúc này em gái và Tiểu Ngọc bằng tuổi nhau, chỉ có 11, 12 tuổi. Chuyện cũ quay lại, mũi Mạc Phàm chua xót, nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Cho dù kiếp trước thế nào, hắn đều mang theo trí nhớ y tiên 500 năm quay về. Kiếp trước hắn bất lực, một đời này cho dù làm long trời lở đất, sông cạn đá mòn, hắn cũng phải che chở bọn họ chu toàn. Nhóc con chỉ biết chơi, thành phố rất thú vị, hôm nào anh mang em và cha mẹ tới thành phố chơi. Mạc Phàm cười nói. Đúng rồi, cha tới thành phố làm gì ạ? Cha con nghe nói chú Vương ở Đông Hải, liền qua tìm ông ta, xem có thể lấy về được chút tiền không? Mẹ Mạc Phàm giải thích. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại. Hắn biết chú Vương lão mẹ nói, tên là Vương Tử Hoa, là bạn hợp tác lúc trước của cha. Cha làm buôn bán thuốc, sau khi thu gom dược liệu trải qua quá trình xử lý, liền bán cho Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa ít khi đưa tiền mặt, cũng không có chi phiếu chuyển khoản, đều chỉ ghi giấy nợ. Vương Tử Hoa nợ sổ sách rất nhiều, cũng là một trong những nguyên nhân cha buôn bán dược liệu bị phá sản. Vương Tử Hoa không trả tiền nợ, không có vốn lưu động, không thu được dược liệu. Cũng không có biện pháp trả tiền cho công nhân, còn thiếu bước đi vay. Thân thích vừa thấy thế không đúng, ôm tiền chạy trốn. Cho dù công ty phá sản, Vương Tử Hoa vẫn nợ nhà bọn họ không ít tiền, còn không chịu trả. Hắn nhớ rõ cha tới thành phố tìm Vương Tử Hoa, quả thật tìm được, còn cùng ăn tối với Vương Tử Hoa. Nhưng khi cha mở miệng đòi tiền Vương Tử Hoa lại nói ra yêu cầu, một ly rượu trắng 1 vạn tệ. Cha còn tưởng rằng là chén rượu nhỏ, vui vẻ đồng ý. Ai biết trước đó Vương Tử Hoa đã sai người đổi thành bát lớn, 1 bát gần 2 lượng rượu trắng. Cha vì có thể lấy lại một chút tiền, dứt khoát liều mạng, uống vào tổng cộng 16 chén, nói cách khác hơn 3 cân rượu trắng. Cuối cùng chúng độc cồn đưa vào bệnh viện, Vương Tử Hoa để lại 5 vạn tệ rồi rời đi, lúc gần đi còn bảo vệ sĩ lấy tất cả giấy nợ trên người cha. 5 vạn kia đều dùng để chữa bệnh cho cha, ở bệnh viện nửa tháng, lúc này mới giữ được mạng. Từ đó về sau, thân thể của cha không được như trước, tinh khí thần đều yếu hơn trước kia nhiều, không còn ánh mắt sắc bén như trước. Tiền bạc không lấy được, thân thể cũng bị thương tổn, còn bị Ngô Hân mẹ kế của chị họ nhục nhã. Hắn nhớ rõ chuyện này nửa tháng sau mới xảy ra, không ngờ hôm nay cha đã đến thành phố Đông Hải tìm Vương Tử Hoa đòi nợ. Cha có nói ở nơi nào không? Mạc Phàm hỏi. Hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này, nhưng thành phố Đông Hải rộng như vậy, hắn đi đâu tìm đây? Con muốn làm gì, chuyện trong nhà, con mặc kệ đi, an tâm đến trường là được. Mẹ Mạc Phàm nói. Chị họ thuê nhà cho con,
nếu buổi tối cha không có chỗ ở, có thể đến chỗ con. Mạc Phàm nói dối. Hắn không thể nói chuyện xảy ra kiếp trước, chắc chắn lão mẹ và em gái sẽ không tin hắn. À, hình như là ở vùng Đông Hải mới, chú Vương mở một công ty y dược ở đó, cụ thể thì mẹ không biết. Vùng Đông Hải mới, công ty y dược sao? Lông mày Mạc Phàm nhướng lên. Hai điều kiện này đã làm phạm vi nhỏ lại không ít, hơn nữa thêm cái tên Vương Tử Hoa này, đủ tìm được ông ta. Mẹ, cha con thiếu nợ bao nhiêu tiền? Mạc Phàm hỏi. Kiếp trước hắn chỉ biết là một con số không nhỏ. Chắc hơn 5.000 vạn. Mẹ Mạc Phàm do dự nói. 5.000 vạn sao? Mạc Phàm nhíu mày. Hắn và lão mẹ còn cả em gái nói vài câu, rồi tắt điện thoại. Hắn suy nghĩ một lát, lấy hai tờ giấy viết vài dòng, lại gọi điện thoại, lên tiếng chào hỏi mẹ con Tiểu Ngọc rồi rời khỏi nơi này. Trong một quán trà bên ngoài tiểu khu, Mạc Phàm đang phẩm trà, không lâu sau, một chiếc xe nhập khẩu chạy băng băng dừng trước cửa. Đường Long, A Hào và mấy đại hán đi ra, đi vào quán trà. Đường Long thấy Mạc Phàm ngồi trong một góc thưởng trà, vẻ mặt hơi chấn động. Tuy anh ta là người phàm mắt thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra Mạc Phàm khác trước đây rất nhiều. Làn da sáng trong, giống như mang theo sáng bóng, mắt như vì sao, vô cùng sáng ngời, mang theo lạnh lùng siêu phàm thoát tục. Rõ ràng chỉ là đứa bé 16 tuổi, làm anh ta cảm thấy không thua gì ông cụ Tần đích thân tới. Đây đều không phải vì trên người Mạc Phàm có thẻ Tần gia, hoàn toàn là khí chất trên người Mạc Phàm cho anh ta cảm giác chân thật. May mà ngày đó Tần tiểu thư ở đây, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Đường Long nghĩ thầm. Đường Long khiến người xung quanh dè dặt, mang theo A Hào đi qua, cung kính nói. Mạc tiên sinh, để cậu đợi lâu rồi. Hành động đó của anh ta, may mà ở một quán trà vô danh, nếu là ở quán tụ tập nhân vật nổi tiếng, không biết sẽ dẫn tới náo động gì. Ngồi đi. Mạc Phàm ra hiệu. Mạc tiên sinh tìm tôi có chuyện gì thế? Đường Long nhiệt tình hỏi. Mạc Phàm lấy hai tờ giấy trong túi áo ra, đẩy về phía Đường Long. Chỗ này có hai toa thuốc, một loại là cửu long đan, một loại là cửu phượng thang, loại trước thích hợp với đàn ông, loại sau thích hợp với phụ nữ, nếu mỗi ngày đều dùng, sinh long hoạt hổ sống đến 100 tuổi không có vấn đề gì, nếu như mang phương thuốc này đến phòng đấu giá, anh cảm thấy có thể lấy được bao nhiêu tiền. Nếu dùng trường kỳ hai phương thuốc này không những trường thọ, còn có thể loại trừ bách bệnh. Hắn có thể dựa vào nghề y để kiếm tiền, nhưng không biết phải tới khi nào mới kiếm được 5.000 vạn. Nghĩ một lát vẫn nên bán phương thuốc nhanh hơn. Hai mắt Đường Long sáng lên. Lời này của Mạc tiên sinh là thật sao? Trong giọng nói khó nén nổi kích động. Tuy anh ta là đại lão ở thành phố Đông Hải, chân khẽ nhúc nhích, bốn phía chấn động. Nhưng cùng so sánh với những người đó vẫn còn kém không biết bao nhiêu lần. Đến cảnh giới này, đã không còn thấy tiền bạc, quyền và mỹ nữ nữa, mà là tình hình bên trong. Phương thuốc dưỡng sinh trường thọ là một trong số đó, trên cơ bản mỗi đại gia tộc đều có. Dù sao có tiền có thể ôm một đống lớn mỹ nữ, ai mà không muốn sống thêm vài năm. Anh ta cũng thu gom, nhưng thu gom được không phải giả thì hiệu quả quá kém. Là thuốc ba phần độc, không uống nói không chừng có thể sống 80 tuổi, uống xong chỉ có thể sống 50, mất nhiều hơn được. Vậy mà Mạc Phàm lấy hai phương thuốc ra. Anh hoài nghi phương thuốc của tôi là giả sao? Mạc Phàm hỏi, có chút bất mãn. Hắn là y tiên bất tử, đừng nói là làm người ta sống đến 100 tuổi, 200 tuổi cũng không phải không có biện pháp, cần làm phương thuốc giả sao? Đương nhiên không phải, chỉ là... Đường Long thấy mình lỡ lời, chớp mắt, vội vàng nói. Nếu phương thuốc thật sự có tác dụng, tôi nguyện ý ra 200 vạn, không, 500 vạn. 500 vạn sao? Mạc Phàm nhíu mày. Hắn nhớ không ít phương thuốc. Nhưng rất khó tìm được dược liệu, chọn lựa cẩn thận mới viết ra được hai phương thuốc này. Dựa theo giá cả của Đường Long, một loại 500 vạn, hai loại cũng chỉ có 1.000 vạn, cách 5.000 vạn quá xa. Huống chi 5.000 vạn cũng chỉ là con số lão mẹ nói cho hắn, chân chính biết bao nhiêu, chỉ có cha mới biết. Mạc tiên sinh cần tiền gấp sao? Đường Long nhìn ra được Mạc Phàm khó xử, nhỏ giọng hỏi. Mạc Phàm im lặng gật đầu. Nếu Mạc tiên sinh thiếu tiền mà nói, có thể thành lập một công ty, biến phương thuốc thành viên hoặc nước thuốc, lại tìm mấy danh y đại diện. Đường Long nhắc nhở. Vân Nam Bạch Dược,
39 công ty y dược loại này đều dựa vào phương thuốc tổ truyền làm giàu, mới có quy mô lớn như hiện giờ. Nếu phương thuốc trong tay Mạc Phàm là thật, mở cửa hàng thuốc, mở không được bao lâu, tiền bạc chắc chắn thu được như nước chảy. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, dù sao giá trị con người của Đường Long cũng vài tỷ, nắm giữ sản nghiệp giải trí ở thành phố Đông Hải, phương diện kiến thức thương trường mạnh hơn hắn không ít, trái lại những lời này nhắc nhở hắn. Xem ra tiền bạc còn cần phải bàn bạc kỹ hơn một chút. Tôi sẽ suy xét. Mạc Phàm bỏ xuống ý niệm này, nói. Vậy phương thuốc kia, nếu Mạc tiên sinh cần tiền gấp, tôi có thể đưa thêm 500 vạn, mua phương thuốc cửu long đan này. Đường Long nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay Mạc Phàm nói. Nếu gặp được phương thuốc như vậy, sao có thể bỏ qua? Trước đây một đêm anh ta ngủ với 5 người phụ nữ đều không biết mệt, bây giờ chỉ một nguyệt tỷ đã khiến anh ta không chịu nổi, có phương thuốc sống thêm vài năm, đồng thời lấy lại oai phong cũng không phải không có khả năng. 1.500 vạn thì không cần, anh lấy phương thuốc này đi. Mạc Phàm đưa phương thuốc cửu long đan cho Đường Long. Đường Long hơi sững sờ, vừa rồi anh ta còn thấy hối hận vì mình nhắc nhở Mạc Phàm mở cửa hàng thuốc. Ai biết vậy mà Mạc Phàm tặng không anh ta phương thuốc kia, trong phút giây này, giống như có một viên tiên đan từ trên trời rơi xuống. Mạc tiên sinh, vì cậu làm việc là vinh hạnh của tôi, không cần thù lao sao ạ? Đường Long khách sáo nói. Hai mắt đều nhìn chằm chằm phương thuốc trên bàn. Giúp tôi làm việc, tất nhiên tôi sẽ không bạc đãi anh, những thứ này không là gì với tôi cả. Mạc Phàm không để ý nói. Cảm ơn Mạc tiên sinh có chuyện gì, cứ việc nói, tôi nhất định chết muôn lần cũng không chối từ. Đường Long kích động nói. Không cần anh chết muôn lần cũng không chối từ, hôm nay trước cơm tối, giúp tôi tìm một người là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tin tức của lão mẹ đã thu nhỏ phạm vi lại, nhưng một mình hắn vẫn khó tìm như trước, Đường Long một tay che trời ở thành phố Đông Hải, không biết có mấy trăm thuộc hạ. Chỉ cần vận khí không tệ, mới có thể tìm được cha trước khi say mềm. Mạc tiên sinh muốn tìm ai ạ? Vương Tử Hoa, anh quen không, người Đông Hải, thân phận là ông chủ công ty y dược. Vương Tử Hoa sao? Đường Long nhíu mày. Là ông chủ của công ty dược Thiên Linh. Phàm là những người có tên tuổi ở thành phố Đông Hải anh ta đều quen biết, Vương Tử Hoa này, ấn tượng của anh ta sâu hơn một chút. Người này không chỉ làm ăn không phúc hậu, việc buôn bán cũng không nói chữ tín, thường xuyên để người ta ghi nợ, gặp phải người dễ bắt nạt thì quyệt nợ, chuyện ầm ĩ lớn thì tìm người điều chỉnh. Anh ta giúp Vương Tử Hoa giải quyết một chuyện, cho nên có chút ấn tượng. Anh cũng quen ông ta sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Có gặp vài lần. Nhưng chưa nói tới giao tình gì, người này đắc tội Mạc tiên sinh sao? Đường Long thấy lửa giận trong mắt Mạc Phàm, vội vàng giải thích. Đắc tội thì không, cừu thì có chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mắt Mạc Phàm lóe sáng, tuy Mạc Phàm không nói là cừu gì, anh ta cũng đoán ra được 7-8 phần. Chỉ cần ông ta còn ở thành phố Đông Hải, tôi chắc chắn có thể tìm được ông ta, có cần tôi hay không? Đường Long làm hành động, giết. Tạm thời không cần. Sau khi tìm được người lập tức báo cho tôi biết, còn nữa, có khả năng bên cạnh ông ta là một người trung niên tên Mạc Quốc Hoa, cần phải bảo vệ ông ấy an toàn. Có thể nói Vương Tử Hoa là căn nguyên làm nhà hắn sa sút, sao có thể giết ông ta dễ dàng như vậy? Ông ấy là cha của Mạc tiên sinh sao? Đường Long cẩn thận hỏi. Mạc Phàm gật đầu, Mạc Quốc Hoa chính là cha hắn. Chuyện của tôi ở thành phố Đông Hải, anh đừng cho ông ấy biết. Hắn còn chưa nghĩ ra nên giải thích với cha mẹ thế nào, chuyện này gạt trước tốt hơn. Mạc tiên sinh yên tâm, đảm bảo sẽ không để Mạc lão tiên sinh biết chút gì. Đường Long vỗ ngực đảm bảo, nói. Anh đi đi, tìm được thì lập tức nói cho tôi biết. Mạc Phàm vẫy vẫy tay. Đường Long cầm phương thuốc vội vàng rời đi, sắp xếp người đi tìm Vương Tử Hoa. Ra khỏi quán trà, Mạc Phàm đi về phía trường học. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.